Vào môn tranh đấu một, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. chương 1241, trước, sau. Các người mau nhìn video nhận tội này của Chủ tịch Đường. Lãnh mặc Hàn nói xong, liền như người về phía trước, vươn tay mở máy tính sách tay trước mặt, nhập vào một vài số liệu, giữa màn hình thức khắc hiện lên hình ảnh đoạn video đường Trí Long năm đó đến trạm cảnh sát nhận tội. Trương Thục Giao lập tức lần lượt ngồi xuống sát bên cạnh lãnh mặc Hàn, tò mò hỏi video gì. Lãnh mặc hàn dừng lại động tác, nhàn nhạt quay mặt sang, liếc mắt nhìn Trương Thục Giao một cái. Trương Thục Giao cũng quay mặt sang, liếc mắt nhìn lãnh mặc hàn một cái. Thấy anh nhàn nhạt chăm chú nhìn thái độ của mình, cô liền đành phải ho khan một tiếng, có chút bất đắc dĩ hơi ngồi nhích ra một chút, dựa vào tay vịn sofa. Thanh Bình cùng Mỹ Linh ngồi bên cạnh máy vi tính, lại nhịn không được cúi mặt cười rộ lên. Audio điện tử võ tấn bền. Quyền Thanh lại ngưng mặt nhìn chầm chầm lãnh mặc hàn, hỏi anh. Anh phát hiện cái gì vậy? Các người xem video nhận tội của ông ấy trước một chút. Lãnh mặc hàn nói cho hết lời, liền vươn ngón tay, ấn nút phát hình. Mọi người liền cùng nhau nhìn về phía hình ảnh bắt đầu di động giữa màn hình máy tính, giữa hình ảnh đen trắng không rõ ràng lắm, đường Chí long mặc âu phục đen, sắc mặt tiểu tủy thống khổ ngồi trong phòng thẩm vấn, hai tròng mắt run rẩy kích động áy náy, hai tay dừng trước bàn thẩm vấn, hơi thở có phần gấp gáp, mới kiềm chế nghẹn ngào thẳng thắn nói, vụ án phóng hỏa. Là tôi, là một mình tôi, gây ra, hết thầy tất cả, đều là lỗi của tôi, tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc này. Thanh âm run rẩy nghẹn ngào kiềm chế như vậy, hình ảnh người đàn ông trung niên, càng lộ vẻ hối tiếc mà ái náy. Thanh Bình cùng Mỹ Linh nhìn về phía video này, nhìn không ra manh mối, Trương Thục Giao cũng tinh tế nhìn về phía hình ảnh dáng vẻ đường trí Long đang kiềm chế ái náy, cũng không thể nhìn ra. Uyển Thanh lại thật sâu dừng ở lời nói này đường trí Long, hai tròng mắt ông dưng dưng, cúi đầu nghẹn ngào, ánh mắt cô nheo lại. Lãnh mặc hàn lại vào lúc này, đem hình ảnh tạm dừng lại, chỉ về phía động tác tay của đường trí Long, nói các người không có chú ý, lời nói lúc này của đường trí Long, cách đặt tay của ông, còn có lời ông nói. Vậy có điểm nghi ngờ gì? trương thục giao nhìn về phía lãnh mặc hàn kỳ quái hỏi uyển thanh lúc này liền ngưng mặt giải đáp cho nên nói thời gian trôi qua nhiều năm cha ra vụ án lúc trước cũng có một chỗ tốt chỗ tốt gì mỹ linh nhìn về phía uyển thanh hỏi uyển thanh trực tiếp nhàn nhạt nhìn kỹ hai tay đường trí long đặt trước bàn thẩm vấn cúi mặt mới yếu ớt nói trên thế giới mọi bí mật và sự thật đều sẽ theo thời gian trôi qua mà từ từ bộc lộ ra một vài đáp án khách quan cùng những suy nghĩ mang tính kết quả. Động tác của Đường Chí Long lúc này, hai tay dừng trước bàn thẩm vấn, đây không phải là động tác của một hung thủ gây án nên có. Có ý gì? Mỹ Linh cùng Thanh Bình kỳ quái nhìn về phía Uyển Thanh, quái dị hỏi. Uyển Thanh nặng nề lặng yên đem từng hình ảnh kinh điển của Đường Chí Long trong quá khứ, bao gồm hình ảnh lúc ông dự họp, ngồi ở phòng làm việc, ông đều sẽ có một động tác theo thói quen, chính là hai tay đặt trước mặt bàn cúi đầu trầm tư. Cô đem từng tấm hình bày ra, mới chậm rãi nói các cô nhìn xem. Ông ấy bất kể là lúc họp, hay là ngồi trước bàn ở phòng làm việc, tay ông đều đặt trên mặt bàn một cách vô cùng thản nhiên, cơ hồ chỉ có ngón út tiếp xúc với mặt bàn lạnh. Người chỉ có ngón út tiếp xúc với mặt bàn lạnh, mà lại là lúc cần trầm tư tự hỏi, tâm, sẽ trở thành điểm tựa vững chắc duy nhất của toàn thân thể, áp lực, ung dung, bình tĩnh. Hệ thần kinh mỗi người, đều sẽ lấy hình ảnh mờ ám của cơ thể người mà bộc lộ nhịp thở giống như một người nếu như tính tình hắn táo bạo liền sẽ rất dễ nắm chặt nắm tay nặng nề thở dốc mà đường trí long lúc này với tư thế hàng ngày phản ứng ra trong lòng ông đang tự hỏi một kết quả kết quả gì trương thục giao hỏi lại uyển thanh trực tiếp ngưng mặt nhìn về phía trương thục giao nhanh chóng nói ông ấy ở đây lấy tư thái một vị chủ tịch ra quyết định mà không phải là người phóng hỏa Thanh Bình cùng Mỹ Linh đồng thời mở to mắt, nhìn về phía Uyển Thanh. Uyển Thanh lại vào lúc này, thong thả vươn hai tay, chống xe đẩy từ từ đứng lên, cất bước vây quanh bọn họ, vừa đi vừa ngửa mặt nói, giống như tôi. Lúc tôi đang suy tư, sẽ không tự chủ có chút khát khao nổi dậy, lắng động nội tâm của mình, làm như vậy sẽ làm mạch suy nghĩ của tôi càng rõ ràng hơn. Mà chủ tịch đường lại sau khi gây ra vụ phóng hỏa này, hai tay vẫn theo thói quen đặt trên bàn, chứng minh ông lúc đó vẫn lấy tư thái của một vị chủ tịch suy nghĩ mọi việc. Ra quyết định một việc, nhất là các cô có phát hiện không, đường Chí Long là ở ngày hôm sau khi xảy ra vụ phóng hỏa mới ra tự thú. Khi đó, đã có đủ không gian, thời gian, để ông suy nghĩ và làm ra quyết định này. Ý của cô là, Trương Thục Giao nhìn về phía Uyển Thanh, nhanh chóng hỏi, chủ tịch đường đang suy tư lúc xảy ra vụ phóng hỏa, do dự, chuyện trọng yếu nhất của tập đoàn. Đúng, Uyển Thanh chậm chạp xoay người, nhìn về phía Trương Thục Giao lại nhanh chóng nói, nếu không, cô có thể nói cho tôi biết, là một người với cách làm việc cẩn thận, có trách nhiệm, tôn trọng sinh mệnh, đầu đội trời chân đạp đất như đường Trí Long, vì sao lại vào ngày hôm sau của vụ phóng hỏa, mới tự thú. Tôi nhìn chung hành vi cả đời của ông ấy, ông ấy vẫn là một người cực kỳ cơ trí, mạch suy nghĩ rõ ràng, quyết đoán, dũng cảm. Người như vậy, lúc xảy ra sự kiện phóng hỏa, không thể có một chút do dự nào như vậy cùng với hình tượng bản thân ông ấy là cực kỳ không phù hợp mấy người trương thục giao cùng uyển thanh cũng dần dần cảm thấy có chút rõ ràng căn cứ theo phân tích như trên chủ tịch đường thật không phải thủ phạm của vụ án phóng hỏa này trương thục giao nhìn về phía uyển thanh vẫn còn ẩn chứa nghi ngờ hỏi uyển thanh mỉm cười nhìn trương thục giao nói chúng ta không thể lấy bằng chứng như vậy nếu như chúng ta đem bằng chứng như vậy đi đến sở cảnh sát chúng ta sẽ bị ném ra ngoài vậy còn có những thứ đầu mối gì khác trương thục giao nhìn về phía uyển thanh lại nhanh chóng hỏi uyển thanh nghe lời này trầm mặc xuống nhìn về phía anh trai lãnh mặc hàn lúc này mặt bộc lộ vẻ trầm tĩnh vẫn chăm chú nhìn đường trí long lúc nhận tội tư thái bộc lộ cảm xúc như một đi không trở lại anh mới yếu ớt nói đây mới phần có độ khó cao nhất nếu như chúng ta muốn chứng minh chủ tịch đường oan uổng chúng ta nhất định phải tìm ra một chứng cứ vô cùng xác thực vụ án phóng hỏa này cùng với ông ấy không có bất kỳ quan hệ gì thế nhưng ông ấy lúc đó xác thực có tiến vào phòng bếp thậm chí còn giận dữ đem tất cả đầu bếp cùng trợ lý đầu bếp cố gắng nhốt bên ngoài cánh cửa sổ phòng bếp phòng bếp khách sạn có quy định để tránh nguy cơ xảy ra sự cố cho nên cửa sổ nhà bếp đều phải đóng chặt phải là đích thân bếp trường mới có thể khởi động mật mã đóng hai cửa vậy trương thục giao trực tiếp nhìn về phía lãnh mặc hàn rất nhanh khẩn trương nói ý của anh là Chủ tịch đường có lẽ thật sự là người có quan hệ lớn nhất đến vụ án phóng hỏa sao. Cho nên, lãnh mạc hàn mới nhàn nhạt, nhạt nhìn Trương Thục Giao nói, cảnh sát mới có thể một mực chắc chắn chuyện này có liên quan đến chủ tịch đường. Thậm chí về sau khi ông ấy ra tự thú, cũng chứng minh được điểm này. Vậy còn có kẽ hở gì? Trương Thục Giao nhìn về phía mọi người hỏi. Vấn đề là, lãnh mạc hàn tiếp tục nhìn Trương Thục Giao, nói thẳng, với hành vi tính cách cá nhân của chủ tịch đường, ông ấy không có khả năng vào lúc giận dữ mà lại đóng chặt cửa cũng chứng minh một chuyện khác chuyện gì trương thục giao nghĩ chuyện này lãnh mặc hàn nhìn về phía trương thục giao nói thẳng chúng ta giả thiết chủ tịch đường biết chân tướng vụ án phóng hỏa này như vậy ông biết khi nào nhất định là sau khi xảy ra vụ án phóng hỏa bởi vì trước vụ án phóng hỏa ông ấy có thể ra tay ngăn cản hơn nữa ông ấy vô cùng có khả năng sau một khắc phát sinh vụ phóng hỏa cũng đã thông qua một phương thức nào đó biết chân tướng, cho nên mới phải vào ngày hôm sau mới thừa nhận mình là người gây ra vụ phóng hỏa. Vì sao? Thanh Bình cùng Mỹ Linh cùng nhau quái dị hỏi. Quyền Thanh mặt bộc lộ vẻ nhàn nhạt, nhìn bọn họ nói, ông ấy muốn hủy đi chứng cứ. Vụ án phóng hỏa này, nhất định là liên quan rất rộng, thậm chí là một sự kiện khiến ông ấy bất ngờ. Cho nên mới phải nhường một bước trời cao bể rộng, làm ra hành vi như vậy. Tôi thậm chí hoài nghi, vụ phóng hỏa cùng sự kiện rượu đỏ năm đó, có lẽ vẫn tồn tại sự liên quan nhất định. Lãnh mặc hàn quay mặt sang, thật sâu nhìn về phía các cô, lúc này mới mềm giọng nói cho nên. Ông ấy đầu tiên là muốn hủy diệt bằng chứng. Thứ hai, muốn tạo chúng cứ giả. Trương Thục Giao trong nháy mắt cũng bị đánh thức, nhìn về phía lãnh mặc hàn nhanh chóng nói, đúng vậy. Tôi xác thực chưa từng nghĩ đến điểm này. Ông ấy nếu như biết chân tướng sự thật kia, ông ấy sẽ vì che giấu chuyện này, nhất định sẽ trước tiên hủy diệt chứng cứ. Lại tạo ra bằng chứng chính xác do mình gây ra vụ phóng hỏa. Như vậy, vật điều tra mà cảnh sát tra ra đều vô cùng có khả năng là do chủ tịch đường tự mình tạo ra. Chúng ta có thể lấy chứng cứ này, điều tra theo hướng ngược lại. Đúng vậy, lãnh mạc hàn cũng cơ hồ khẳng định nói tất cả chứng cứ trong phòng bếp đều đã bị cây đuốc kia đốt cháy rụi. Như vậy, chứng cứ sinh ra về sau nhất định là không phù hợp với tính logic mà lại phù hợp với hiện thực. Chúng ta chỉ cần chứng minh, chứng cứ xác thực về sau, là người khác làm giả, là có thể cởi bỏ được mớ bong bong này rồi. Vụ án phóng hỏa về sau còn có chứng cứ gì? Trương Thục Giao tò mò hỏi. Uyển Thanh trực tiếp cần lên tư liệu ở Sở Cảnh sát, nhìn về phía Trương Thục Giao mỉm cười nói, ở đây. Trương Thục Giao cố ý báo thù, cười nói cô không nên nhìn A. À. Cô vừa rồi rõ ràng nói không nhìn tư liệu Sở Cảnh sát. Uyển Thanh nhất thời bất đắc dĩ nhìn về phía Trương Thục Giao, cười. Trương 1242 còn có. Lúc dạng sáng, Trương Thục Giao từ từ đem phần tư liệu vụ án mà Tô Lạc Hoành trộm được từ sở cảnh sát lần lượt bày ra, toàn bộ đặt trên bàn trà, tất cả đều là tư liệu về vụ án phóng hỏa năm đó mà Chu Lệ Bình điều tra, bao gồm cả video trong phòng bếp ghi lại những sự việc phát sinh trước khi xảy ra hỏa hoạn. Đường trí long kích động xuất hiện trước ống kính trong phòng bếp rộng lớn, sau đó là lời khai của người duy nhất còn sống trong vụ hỏa hoạn năm đó. Quyền Thanh Yên lặng nhìn từng hình ảnh cùng văn bản lời khai làm chứng. Trương Thục Giao lại từ từ đem báo cáo của Cục Điều tra Phòng cháy chữa cháy, báo cáo điều tra của Cảnh sát, Tổng bộ Khách sạn đưa ra điều lệ cùng quy định trong phòng bếp. Còn có trước sau ngày xảy ra vụ hỏa hoạn, những bóng lưng người ra vào khách sạn, trong đó có vô số người có than phận hiển hách, tất cả đều điều tra rõ, đóng lại thành một tập văn kiện, còn có lời khai của nhân chứng bên ngoài làm ra tập văn kiện lời khai. Mỹ Linh cùng Thanh Bình cũng tiến đến trước sofa, không người cầm tư liệu lên, đều nói, nhìn những bằng chứng này, trái lại thu thập được đầy đủ hết. Giống như lúc đường trí Long tiến đến phòng bếp nấu nướng đã cảm giác được tâm trạng vô cùng bất ổn, thậm chí trong lúc nấu nướng thất bại còn giận dữ, trách cứ trợ lý đầu bếp không chuẩn bị nguyên liệu tốt, kia chính là tư thái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép sau đó ông ấy tức giận cầm môi thìa ném về phía trước rồi bực tức xoay người, đem toàn bộ đầu bếp nhốt ở bên trong. Nhưng điều này cũng không có gì để lo nghĩ, bởi vì đường trí long xác thực không phải cố ý phóng hỏa. Thế nhưng hành vi lỗ mãng này lại hại hơn 20 mạng người. Nếu như không phải là hành vi sai, ông ấy bây giờ căn bản không có khả năng chỉ là tù trung thân. Uyển Thanh giả thiết dưới tình huống đường trí long là hung thủ, đối mặt với tình huống trừng phạt, Thanh Bình khinh khắc không lên tiếng. Uyển Thanh lại tiện tay phóng to lên một tấm hình đen trắng đưa tới trước mặt Thanh Bình, vẻ mặt nặng nề nói cô xem một chút. Đây là ảnh chụp chung tất cả đầu bếp năm đó, bên trong có người 18 tuổi đến hơn 60 tuổi cả đầu bếp cả trợ lý. Có lẽ, năm đó lúc bọn họ chụp ảnh chung, còn đang nói chuyện rất hài lòng. Cho nên lúc cười rộ lên vô cùng sán lạn, kia rõ ràng đều là người a, bọn họ có lẽ không nghĩ đến chính mình tương lai sẽ xảy ra chuyện như vậy đối với tương lai còn là tràn đầy sức tưởng tượng. Thanh Bình cùng Mỹ Linh kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn về phía tấm hình phóng to trên máy tính chỗ huyền thanh, bên trong là hình ảnh các đầu bếp mặc đồng phục màu trắng, mang mũ đầu bếp thoạt nhìn tâm tình vô cùng vui mừng, đứng ở mỗi góc trong phòng bếp, vẻ mặt bộc lộ nụ cười sán lạn, bao gồm cả một cậu bé 18 tuổi, tướng mạo thanh tú, có lẽ mới vừa đến làm việc, vẻ mặt còn bộc lộ ngượng ngùng, đối với ống kính còn cười khờ dại. Các cô lặng lặng nhìn tấm hình này, tâm tình cũng không khỏi cảm thấy trầm trọng cúi xuống, im lặng không lên tiếng. Trương Thục Giao cũng trầm mặc ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn về phía hình ảnh những đầu bếp bên trong tấm ảnh kia, có đầu bếp hơn 60 tuổi thoạt nhìn vô cùng hiền từ, nhiều nhất là đầu bếp hơn 20 tuổi đến 30 tuổi. Cô cũng nặng nề thở dài một hơi, lại phát giữa tấm ảnh có manh mối nói ân. Kỳ quái, vì sao này trong ảnh chụp, không có, không có, tâm phúc của đường Trí Long, Lưu Trí Đức A nghe nói thời gian cha của đường tiểu thư ở trong ngục giam, cô ấy vẫn luôn được lưu trí đức chăm sóc. Kỳ lạ, không có lưu trí đức, lãnh mặc hàn lại nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người chậm rãi nói. Kia là cái gì, trương thục giao tức khắc ngẩng đầu, nhìn về phía lãnh mặc hàn nhanh chóng hỏi. Lãnh mặc hàn sâu xa nhìn về phía cô, nói, lò khí than. Lò khí than, Thanh Bình cùng Mỹ Linh đồng thời kêu lên, Uyển Thanh cũng theo sự nhắc nhở của anh trai, hơi ngẩng đầu nhìn về phía màn hình LCD trên tường, giữa màn hình chung đã đem hình ảnh các đầu bếp phóng to. Trương Thục Giao cũng bộc lộ sự nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía kia ảnh chụp trên màn hình LCD kia, phía sau mỗi đầu bếp quả nhiên là hình ảnh của lò khí than. Lúc đó khi tôi đến khách sạn Đinh Tư Duy đã có nghi hoặc. Lãnh mặc hàn chậm rãi đứng lên đi tới trước màn hình lớn kia, cũng nhìn thật sâu vào mỗi lò khí than phía sau mỗi đầu bếp, sâu xa nói, nghĩ phòng bếp là nơi chứa nhiều nguy cơ. Bởi vì nó không chỉ có quá nhiều dao sắc bén, còn có khi nấu nướng cũng lúc cần có lò khí than truyền thống. Cho nên khách sạn đối với phòng bếp luôn có rất nhiều quy định. Trong đó có một chi tiết vô cùng quan trọng. Chi tiết gì? Mỹ Linh cùng Thanh Bình đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía anh Khẩn Trương hỏi. Lãnh Mặc Hàn chậm rãi xoay người, lại nhìn kỹ lò khí than mang theo màu đỏ hồng kia, chậm rãi nói: "Các cô có chú ý không? Đầu bếp này đứng bên phải lò khí than đỏ hồng." mà cái van đóng lò khí than lúc đó thẳng đứng. Cũng là chứng minh, nếu như lúc phòng bếp làm việc, van lò khí than tất nhiên là nằm ngang. Chủ tịch đường lúc đó là bởi vì nấu nướng thức ăn thất bại mới giận dữ ném môi. Mặc kệ lúc đó ông có ở bên trái lò khí than, hoặc bên phải đều tuyệt đối không có khả năng trong nháy mắt liền có thể đụng tới ống van đóng mở lò khí than như vậy. Điều này không phù hợp với nguyên lý động lực học. Tôi từng đứng tại phòng bếp ắt trước rất nhiều loại tình huống xảy ra khi ném đồ đạc. Dù cho van đóng mở lò khí than có buông lỏng thì khí nóng vô cùng yếu, thậm chí không thể bắt lửa. Trương Thục Giao nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lãnh mặc hàn nói, đúng vậy, chính là bởi vì khí than rất thấp, cho nên đầu bếp mới có thể ở rất trong khoảng thời gian ngắn, không có phát hiện van lỏng cho nên mới dẫn đến cháy nổ phòng bếp. Lãnh mặc hàn lại cúi đầu nhìn về phía Trương Thục Giao, chậm rãi nói, sau khi chủ tịch đường rời khỏi phòng bếp, 3 phút phòng bếp mới nổ mạnh điều này là phù hợp với điểm giảm sóc lò khí than lò khí than. Thế nhưng, các đầu bếp có kinh nghiệm phong phú, tại lúc mà khí than nổ mạnh trong phạm vi lớn, cư nhiên không phát hiện. Còn có thể ở bên trong phóng hỏa tự thiêu. Kỳ thực rất nhiều người sau khi án phóng hỏa xảy ra đều đem tiêu điểm đặt trên người đường Trí Long, nhưng là bọn họ hoàn toàn chưa từng nghĩ, rốt cuộc là ai làm trái với quy định của phòng bếp, điểm mấu chốt dẫn tới vụ hỏa hoạn kia. Huyền Thanh ngẩng đầu nhìn về phía lãnh mặc hàn, nhanh chóng nói, ý của anh là, có người ở phía ngoài phòng bếp phóng hỏa. Bên ngoài phóng hỏa, Trương Thục Giao cảm thấy không thể tưởng ra kêu lên nói, điều này làm sao có thể. Ăn phóng hỏa trước sau, thực ra chỉ có người phụ tá đầu bếp kia. Về sau cũng chứng minh anh ta sau khi rời đi, trực tiếp tới phòng thu mua, cũng không để lại bất luận điểm đáng ngờ nào. Lãnh mặc hàn lại mỉm cười nhìn về phía Trương Thục Giao, nói tại sao không có điểm đáng ngờ anh ta xác thực không có để lại thứ gì, thế nhưng anh ta lại lưu lại đầu mối quan trọng nhất. Đầu mối gì? Thanh Bình cùng Mỹ Linh tức khắc hỏi. Lãnh mạc hàn trong nháy mắt nhìn các cô nói, anh ta đã lưu lại một câu nói dối. Câu nói dối, tất cả mọi người cùng nhau quay đầu nhìn về phía anh. Lãnh mạc hàn nhanh chóng xoay người, khởi động điều khiển từ xa, nhấn vào hình ảnh người trợ lý đầu bếp còn sót lại duy nhất của phòng bếp. Là một thanh niên tướng mạo ưu tú, anh đi thẳng tới trước hình ảnh người trợ lý kia rồi mới nhìn về hướng mọi người nói, vụ án phóng hỏa kia sự việc phát sinh từ đầu đến cuối đều là do anh ta cùng với chủ tịch Đường cùng nhau nói rõ. Giống như giận dữ ném đồ đạc, ném về phía lò khí than. Đến cuối cùng anh ta còn nói, về sau chủ tịch Đường tức giận, có thể quan sát được tỉ mỉ như thế, có phải là trong lúc đó anh cùng chủ tịch Đường rời khỏi hay không. Ánh mắt mọi người sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn cũng trực tiếp nhìn mọi người nói, nếu là cùng nhau rời khỏi, như vậy vì sao lúc phát nổ, mọi người cùng nhau chạy về phía phòng bếp tìm kiếm đồng nghiệp, có lẽ vẫn có người còn sống, anh ta vẫn còn bình tĩnh đến phòng thu mua làm việc tiếp. Đây là biểu hiện nên có của một người bình thường sao? Nếu như đồng nghiệp sớm chiều đều ở chung xảy ra chuyện, cô còn có thể bình thường như thế tiến đến phòng thu mua kiểm tra nguyên liệu nấu ăn. Ý của anh là Trương Thục Giao nhìn về phía lãnh mặc hàn nhanh chóng nói, người phụ tá đầu bếp này có điểm khả nghi. Anh ta không có khả nghi, lãnh mặc hàn trực tiếp nhìn về phía Trương Thục Giao chính xác nói ra, đáp án chuẩn xác nhất là, anh ta cùng với chủ tịch đường cùng nhau che giấu chân tướng. Thế nhưng anh ta được chủ tịch đường giao phó, cắn răng nuốt chuyện này xuống, đợi thời gian sau khi chủ tịch đường hỏi rõ ràng chân tướng từ đầu đến chân, lại dặn dò anh ta làm nhân chứng giả, chỉ đích danh thủ phạm chính là mình. Trời à, Trương Thục Giao ngạc nhiên nhìn về phía lãnh mặc hàn, nói ý của anh là nói. Bên trong phòng bếp khẳng định còn có người không biết nguyên nhân, chỉ là người làm chứng này này che giấu chân tướng. Mà chủ tịch đường chưa chắc đã giận dữ đến ném đồ đạc, cũng chưa chắc lúc nấu nướng xảy ra sự cố. Có lẽ sẽ có mấy câu là sự thật, nhưng nhất định có lời giả dối. Lãnh mặc hàn nhanh chóng nói. Như vậy uyển thanh thức khắc ngẩng đầu nhìn về phía anh trai nói chúng ta nếu như tìm được trợ lý đầu bếp kia có lẽ có thể biết một ít chân tướng lãnh mạc hàn lại tiếc nuối ngẩng đầu nhìn về phía uyển thanh nói đúng vậy thế nhưng người kia năm ngoái đã qua đời rồi a à, thanh bình cùng mỹ linh đồng thời nhìn về phía lãnh mạc hàn thất vọng nói đây không phải là mất đi đầu mối rồi sao sao có thể không có lãnh mạc hàn thần bí nhìn về phía mỹ linh cùng thanh bình cười hỏi Vậy có còn đầu mối gì?" Hai người cùng nhau kinh ngạc hỏi. Chương 1243: Tự mình làm sáng tỏ. Các cô suy nghĩ một chút, Lãnh Mặc Hàn mỉm cười nhìn về phía mọi người nói, giả như chúng ta suy nghĩ đến việc anh ta tận mắt trông thấy chân tướng của vụ án phóng hỏa năm đó. Như vậy, anh ta ở nơi nào thấy? Chủ tịch Đường có thể lợi dụng một chút thời gian trước khi nhận tội, sử dụng năng lực của mình hủy đi chứng cứ. Giống như mấu chốt là ở chiếc camera. Thế nhưng có lẽ lúc đó sự tình khẩn cấp, ông ấy chỉ quan tâm đến vụ án phóng hỏa, cho dù thế nào cũng không nghĩ đến, 12 năm sau chúng ta sẽ hoài nghi người phụ tá đầu bếp kia. Cho nên chúng ta chỉ cần theo dõi từ phương hướng người phụ tá đầu bếp kia nhất định có thể tra được chân tướng. Đúng, Uyển Thanh tức khắc cũng gật đầu, nhanh chóng nói, chúng ta tức khắc điều tra trước khi vụ án phóng hỏa xảy ra, người phụ tá đầu bếp kia đã làm gì. Thanh Bình cùng Mỹ Linh tức khắc dướn người lên mở máy tích sách tay, Hai tay nhanh chóng hoạt động trên bàn phím điều ra hình ảnh ghi lại trước khi vụ án phóng hỏa xảy ra. Lúc đó phòng bếp vẫn chưa xảy ra ồn ào, cho nên lối đi tới phòng bếp vẫn có rất nhiều nhân viên lui tới. Quả nhiên không bao lâu sau xuất hiện một người bước ra, đó chính là vị phụ tá đầu bếp đó, hiển nhiên trên mặt anh ta vẫn bình thường. Quả nhiên có vấn đề, Uyển Thanh thật sâu nhìn chằm chằm vào người phụ tá đầu bếp kia. Vì sao? Mỹ Linh cùng Thanh Bình tức khắc nhìn về phía Uyển Thanh hỏi. Uyển Thanh chăm chú nhìn vào vẻ mặt của người kia nhanh chóng nói, khi trả lời anh ta bảo anh ta bị đường trí long trách phạt mới đi ra khỏi phòng bếp đến phòng thu mua. Một người bị trách phạt xong, biểu tình trên mặt có thể bình thường như thế sao? Thậm chí không có một chút hối hận, ái náy hay cơn giận nào còn sót lại. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Mỹ Linh cùng Thanh Bình cũng tiến lên xem hình ảnh từ camera kia, nhưng là bởi vì chân dung từ 12 năm trước cho nên hiệu quả ghi hình không có tân tiến giống hiện tại được, không có rõ ràng, các cô chỉ cần sơ ý một chút liền sẽ không nhìn ra đầu mối gì. Tiếp tục phát tiếp, Huyền Thanh tức khắc bảo Mỹ Linh tiếp tục chạy tiếp hình ảnh trên camera. Mỹ Linh nhanh chóng ấn nút tiếp tục phát, ai biết vừa đè xuống nút phát tiếp không bao lâu, hình ảnh trắng trắng kia cũng biến thành một mảng mơ hồ, các cô kêu lên, ân. Hình ảnh đâu? Mất rồi lãnh mặc hàn nhanh chóng nhắc nhở các cô vậy còn cha cái gì anh ta rõ ràng chính là một mình đi ra không bao lâu cũng không có phát hiện anh ta lưu lại cái gì a à? mỹ linh cùng thanh bình đều cấp thiết hỏi uyển thanh lại nhìn chằm chằm vào hình ảnh đang xoay người tại chỗ thang máy của vị phụ tá kia cứ như vậy một giây tới hai giây ánh mắt của cô nhíu lại tức khắc nhổm người dậy vươn hai tay nhanh chóng đặt lên chiếc bàn nhìn hình ảnh vị trợ lý đầu bếp đang xoay người trước thang máy cô liền nhìn chằm chằm vào hình ảnh mơ hồ kia, không hiểu sao cảm thấy trong con người anh ta có thứ gì đó, cô thậm chí khẳng định cùng trực tiếp nói trong ánh mắt của anh ta có thứ gì đó. Có thứ gì, Mỹ Linh cùng Thanh Bình nhanh chóng nhìn về phía Uyển Thanh, lo lắng hỏi. Lãnh Mạc Hàn cũng nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình lớn hình ảnh vị trợ lý đầu bếp xoay người trong nháy mắt, dường như nhìn về một điểm phía trước, có chút ngạc nhiên. Chính anh cũng hơi giật mình không thể tưởng tượng ra nói quả nhiên có thứ gì đó. Thứ gì, thật là gấp chết người. Trương Thục Giao ngồi trên sofa, sốt ruột hỏi hai anh em bọn họ nói, trong ánh mắt của anh ta chẳng lẽ có bom cỡ nhỏ. Uyển Thanh bất đắc dĩ nhìn Trương Thục Giao liếc mắt một cái, mới lại ngẩng mặt trầm trọng nhìn về phía vẻ mặt vị phụ tá kia, phóng to con ngươi lên nói, trong ánh mắt của anh ta có một người nữa. Mà người thứ hai này, rất có thể có liên quan đến vụ phóng hỏa này. Cái gì, mỹ linh cùng thanh bình còn là không hiểu nhìn về phía uyển thanh kêu lên cô làm sao biết uyển thanh đè tay xuống tập văn kiện mới nhìn vào hình ảnh kia sâu xa nói các cô nhìn biểu tình kia của anh ta xem lúc nhìn về phía trước giống như nhận ra người kia thế nhưng người kia cũng không thể làm anh ta kinh ngạc tột độ thế nhưng anh ta xác thực chính là nhận ra người kia vậy thì có thể là người bên ngoài phòng bếp trương thục giao nhanh chóng nói đúng có thể là người bên ngoài phòng bếp Uyển Thanh trực tiếp nhìn về phía Trương Thục Giao, nói cũng có thể là người bên trong phòng bếp đi ra. Chỉ cần chúng ta đưa người kia trong con người anh ta phân tích rõ, liền có thể biết người này rốt cuộc là ai. Mặc kệ người này là ai, cũng có thể trợ giúp chúng ta phá án. Giúp đỡ các cô cha ra người trong con người của anh ta có hai cách, một là phản quang cửa thang máy, hai là đồng tử trong mắt anh ta. A, à, Mỹ Linh cùng Thanh Bình đồng thời mệt mỏi kêu lên, đây không phải là muốn mệt chết chúng tôi ai thoải mái uyển thanh tức giận liếc mắt nhìn các cô một cái lại hơi cường ngạnh nói chúng ta nhất định phải tìm ra chứng cứ tìm ra chứng cứ chứng minh chủ tịch đường không có quan hệ gì tới vụ án phóng hỏa năm đó nhanh chóng thế nhưng trương thục giao lúc này đưa ra ý kiến của mình nhìn về phía mấy người uyển thanh bọn họ nói dù cho chứng minh được người trong mắt người phụ tá đầu bếp có hiểm nghi cũng không thể giúp chủ tịch đường thoát khỏi tội danh phải làm như thế nào mới có thể chứng minh ông ấy vô tội Uyển Thanh một lần nữa ngồi trở lại xe đẩy, hai tay nhanh chóng hoạt động trên máy vi tính, mở đến video trong phòng lấy lời khai của vị phụ tá kia ra. Chỉ thấy đây là một chàng trai trẻ tuổi ngoài 20, vẻ mặt run rẩy kinh hoàng, hiển nhiên là bởi vì sợ hãi nên trang phục bếp cũng chưa kịp đổi, tay anh ta vẫn như cũ vặn chặt chiếc mũ đầu bếp trong tay, dường như rất khẩn trương cùng kiềm chế, nghẹn ngào nói. Tôi, chúng tôi, lúc đó vừa mới, đi làm, liền bị bếp trưởng đường gọi, gọi vào phòng, tâm tình ông ấy dường như không tốt lắm. Trong lúc nấu nướng mấy người của chúng tôi hình như đã xảy ra sai sót gì, không biết lỗi lầm gì. Liền không thể thành công, ông ấy liền, tức giận, tức giận a à, kia, ném đỏ, tôi hình như nhìn thấy. Nhìn thấy ông ấy đem môi thiền ném tới trên lò than. Không bao lâu sau, ông ấy liền chỉ trích tôi không giữ gìn kỹ nguyên liệu nấu ăn, mắng. Mắng tôi một trận, sau đó bảo tôi tới trước phòng thu mua. Kiểm kê, nguyên liệu nấu ăn. Sau đó, tôi, tôi liền đi, thời gian tôi đi ra, hình như nhìn thấy bếp trưởng đường đem, đem hai lớp cửa đóng lại, nói, nói, để mọi người một lần nữa, kiểm tra nguyên liệu nấu ăn, không được lại xảy ra lỗi. Ông ấy, 10 phút sau trở về. Lời này có vấn đề gì? Trương Thục Giao cũng nhìn về phía màn hình hỏi. Quyền Thanh nói thẳng, tôi nhìn anh ta nói biết sốt cuộc nói câu nào là thật, câu nào là giả. Cô biết, trương thục giao vẫn có chút không thể tin nhìn về phía cô một người lấy giả loạn thật có lẽ lấy thật loạn giả có lẽ nửa thật nửa giả là mâu thuẫn nhất anh ta không cần thời gian suy nghĩ như thế nào lời nói thật như lời nói dối lời nói dối như lời nói thật còn muốn suy nghĩ xem sự việc có phù hợp với tình huống hay không một đoạn anh ta nói lắp kia rõ ràng có do dự nói lắp những câu ấy lại tạm dừng cho nên tôi khẳng định đường trí long đúng là lúc đó bị đả kích hơn nữa tâm trạng tương đối xấu nhưng khiến cho một người trải qua sóng to gió lớn giận dữ ném đồ xác thực không thông thường cho nên tôi phải biết trước khi đường chí long tiến vào phòng bếp thấy những người đó đã xảy ra chuyện gì dẫn đến tâm tình ông ấy sụp sôi mỹ linh cùng thanh bình đang ngồi trước máy vi tính hai tay nhanh chóng hoạt động trên bàn phím bắt đầu lợi dụng công nghệ vi tính hiện đại bây giờ trước tiên đem con người vị trợ lý đầu bếp kia phóng to lại lợi dụng mạng lập trình hiện đại đưa hình ảnh trong con người người kia dán lên mạng lưới, riêng động tác này cũng đã làm cho các cô bận đến đầu đầy mồ hôi. Lãnh mặc hàn nhìn hai người bọn họ đang bận rộn, anh liền ngồi trên sofa, hơi hiển ứ nửa khắc, lại lợi dụng tư duy tinh vi của chính mình tự hỏi 12 năm trước, sự kiện rượu đỏ đang đến những bước cuối cùng, đường trí long che giấu thân phận trở thành bếp trưởng, trên thực tế là chủ tịch đứng phía sau chỉ đạo. Khi đó hoàn cầu cùng ông hoàn toàn không có liên hệ gì, có lẽ là thời kỳ yên lặng sinh sống, nhìn những kỳ tích buôn bán, những sáng lập trong quá khứ của ông thì xem ra, không có khả năng còn có thể có những phiền não gì trong sự nghiệp. Như vậy, trước khi vụ án phóng hỏa xảy ra, giai đoạn đó ông ấy như thế nào, người duy nhất có thể biết có lẽ chỉ có vợ của ông ấy. Lãnh mặc hàn cúi người, hai tay dao nắm để ở trên môi mỏng, hai tròng mắt thâm trầm, nghĩ 12 năm trước ghi hình lại, trừ chu lịch bình vì bảo vệ chứng cứ đường trí long phạm án lưu lại, còn lại những hình ảnh quay lại từ camera bởi vì khách sạn đổi chủ mà toàn bộ đều tiêu hủy hết cho nên trừ bản thân đường trí long căn bản cũng không có biện pháp xác minh năm đó đã xảy ra chuyện gì có tình huống nào sẽ làm ông ấy chán nản khẩn trương như vậy cùng bình rượu đỏ kia có quan hệ hay không uyển thanh cũng trầm mặc cầm toàn bộ sơ đồ bên trong khách sạn năm đó trên tay về đêm hôm trước bên trong thang máy người ra người vào tấp nập có vô số hình ảnh ở đại sảnh lại nặng nề tự hỏi, Trương Thục Giao cũng vào lúc này rất tuyệt vọng thở dài. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, thời gian đã gần đến 4 giờ sáng. Ngoài cửa sổ mưa to gió lớn, mạnh mẽ táp vào cửa sổ sát đất rồi chảy xuống dưới. Mỹ Linh cùng Thanh Bình mệt mỏi trên đầu đầy mồ hôi, cảm giác thân thể của mình đều cơ hồ tê dại, hai tay nhanh chóng đặt trên bàn, vận dụng mạng lưới lập trình, giải mã hình ảnh mơ hồ trong mắt người phụ tá kia, đây quả thật là cần một thời gian dài. Thời gian lại đến 5 giờ sáng. Lãnh mặc hàn có vẻ hơi mệt mỏi xem các căn cứ chính xác của vi dây án, lo lắng cho than thể em gái liền cầm lên một chiếc chăn màu xám khoác lên bả vai cô. Uyển Thanh vẫn như cũ im lặng không lên tiếng ngồi trên xe lăn, đang chờ đợi đáp án của Mỹ Linh cùng Thanh Bình. Đôi mắt cô cũng xem qua những bằng chứng, bao gồm cả hình ảnh trước khi người trợ lý đầu bếp đi ra khỏi phòng bếp, lại trở về nhìn tài liệu vụ án phóng hỏa từ đầu đến cuối lãnh mặc hàn từng chút từng chút xem lướt hình ảnh hiện trường lộn xộn kia, vô số cương oa thiết thiệt toàn bộ bị cháy đến đen kịt. Không bao lâu sau, trời sáng, những tia nắng ban mai chiếu xuống sáng lóa, cả phòng bệnh đột nhiên rõ ràng. Trương Thục Giao đã chịu không được đi ngủ, Mỹ Linh cùng Thanh Bình tinh thần còn phấn chấn, hai tay đập lên bàn, mới vừa xong hình ảnh trần nhà trong con người người trợ lý kia, mồ hôi từng viên từng viên trên trán chảy xuống. Lãnh Mặc Hàn tiếp tục trầm mặt ngồi trên sofa, cầm trong tay hình ảnh lộn xộn tại hiện trường lúc đó, hơi thất thần, nghĩ đường trí long lúc đó rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, tâm trạng lại xúc động như vậy. uyển Thanh vẫn như cố cầm ảnh chụp đường trí long lúc đi ra khỏi phòng làm việc, gò má của ông xác thực ngưng trọng, hai tròng mắt run, run run pha trộn mấy phần kích động, ngay cả phía sau cửa phòng làm việc không đóng lại cũng không biết. Cô liền như vậy đem ảnh chụp này của đường trí long cùng hoàn cảnh chung quanh, lại đến tất cả tình huống trong phòng, toàn bộ đều rõ ràng, không buông tha một điểm chi ti mã tích. 10 giờ trưa, Trương Thục Giao lúc này vẻ mặt tiểu tụy mới tỉnh lại từ trên sofa, mở rộng hai tay ngáp một cái, nhìn Thanh Bình cùng Mỹ Linh còn đang bận rộn với hy vọng duy nhất, chính cô nhưng cũng thở dài, sâu xa nói ôi, này chuyện này thật là làm cho con người ta tuyệt vọng. Chủ tịch đường chính mình nhận tội là người phóng hỏa, những người đó lại chết hết, trừ phi chủ tịch đường chính mình tự làm sáng tỏ chuyện này, bằng không, không thể nào tra ra. Uyển Thanh mỉm cười, vẻ mặt cũng hơi bộc lộ sự mệt mỏi, tiếp tục muốn xem tư liệu, lại trong nháy mắt này, hai mắt của cô chiết xạ ra mạnh mẽ nhìn về phía Trương Thục Giao. Lãnh mặc hàn cũng vào lúc này, không thể tưởng tượng ra ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thục Giao. Trương Thục Giao đang mệt mỏi mơ mơ màng màng, đột nhiên nhìn thấy hai anh em họ đang nhìn mình, cô lập tức nghi ngờ nói, sao? Có chuyện gì vậy? chương 1244, ai động. Đúng vậy, tôi cư nhiên vừa hiểu ra điểm này. Uyển Thanh dường như bị câu chuyện dẫn dắt, hai tròng mắt run rẩy kịch liệt. Hai mắt lãnh mặc hàn cũng nhanh chóng lưu chuyển, cúi đầu thật sâu tự hỏi vấn đề này. Thanh Bình cùng Mỹ Linh mặc dù đang bận rộn, thế nhưng nhìn thấy biểu tình hai anh em bọn họ như vậy bừng tỉnh đại ngộ, cũng không khỏi dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, Trương Thục Giao càng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Uyển Thanh nhanh chóng nói, thế nào? Ở nơi đó tìm được đầu mối, mau nói cho tôi biết. Uyển Thanh trong nháy mắt đứng lên, cũng bất chấp tình hình thân thể, đứng ở giữa mọi người chậm rãi xoay người, mới dường như chìm đắm ở hiện trường chân tường án phóng hỏa trong quá khứ, yếu ớt nói chúng ta xem nhẹ nhân chứng hữu dụng nhất. Ai, Trương Thục Giao nhanh chóng nhìn về phía Uyển Thanh. Uyển Thanh tức khắc nhìn về phía Trương Thục Giao nhanh chóng nói, hơn 20 người đã chết. A, à, Mỹ Linh cùng Thanh Bình một bên bận rộn, một bên kinh ngạc mở to mắt, nhìn về phía Uyển Thanh kêu lên, hơn 20 người đã chết. Bọn họ đã chết, làm chứng nhân như thế nào a? À? Uyển Thanh lại xoay người, mỉm cười nhìn nói với các cô, nhưng là các người không có nghĩ tới. Ở chỗ đường chủ tịch, chúng ta là không có cách nào biết được chân tướng. Dù cho trợ lý đầu bếp kia còn sống, chúng ta cũng không khả năng hay có cách nào biết được chân tướng. Mà bây giờ sở cảnh sát cung cấp cho chúng ta đầu mối một phần thật, một phần giả. Này là vì hỗn hào nghe nhìn, thế nhưng duy nhất có một loại người sẽ không nói dối. Đó chính là người chết. Thế nhưng người chết đã chết, làm chứng như thế nào ha? À? Trương Thục Giao vẫn cảm thấy chuyện này rất khó khăn nói. Uyển Thanh từ từ cất bước đi tới trước màn hình LCD, liếc mắt nhìn danh sách hơn 20 dầu bếp đã qua đời, lúc này mới chậm chạp xoay người, nhìn về phía mọi người mỉm cười nói, chúng ta giả thiết đường chủ tịch có tên trong hồ sơ tham nhũng, khẳng định rõ ràng không biết tiếp đến sẽ có phát sinh án phóng hỏa. Như vậy chúng ta lại giả thiết hơn 20 vị đầu bếp lúc đi làm, cũng không có dự cảm chính mình sẽ xảy ra chuyện. Bọn họ vẫn như cũ còn là cao hứng bừng bừng, có lẽ phụ trách nhâm mà chuẩn bị tiếp được tới làm việc, đúng không? Đúng, Trương Thục Giao tức khắc khẳng định gật đầu. Như vậy, bọn họ ở trước án phóng hỏa, rốt cục đã xảy ra sự việc gì? Uyển Thanh nhìn về phía Trương Thục Giao thập phần thâm trầm hỏi ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Trương Thục Giao nghi ngờ mở to mắt nghĩ nghĩ, lập tức mới có chút kinh ngạc nói ý của cô là. Các đầu bếp rất có thể đã làm bại lộ ra tư duy cùng ý nghĩ của đường chủ tịch. Tỷ như, bọn họ ở trước giờ làm việc, có thể sẽ đi trước uống chén nước, đi ghi lại mỗi dạng đông tây, có lẽ. Gọi điện thoại. Thông minh, quyền Thanh tức khắc nhìn về phía Trương Thục Giao mỉm cười nói, chúng ta có thể truy tung người chết trước, rốt cuộc đã làm những gì. Có lẽ sẽ phát hiện ra một chút tung tích. Trương Thục Giao ngồi trên ghế sofa nghe thấy thế tinh thần của cô lập tức khẩn trương gấp trăm lần, vươn hai tay ở trên bàn nhanh chóng hoạt động, vừa hoạt động vừa nói tôi cảm thấy. Suy lý loại vật này quá huyền bí, quả thực chính là ở thời gian và không gian trong khe hở tìm được một điểm hy vọng. Tôi cảm thấy nếu như ở trên người người chết có thể để cho anh em các người phát hiện ra điều gì đó, vậy tôi liền thực sự phục và cảm thấy thực sự huyền bí. Huyền Thanh mỉm cười cầm lên danh sách tên hơn 20 người đã chết phía sau di vật ảnh chụp, cô lần lượt xem kỹ và cẩn thận quan sát mới nói, vốn. Suy nghĩ chính là cảm thấy khó khăn cùng đọ sức, thậm chí mất rất nhiều thời gian, chúng ta nên vì một án chưa giải quyết, phân tích ra rất nhiều ích, rất nhiều y, lại lần lượt luận chứng. Tới khi đó, cô sẽ phát hiện ra rất nhiều điều gì đó thú vị. Đó có cái gì thú vị, Trương Thục Giao cẩn thận lưu ý tới án phóng hỏa, những đầu bếp ấy còn chưa có đi làm, cho nên phòng bếp toàn bộ còn là trống trơn. Cô động ngón tay, điều động thêm một ống kính khác, tiếp tục truy tung hình ảnh các đầu bếp. Chính là mỗi vấn đề sản sinh, bất cũng chỉ có một loại đáp án. Chỉ cần cô kiên nhẫn tìm kiếm, cô sẽ phát hiện, thành phần thế giới vạn vật, tuyệt đối không chỉ là một thêm một bậc nhị. Quyền Thanh nói cho hết lời, trong nháy mắt cầm lên ảnh chụp một lão đầu bếp, phát hiện thân ảnh lão đầu bếp mặc đầu bếp phục này đã hơn 60 tuổi, hai mắt của cô sáng ngời, tức khắc cẩn thận lưu ý đến một quyển sổ nhỏ trong túi lão đầu bếp này. Lòng của cô tức khắc kích động kêu lên, tìm được rồi. Cái gì, mọi người cùng nhau kinh ngạc nhìn cô. Quyền Thanh không nói hai lời, tinh thần hưng phấn trực tiếp cầm ảnh chụp này, quát to một tiếng, điệp y. Cửa trong nháy mắt mở ra, điệp y người giống như quỷ mị xuất hiện ở trước cửa phòng. Lãnh mặc hàn hiểu em gái, liền bất đắc dĩ nói, em vừa tỉnh lại, tâm tình không nên quá kích động, thương thế sẽ không tốt, em không muốn theo thói quen tổng gọi cô ấy, nên để cho cô ấy nghỉ ngơi một chút. Chỉ có cô ấy hành động là nhanh nhất, Uyển Thanh không nói hai lời, liền đem ảnh chụp giống như bài poker kim loại ném cho Điệp Y, nói, mau. Đi tìm quyển sổ nhỏ của lão đầu bếp này, để tô lạc hoành giúp cô, hành động phải thật cẩn thận, chạm cảnh sát cách chúng ta 15 cây em. Điệp y gật đầu, tức khắc cầm ảnh chụp xoay người đi ra ngoài. Quyền sổ nhỏ của lão đầu bếp kia có thể phản ánh vấn đề gì? Mỹ Linh cùng Thanh Bình không hiểu nhìn về phía Uyển Thanh hỏi. Uyển Thanh trực tiếp nhìn về phía hai người bọn họ, nhanh chóng phân tích nói các người suy nghĩ một chút. Một người thường xuyên đem sổ công tác ghi lại công việc của mình. Một là bởi vì ông ta cẩn thận, hai là có thể là trí nhớ của ông ta không tốt. Ông ta đã hơn 60 tuổi, còn có thể ở lại tại phòng ăn, chứng minh năng lực của ông ta không tệ, nhất định sẽ được đường chủ tịch coi trọng. Như vậy ông ta tiếp nhận sống tiếp, tất nhiên hội nặng một chút, có ý nghĩa một chút. Mỹ Linh cảm thấy chuyện này rất có đạo lý, nhưng vẫn là nhìn về phía Uyển Thanh mặt bộc lộ nghi ngờ nói, tôi coi như là ông ta đem sổ ghi chép xuống công việc của mình. Nhưng đây cũng chỉ là phản ánh đường trí long cần ông ta làm việc gì đó. Ai biết được, Uyển Thanh cầm một cái nút, Mỉm cười tiếp tục nhìn di vật của hơn 20 người đầu bếp, mà Lãnh Mặc Hàn cũng tiếp nhận phần tư liệu trong tay em gái, nhanh chóng phân tích tấm hình cùng di vật. Hơn nửa giờ sau, trên màn hình máy vi tính ánh đèn chợt sáng lên. Uyển Thanh Tức khắc khẩn trương xoay người mở ra công cụ tiếp nhận, quả nhiên thấy Điệp Y đã đem nội dung trong sổ của lão đầu bếp ghi lại, từng tờ từng tờ dùng camera chụp được, cô tức khắc kích động xem lướt qua từng cái từng cái tự không muốn buông tha, nhìn thấy lão đầu bếp quả nhiên như chính mình sở liệu là một người cẩn thận nghiêm túc, cũng là một người có bệnh hay quên khá lớn. Cho nên ông ta đem trình tự mỗi việc làm toàn bộ ghi chép rõ ràng xuống, bao gồm bắt đầu khi nào đi làm, lúc nào tan tầm, thời gian ban ngày giao tiếp gặp vấn đề gì, phương diện nguyên liệu nấu ăn xảy ra vấn đề gì, ông ta tất cả đều nhớ thanh thanh sở sở. Kỳ quái, Trương Thục Giao nhìn về phía Uyển Thanh, kinh ngạc hỏi, quyển sổ lão đầu bếp mang tùy thân, thế nào án phóng hỏa còn hoàn chỉnh như vậy? đây mới là ông trời không phụ lòng người, đó là bản lĩnh của Uyển Thanh tôi. Uyển Thanh nói cho hết lời, hai chồng mắt lại nhanh chóng xem lướt qua nội dung mỗi trang nhật ký, sau đó cô rốt cuộc nhìn thấy đêm trước án phóng hỏa, đoạn văn thứ nhất lão đầu bếp ghi chép, ngày mai 5 giờ chiều, khách sạn Xuân Trà. Toàn thể đầu bếp trưởng cùng trợ lý đầu bếp 4 giờ 30 phút tập trung. Mật mã gác cổng 282.879. Tìm được rồi uyển thanh trong nháy mắt kích động nhìn về phía mọi người vung lên một mặt ngày ấy cười rộ lên nói tôi cũng đã nói ông trời không phụ lòng người ba người mỹ linh thanh bình và trương thục giao cùng nhau hướng nhìn ngày ấy lại nghi ngờ kêu lên nói những lời này có ý gì a à? đây không phải là một câu nói rất đơn giản sao lãnh mặc hàn lại nhìn về phía câu nói kia hai mắt sáng ngời uyển thanh bật cười nhìn về phía ba nữ nhân yếu ớt nói nói đúng ngày mai 5 giờ chiều, khách sạn Xuân Trà. Toàn thể đầu bếp trưởng cùng trợ lý đầu bếp 4 giờ 30 phút tập trung, mật mã gác cổng 282.879. Chứng minh đường chủ tịch lúc ấy có khả năng không kịp triển khai cái hội nghị này, cho nên mới giao mật mã cổng cho lão đầu bếp, để ông ta thay thế triển khai hội nghị này. Kiểm kê nguyên liệu nấu ăn của khách sạn Xuân Trà. Các người muốn biết, một khách sạn Xuân Trà nguyên liệu nấu ăn là phi thường nhiều thế nhưng mà ở đây lại có nguyên liệu nấu ăn đã xảy ra chuyện. Đường chủ tịch mới cấp tốc trở về, xử lý chuyện này. Cô, nghĩ muốn nói là, Mỹ Linh cùng Thanh Bình không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Uyển Thanh, hỏi có ý gì. Uyển Thanh kích động nhìn về phía mọi người, nói các người có nghĩ tới hay không. Nếu như là nguyên liệu nấu ăn xảy ra vấn đề, như vậy chuyện thứ nhất đường chủ tịch cần hỏi trách nhiệm cũng không phải là đầu bếp, mà là phòng thu mua ông ấy khi đó trước gọi điện thoại cho phòng thu mua, chất vấn chuyện này, sau đó sẽ phân phó trợ lý đầu bếp đi phòng thu mua kiểm kê nguyên liệu nấu ăn cùng kiểm nghiệm thực thôn. Nếu là như vậy, nói tình tiết lúc đó ông ấy ở nấu nướng, chính là không thành lập. Dù cho không thành lập, thì có thể chứng minh vấn đề gì. Trương Thục Giao nghe được một trận tim đập rộn lên, kỳ quái hỏi. Lãnh mạc hàn hơi ngửa mặt, cắn chặt răng nhìn kỹ mỗi một điểm phía trước, nói, nếu như nói tình huống lúc đó đường chủ tịch nấu nướng không thành lập, như vậy. Khí than phiệt này là ai động? mươi 1245, vì sao? Ý của anh là, trong nháy mắt Trương Thục Giao có phần hiểu ra, nhìn về phía lãnh mặc hàn kích động nói, trước khi phát sinh sự cố có người liền đụng qua khí than. Lãnh mặc hàn nhìn về phía Trương Thục Giao, nhanh chóng nói, tôi không thể nói trước được, khí than này rốt cuộc là có trong chuyện lần này không? Bởi vì khí than bị phá hư, vì sao có thể như vậy, cũng có thể là do nhân tố tự nhiên ảnh hưởng. Giả sử như bộ phận giám sát khí than không kiểm soát được, có lẽ từ phần còn lại ở đường ống làm cho hỏa hoạn. Thế nhưng chỉ cần điều tra nguyên nhân khách quan khí than bị buông lỏng là có thể tìm ra vụ đường chủ tịch và căn cứ chuyện phóng hỏa chính xác không có quan hệ. Trương Thục Giao nghe lời này, tức giận nhìn lãnh mặc hàn nhanh chóng nói, bây giờ chúng ta lập tức điều tra bộ phận giám sát có liên quan đến khí than từ 12 năm trước. Bởi vì hồ sơ liên quan đến việc giám sát đường ống khí than, chính phủ nhất định sẽ có ghi lại. Sau đó, trước khi chúng ta tìm hiểu vụ phóng hỏa, cần triệu tập tất cả những người bị tình nghi trong nhà bếp. Lãnh mặc hàn nhìn Trương Thục Giao gật đầu. Uyển Thanh vội vàng đứng lên, đôi mắt dường như nhìn thấu tình cảnh phương xa, yếu ớt nói, hiện tại chúng ta gần như có thể kết luận sơ bộ, đường chủ tịch và vụ án phóng hỏa không có quan hệ gì với nhau. Như vậy chúng ta có thể bắt đầu đặt giả thiết chuyện thứ hai, Rốt cuộc ai ở phía ngoài phòng bếp phóng hỏa? Là ai làm cho phòng bếp sang trọng phải đóng cửa? Bởi vì lúc đó nguyên liệu nấu ăn chính xảy ra vấn đề, mà phòng thu mua tùy thời sẽ tới nghiệm chứng về nguyên liệu nấu ăn, như vậy đường chủ tịch tuyệt đối không có khả năng đóng cửa nhị trọng môn. Thật ra là ai? Là ai? Cô nói xong hai câu cuối cùng, sau đó nhìn về phía Thanh Bình và Mỹ Linh. Thanh Bình và Mỹ Linh tay vẫn còn đang nhanh chóng thao tác trên bàn phím, bắt đầu giải mã từng chút từng chút một lúc này mới giải đến trong mắt Đỗ Kim Hồi Lan. Nếu như biết trong mắt của anh có hai người, liền phải đem tư liệu ngày mọi người ra vào khách sạn chứng minh, nhập tiến trình tin tức khả năng này có thể tốn mất một thời gian. Lãnh mặc hàn ngồi trên sofa, nhìn các cô bận rộn như thế, lúc này mới chú ý đến ánh sáng ngoài cửa sổ sát đất chiếu vào tấm rèm cửa một màu trắng bóng. Anh nhớ tới đêm qua đã đáp ứng trang hạo nhiên sáng nay cho anh ta kết quả. Lãnh mặc hàn mệt mỏi lấy điện thoại ra, bấm số của Trang Hạo Nhiên, lấy kinh nghiệm nhiều năm phá án của bản thân, kể sơ bộ ngoại trừ việc đường Trí Long là thủ phạm trong vụ án phóng hỏa, đơn giản là một chút công đạo, nghe nói Hạo Nhiên muốn đi trước nhìn một người, anh liền tạm thời cúp điện thoại, một lần nữa cầm lên toàn bộ tư liệu bên trong khách sạn, còn có phía sau vụ án phóng hỏa, lại nhanh chóng xem lướt qua, không nguyện ý buông tha một điểm tung tích. Quyền Thanh tiếp tục điều tra danh tính của 12 người chết trước khi mất tung tích, bao gồm ảnh chụp kỷ niệm của bọn họ. Cô thông thả xem lướt qua đến một đầu bếp 18 tuổi, miệng mỉm cười đứng ở vườn hoa khách sạn, mặc đồng phục đầu bếp, hai tay ôm vai chụp ảnh. Dường như đang chúc mừng cho chính mình sau phần làm việc thứ nhất, vẫn còn vui sướng, Uyển Thanh hơi tiếc nuối, bất đắc dĩ nhìn về phía người thanh niên đang đứng ở giữa kia, môi nở nụ cười. Cô vừa thả tấm hình xuống, nhưng lập tức đôi mắt trở nên sắc bén. Trong lúc này, Lãnh Mặc Hàn cũng lật xem đến một góc của hiện trường vụ án phóng hỏa đôi mắt anh lập tức sáng lên, lồng ngực đập thình thịch. Trương Thục Giao vừa muốn đứng lên, lấy ly sữa uống, lại nhìn thấy gương mặt hai người này đồng thời thể hiện biểu tình kỳ quái, liền nghi ngờ hỏi tôi nói. Vẻ mặt của hai người vậy là sao? Đã phát hiện ra cái gì mới à? Uyển Thanh nhanh chóng đi về phía trước cầm máy tính sách tay lên, dùng tay phóng to vị trí một gốc cây tùng thấp phía sau chỗ đầu bếp đứng. Ngay lập tức phát hiện một bóng dáng màu trắng, cô nhìn chặt thân ảnh màu trắng kia, mắt một mí, lập tức nhớ lại tài liệu mà lúc đó cảnh sát cung cấp, tuy không thể chứng thực bóng dáng màu trắng kia, rốt cuộc là sự phản chiếu ánh sang hay là một bóng dáng màu trắng. Nhưng bởi vì lúc đó phòng bếp có hai đầu bếp trẻ tuổi, đều tầm 18 tuổi, cho nên cảnh sát liền suy đoán thân ảnh kia có thể là một đầu bếp trong số đó. Bởi vì trước khi xảy ra vụ án phóng hỏa gần như cũng không có người khác xuất hiện trong bếp. Lúc này, lãnh mặc hàn, cầm hình ảnh của vụ án phóng hỏa dơ lên, hơi nghi hoặc đưa mắt, nhìn về phía khói bay ra từ góc tường, anh nghi ngờ lên tiếng hỏi vì sao? vì sao lúc trước không có báo cáo chứng cứ này? báo cáo chứng cứ gì? trương thục giao nghi ngờ nhìn về phía lãnh mặc hàn kinh ngạc hỏi, uyển thanh tay cũng tạm thời thả xuống, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía anh trai hỏi anh, anh nhìn thấy gì sao? lãnh mặc hàn tay cầm tấm hình này, hai mắt lóe ra tia sáng, nhìn chăm chăm thật lâu vào tấm hình, sau đó mới chậm rãi đem tấm hình đó thả xuống đảo ngược hướng đối khí mà Mỹ Linh hết sức quen thuộc, chậm rãi hỏi, "Mỹ Linh, cô nói cho tôi biết, cho dù phòng bếp hỏa hoạn, nhưng cô có thể phân biệt được hay không, dụng cụ xông ra từ nơi này là cái gì?" Mỹ Linh nghe lời này, liền dừng lại động tác trong tay, hơi ngẩng đầu nhìn về phía bên một lúc. Cô liếc mắt nhìn, liền nói, "Đây là camera chụp hình P26. 12 năm trước vừa mới ra, có thể ghi nhận không dây, thế nhưng khoảng cách nhất định phải gần." 12 mét một vòng, hơn nữa nó có một ưu điểm, là nhiệt độ cao. Anh thấy đó, một chút khói đen bay ra, chính là sản phẩm đặc chế, có tác dụng điều hòa hết sức rõ ràng. Còn có, nó truyền đi hồi phóng là tức thời, so với camera của khách sạn bình thường phải chạy nhanh hơn. Quyền Thanh nhìn tấm hình này, mau chóng nói camera P26 này vô cùng có khả năng chụp được một ít hình ảnh quan trọng, thế nhưng camera này phản chiếu đường bộ thông tới hướng đó lãnh mạc hàn tức khắc cầm lên di động, gọi điện thoại cho Tô Lạc Hoành, nhanh chóng phân phó, Lạc Hoành. Cậu lập tức tra cho tôi một chút về bản đồ phân bố mạng lưới tín hiệu của Uy Tư Đinh từ 12 năm trước. Hiện tại, Tô Lạc Hoành trở lại bệnh viện, đường trí Long đã cấp cứu thành công, hai vị chủ tịch mời luật sư lấy lý do là đường Chí Long mắc bệnh nặng, nên có thể phải tiến vào phòng VIP để được chăm sóc đặc biệt. Trang Hạo Nhiên cùng đường Khả Hinh lo lắng làm bạn ở bên, anh trực tiếp lấy di động, nhanh chóng hỏi thực sự rất gấp lắm sao rất gấp lãnh mặc hàn liền để điện thoại di động xuống trong nháy mắt lại cầm lên tấm ảnh nhìn chăm chú uyển thanh nhanh chóng đưa máy tính sách tay tới trước mặt anh trai nhanh chóng nói anh anh xem một chút người đầu bếp phía sau trong tấm hình này lãnh mặc hàn nhanh chóng cầm máy tính sách tay kiểm tra đầu bếp này đứng ở trong hoa viên chụp ảnh xác thực một bên cây tùng thấp có một bóng dáng màu trắng bằng trực giác của mình anh có dự cảm thân ảnh ấy trốn đằng sau có chút không bình thường. Thế nhưng, trong nháy mắt lãnh mặc hàn chú ý tới một điểm khác. Anh vươn tay chỉ hướng bụi cây tùng ngay tầng trệt khách sạn, chỗ đó có một thân ảnh màu hồng bạch, lập tức nói em nhìn thấy chưa? Từ góc độ đối diện tầng trệt này, bóng người màu hồng bạch, rõ ràng chính là nhắm ngay vào thân ảnh màu trắng kia. Em biết người đó. Trời à, Trương Thục Giao cũng đi qua đây, nhìn về phía tấm ảnh kia, nhịn không được cười rộ lên, nói, một khách sạn đẳng cấp 5 sao, sau khi biết được đây không phải là điều bình thường sao. Uyển Thanh lại trầm giọng rừng ở cây mộc tùng thấp phía sau bóng dáng màu trắng kia, yếu ớt nói thế nhưng cô lại bỏ qua một điểm. Cái gì? Trương Thục Giao nhìn về phía Uyển Thanh hỏi. Uyển Thanh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Trương Thục Giao nói, sau cây mộc tùng thấp, chính là cửa lớn thông với phòng bếp trong vụ án phóng hỏa. Trương Thục Giao nghe xong những lời này, mới mở to mắt, khẩn trương nhìn về phía bóng dáng đứng ở giữa ảnh chụp kia. Cô hãy mau làm chuyện của mình đi, lãnh mặc hàn nhìn về phía Trương Thục Giao nhanh chóng phân phó. Trương Thục Giao đành phải gật đầu, nặng nề thở dài, mới lần nữa ngồi trở lại vị trí, bắt đầu dở lại kết quả chính phủ kiểm tra đường ống khí than 12 năm trước. Cô bắt đầu nhìn một phần báo cáo, đó là phần báo cáo chọn lọc của khách sạn trong một tháng. Tại đó, Thục Giao bắt đầu kiểm tra đơn báo cáo, thấy cô nhãn mạo kim tinh, ý nghĩ ảm đạm, đã đúng 24 tiếng đồng hồ không có ăn cái gì. Lãnh mặc hàn nhanh chóng nâng máy tính sách tay lên, tự mình động thủ sử dụng bản đồ mà Tô Lạc Hoành chế tạo vừa lập trình giải mã, bắt đầu phân giải hình mặt bên của người này. Ngay lúc hoàng hôn, một chiếc máy vi tinh khác vang lên tiếng truyền tin báo cáo. Lãnh mặc hàn dừng lại động tác trong nháy mắt, để chuẩn bị tiếp nhận báo cáo kia. Đã tìm được, đôi mắt trương thục dao lóe lên, ngón tay dừng trên con trỏ bàn phím, nhẹ chuyển động phương hướng, nhìn lãnh mặc Hàn và Uyển Thanh, nói, báo cáo kiểm nghiệm này ở vụ án phóng hỏa vào 8 giờ sáng ngày đó, tổng bộ công ty kiểm tra từ đường ống khí than cho đến phòng bếp cho thấy là có vấn đề. Kết quả kiểm tra này là bên trong phòng bếp không có bất kỳ tình huống gì, thế nhưng ở phòng bếp ngoài bộ kèn, lại phát hiện thêm giá bát bị buông lỏng, đoán chừng là có người vì lý do nào đó mà làm ra. Thế nhưng việc kiểm kê đơn biểu hiện tại, đại thu lại và sau khi khôi phục, tất cả đều sử dụng bình thường thật không tồn tại đường ống khí than, công ty không có bất cứ trách nhiệm nào. Lãnh mặc hàn lại phóng to hình ảnh đơn kiểm tu, mau chóng nói cô không nên nhìn mặt ngoài của sự việc như vậy. Hãy mau chóng đi điều tra thân phận và bối cảnh của nhân viên kiểm chứng. Còn có người cùng anh ta ký tên lên văn kiện chủ yếu là ai? Được, Trương Thục Giao lập tức nghe phân phó của anh, nhanh chóng gõ bàn phím, bắt đầu điều tra cơ sở dữ liệu hắc đạo về thân phận của nhân viên kiểm chứng lãnh mặc hàn nhanh chóng cúi người, chờ tiếp nhận bản đồ mạng lưới tín hiệu phân bố khách sạn 12 năm trước mà Tô Lạc Hoành gửi đến, quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, trong camera chính là phòng làm việc giám sát chuyên dụng của đường Trí Long. Vì bình thường ông ta làm việc cẩn thận, mặc dù tin tưởng cấp dưới, nhưng nếu có các hoạt động lớn ở khách sạn, ví như tiếp đón lãnh đạo quốc gia, có lẽ khách sạn Xuân Trà tôn trọng đông đảo khách quý, camera đều phải hoạt động, chính mình phải làm rất nhiều việc, chú ý toàn bộ các tình huống bên trong phòng bếp. Vì sao? Lãnh mặc hàn nhìn về phía phần tài liệu vừa tới tay này, kỳ quái hỏi, vì sao phần tài liệu này lúc trước không có? Audio điện tử võ tấn bền chương 1246, không thể nào. Quyền Thanh nhanh chóng tự hỏi vấn đề này, tức khắc nhìn về phía anh trai nói, chúng ta suy nghĩ một chút. Chủ tịch đường mới là tổng giám đốc ngầm của khách sạn. Lúc đó tất cả tư liệu cung cấp cho cảnh sát, Tất nhiên ông ấy đều là người rõ ràng nhất, nhất là hồ sơ cá nhân, nhưng mấu chốt là chủ tịch Đường là người bị tình nghi phạm tội. Cho nên theo quy định của pháp luật, chỉ cần cảnh sát có lệnh bắt người hợp pháp hoặc là lệnh lục soát, cũng có thể tịch thu tất cả văn kiện của ông ấy. Nhưng vấn đề là, chuyện chủ tịch Đường ngày hôm sau mới nhận tội, cho nên ông ấy có đầy đủ thời gian hủy diệt chứng cứ. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này trong khoảnh khắc lại mở ra chương trình giải mã camera P26 của Tô Lạc Hoành, nhìn thấy cảnh sát Niêm Phong cất vào kho băng ghi hình số hiệu 26, anh tức khắc cũng lợi dụng kỹ năng máy tính thành thạo của mình, theo những video mà Tô Lạc Hoành lấy ra được từ sở cảnh sát, tìm được video số 26, bỗng chốc kích động mở ra xem, lại nhìn thấy giữa hình ảnh đen trắng kia, cũng chỉ là hình ảnh phát hình 5 phút trước khi vụ phóng hỏa xảy ra, ngay cả bóng người qua lại cũng không có. Hai tròng mắt anh nhanh chóng lóe ra thở hổn hển một hơi. Mỹ Linh lại vào lúc này, trước hết dừng động tác trong tay, đi tới trước mặt lãnh mặc hàn, vươn tay chỉ vào giữa một hình ảnh sống động, hình ảnh 5 phút kia cứ chậm rãi phát, cô nhẹ lưu chuyển hai mắt, tinh tế nhìn hình ảnh. Lãnh mặc hàn biết cô so với Tô Lạc Hoành cũng là cao thủ máy vi tính, liền trầm mặc để cho cô nhìn. Mỹ Linh nhìn một lần hình ảnh kia, lại cho tua lại, liên tục quan sát, lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, Cô trong nháy mắt mới nói, hình ảnh này có thể đã bị thay thế. Còn có hình ảnh bị che khuất vào một giây cuối cùng. Cái gì? Lãnh Mặc Hàn lập tức quái dị nhìn về phía Mỹ Linh, nhanh chóng nói, làm sao cô biết? Thứ đồ chơi này chúng tôi thường xuyên chơi mà. Mỹ Linh lập tức ngồi bên cạnh Lãnh Mặc Hàn, lại vươn tay di chuyển con trỏ của máy tích sách tay, lại từng chút từng chút hoạt động hình ảnh, nói, anh xem một chút. Hình ảnh này thoạt nhìn dường như không có vấn đề gì chỉ là một hình ảnh bình thường, thế nhưng đối với một cao thủ máy vi tính mà nói, hắn có thể đem hình ảnh trong 3 phút và hình ảnh 2 phút khác nhau hoàn toàn ghép lại cùng một chỗ. Lãnh Mặc Hàn bỗng chốc nhìn về phía Mỹ Linh, nhanh chóng nói, ý của cô là, chúng ta giả thiết hình ảnh này có 5 phút đồng hồ. Sau đó hình ảnh 3 phút trước là hình ảnh chân thật, còn hình ảnh 2 phút sau đã bị cắt đi, tiếp theo sẽ đem hình ảnh 2 phút sau và 3 phút ghép lại cùng một chỗ. Vậy là đã hợp thành một hình ảnh 5 phút hoàn chỉnh. Đúng, Mỹ Linh gật đầu, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng nói, nhưng như vậy phải là một nhân tài vô cùng vô cùng giỏi về máy tính mới có thể làm được điểm này. Nhất là vào 12 năm trước, điều này cần một quá trình biên tập rất hoàn chỉnh cùng nghiêm mật. Chúng ta có cách nào có thể chứng minh điểm này không? Lãnh Mặc Hàn trực tiếp nhìn về phía Mỹ Linh nhanh chóng hỏi. Đương nhiên là có cách, chỉ cần chúng ta hoài nghi nó là bị ghép hiện tại mọi người đều là it chúng ta lại dùng nó tách ra chỉ cần phát hiện trong quá trình phân tích biên trình xuất hiện khe hở hoặc là tạm dừng như vậy là có thể chứng minh đây chính là bị ghép lại mỹ linh nhanh chóng nói mau lãnh mặc hàn nhanh chóng ra lệnh cho mỹ linh mỹ linh mệt đến mức thở dốc khó chịu nhưng vẫn đành phải thở dài một hơi mới ngồi trước máy vi tính nhanh chóng vươn hai tay tải xuống công cụ giải mã trong kho tài liệu của tô lạc hoành lại đem hình ảnh truyền vào vừa truyền vào vừa ấn cổ nói, "Lão đại, việc này xong, tôi muốn nghỉ ngơi a, à. mệt chết đi được." Lãnh Mặc Hàn không có thời gian để ý tới lời cô nói, mà là nhanh chóng nghiêng người tiến sát lại, nhìn về phía màn hình máy tính mà Mỹ Linh đã chuyển nhập giải mã biên trình, Uyển Thanh cũng vào lúc này, khẩn cấp tiến sát vào, nhìn một màn này. Đoạn ghi hình 5 phút giữa màn hình máy vi tính nhanh chóng lưu chuyển, phần mềm kia bắt đầu phân tích mỗi phút thu hình, dần dần dường như con trỏ di chuyển về phía trước. Số liệu thập phần thuận lợi trượt quá một phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút, 4 phút. Lãnh Mạc Hàn cùng Uyển Thanh thất vọng nhìn một màn này. Mỹ Linh cũng khẩn trương nhìn phần mềm đem hình ảnh phân tích đến 4 phút 30 giây, 4 phút 40 giây, trong nháy mắt, số liệu chợt dừng lại, thậm chí sáng lên đèn báo động màu đỏ, cô nhanh chóng nói, "Trời ạ. À? Quả nhiên là bị ghép, hình ảnh này ẩn giấu trong 20 giây hình ảnh chân thực." lãnh mạc hàn cùng huyền thanh càng xác minh đường trí long không phải là hung thủ, bọn họ thở hổn hển một hơi. Trương Thục Giao lại vào lúc này, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ nghi ngờ nói, nhưng mặc dù là như vậy. Hình ảnh này bị ghép, vậy có thể nói lên điều gì? Hình ảnh chân thực, khẳng định đã bị xóa. Lãnh mạc hàn cùng huyền thanh yếu ớt quay mặt sang, nhìn Trương Thục Giao nói, xác thực hình ảnh đã bị xóa. Nhưng xác minh một chuyện khác, chính là biết được chân tướng vụ phóng hỏa, trừ hung thủ, chủ tịch đường, còn có người thứ ba, chính là kỹ sư máy tính kia. Đúng vậy, Trương Thục Giao cảm giác đại não nhất định là mệt muốn chết rồi, mới không có nghĩ đến. Mau, chúng ta tức khắc phải tra ra, 12 năm trước bên trong khách sạn còn có kỹ sư máy tính cao cấp nào khác hay không, hoặc là sau vụ phóng hỏa, tất cả các nhân viên ra vào đái ảnh khách sạn, bối cảnh gia đình toàn bộ phải điều tra cho rõ ràng. Bởi vì sau chân tướng vụ phóng hỏa, cảnh sát đem toàn bộ bên trong khách sạn tiến hành phong tỏa, ông ấy có lẽ không có cách nào đem chứng cứ ra ngoài. Có thể nhân vật đường trí long này, ông ấy muốn điều động một hai cao thủ máy tính đến theo mệnh lệnh của ông ấy, hoàn toàn có thể. Thanh Bình vừa mồ hôi đầm điều hoàn thành giải mã của mình, thớ dốc, lại nghe Uyển Thanh nói muốn một lần nữa điều tra gần ngàn người ra vào khách sạn trong ngày, ra đầu cô đều rất nhanh muốn tê dại, trực tiếp muốn khóc nói chị Uyển Thanh. Có thể hay không mời nhiều người hơn đến giúp tôi. Uyển Thanh bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Bình, yếu ớt nói, "Được, mời nhiều người đến giúp, làm cho cả thế giới đều biết chúng ta lén trộm dữ liệu của sở cảnh sát, thậm chí còn xâm nhập vào hệ thống bí mật." Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Thanh Bình cam chịu không nói gì nhìn cô một hồi, liền đành phải nặng nề thở một cái, nâng lên tách cà phê uống một ngụm lớn, lúc này mới lại tiếp tục bắt đầu làm việc. Uyển Thanh thừa dịp anh trai đang gia tăng thời gian phân tích ảnh chụp trợ lý đầu bếp 18 tuổi phía sau, cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Mỹ Linh đang bên cạnh tiếp tục phân tích báo cáo, nhanh chóng hỏi còn bao lâu nữa, bên phía cô mới xong. Mỹ Linh vừa nhanh chóng hoạt động ngón tay, vừa mồ hôi đầm đìa nói còn sớm. Uyển Thanh liền không hỏi nữa, mà một lần nữa lại bắt đầu điều tra các khoản số liệu. Lúc này, thời gian bất chỉ bất giác bận rộn mà khẩn trương trôi qua, Uyển Thanh cùng lãnh mặc hàn thỉnh thoảng dừng công việc, cầm bút chỉ đi tới trước bàn vẽ vẽ, đem vụ án từng lần từng lần suy luận lại, phân tích, lại tự mình bắt trước những chi tiết, bao gồm đường trí long cùng thư ký, còn suy đoán thời gian có thể khi ông rời phòng làm việc, đúng là cảm xúc không tốt, bởi vì lúc ông rời đi, phía sau cửa cũng không có đóng. Lãnh mặc hàn lại cầm bút trì giả thiết cánh cửa này không có đóng, có thể có người đi vào hay không, thế nhưng thư ký lại canh giữ trước cửa lớn phòng làm việc, không có khả năng có người vô thanh vô tức mà đi vào. Hai người cứ như vậy bắt đầu suy đoán phân tích, Trương Thục Giao cùng Mỹ Linh, còn có Thanh Bình cũng đang nhanh chóng thao tác hình ảnh máy vi tính. Thời gian qua đi một chút, chân trời từ đen sẫm lấp lánh ánh sao đầy trời lại đến sao kim sáng lên, Uyển Thanh vẫn cùng lãnh mặc hàn phân tích tính toán các khả năng có thể xảy ra của vụ phóng hỏa, đến cuối cùng mặt cô dần hiện lên một suy nghĩ đáng sợ, cô thậm chí cảm giác được trái tim mình hoảng loạn như bị trúng đạn, tay cầm bút chì thô cứng kia, đứng trước bảng trắng, nhìn về phía trước yếu ớt nói chủ tịch đường tại sao lại muốn giấu giếm chân tướng. Ông ấy liều mạng cũng phải giấu giếm chân tướng, nếu như không liên quan đến sự kiện rượu đỏ, như vậy. Nhất định với người thân nhất của ông ấy, có liên quan, hiện tại chúng ta sẽ chờ hình ảnh cuối cùng kia, còn có kỹ sư máy tính kia cho chúng ta sự xác minh cuối cùng. Lãnh mặc hàn mặt trầm lạnh, thật sâu nhìn cô. Bình minh ấm áp quyên qua tầng mây, Chiếc xả ánh sáng chói lóa xuống mặt đất. Xem cửa bệnh viện trắng tuyết đột nhiên quét qua ánh sáng màu vàng kim, vô cùng chói mắt. Giữa hai màn hình máy vi tính, sáng lên giải mã biên trình một phút đồng hồ cuối cùng. Mọi người trong nháy mắt ngẩng đầu, mở to mắt nhìn về phía phần mềm giải mã bắt đầu từ 60 giây du xa màn hình máy tính kia, 50 giây, 40 giây, 30 giây, 20 giây, 10 giây, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Màn hình máy vi tinh chợt sáng lên hình ảnh. Phanh, năm tách cà phê nóng bỏng trong nháy mắt rơi mạnh xuống mặt đất, mảnh vỡ thủy tinh cùng cà phê bắn tung tóe khắp nơi. Trương Thục Giao mở to mắt, dường như bị sự khiếp sợ lớn nhất trong đời mình, không thể tin nổi nhìn về phía hình ảnh giữa màn hình máy vi tính kia, cả người nhanh chóng như rơi vào hầm băng. Uyển Thanh cùng lãnh mặc hàn nhìn thấy hình ảnh này, cũng trong nháy mắt khiếp sợ đến ngẩn người ngay tại chỗ, trái tim rét lạnh tất cả chứng cứ cùng sự thật toàn bộ đều hiện lên. Không thể nào, Trương Thục Giao khiếp sợ kêu lên. Trương 1247, Chiếu Cố. 12 năm trước, đêm hôm trước khi vụ hỏa hoạn diễn ra. Sắc trời đã tối, vô số ánh sao lấp lánh, ôn nhu không có bất kỳ dự kiến nào. Khách sạn cao cấp 5 sao nằm giữa trung tâm thành phố, rõ ràng có thể thấy giữa những tầng kiến trúc, một mái vòng hình bán cầu tỏa ra ánh đèn như một dãi ngân hà vô số những vị khách quý ra vào, ngày mai tổ chức buổi tiệc trà xuân của khách sạn, có một số nhân viên công tác tối nay đã đem những quả cầu hoa hình tròn cẩn thận từng ly từng tí đi vào thang máy, nhấn nút tầng 8, đó chính là tầng chứa phòng tổ chức yến tiệc lớn nhất. Có một ông lão đầu bếp tuổi chừng ngoài 60, mặc áo may ôm màu xám, dáng vẻ phúc hậu, tóc đã bạc trắng, cầm trong tay một quyển sổ nhỏ, một bên ghi chép một bên lẩm bẩm. ngày mai 5 giờ chiều tổ chức tiệc trà xuân của khách sạn toàn thể đầu bếp trưởng cùng trợ lý đầu bếp 4 giờ 30 phút tập trung. Mật mã cửa 282.879. Lời nói vừa mới dứt Trước sân khấu có một số nhân viên tiếp tân, mặt bộc lộ mỉm cười đi về hướng lão đầu bếp, nói, lão đầu bếp. Lần trước ông giúp tôi nấu canh trị ho cho con tôi, uống rất tốt. Thế nhưng hôm qua tôi không cẩn thận đem tờ công thức làm mất rồi, ông có thể viết lại cho tôi một bản không? À, được lão đầu bếp cười đáp ứng cũng từ trước sân khấu cùng với nhân viên tiếp tân đi về hướng quầy lễ tân trực tiếp dùng quyển sổ của mình viết công thức canh chị ho cho đồng nghiệp vừa viết vừa cười nói canh chị ho này thực ra cũng không phải của tôi là của bếp trưởng đoạn thời gian trước trong chúng tôi có một đồng nghiệp ho rất lợi hại ông ấy liền chính mình mân mê phương thuốc này không ngờ chúng tôi uống vào rất tốt phía sau hoa viên của khách sạn còn có rất nhiều cây quýt của ông ấy nữ nhân viên tiếp tân vẻ mặt cảm kích nhìn về phía lão đầu bếp thật hâm mộ cười rộ lên nói những đồng nghiệp trong khách sạn chúng ta đều đang nói những đầu bếp theo tổng bếp đường là hạnh phúc nhất mặc kệ là phương diện phối hợp hay chăm sóc đều là tốt nhất lão đầu bếp cười đem công thức canh chị ho viết xong xé ra một tiêu giấy đưa cho nữ đồng nghiệp mới nói cô đem công thức này cất đi đừng cho đứa nhỏ uống nhiều thuốc tây đối với than thể không tốt cảm ơn lão đầu bếp Nữ nhân viên tiếp tân mỉm cười nhận lấy tờ công thức kia Không cần khách khí Lão đầu bếp nói xong liền muốn cất quyển sổ nhỏ Lão đầu bếp Có người ở đại sảnh hơi cao giọng kêu to Ai Lão đầu bếp còn chưa có cất được quyển sổ liền xoay người Nhìn thấy một trợ lý mới tuổi tầm 18 nhanh chóng đi tới suốt ruột nói Những người bên phòng thu mua lại làm chúng ta khó xử Nói tờ danh sách hôm qua của chúng ta không có 20 cân hải sâm Thế nhưng tôi rõ ràng đã viết rồi nhất định là tiểu lưu kia, hắn cố ý, chính là muốn chúng ta khó xử. Lão đầu bếp vừa nghe lời này, tức khắc tức giận sổ cũng không cần, liền lập tức cùng trợ lý hướng đến phòng thu mua. Toàn bộ đại sảnh xa hoa rực rỡ sắc xanh vàng, vẫn như cũng người đến người đi, trước quầy lễ tân cũng nhao nhao bận rộn, quyển sổ nhỏ kia cũng như vậy im lặng ở chỗ này. Tổng bộ phòng bếp tầng thứ 8, đèn vẫn sáng trưng, không hề có đầu bếp nào tan tầm, đang bận rộn chuẩn bị cho buổi tiệc tại khách sạn. Nhưng đầu hành lang cùng bộ phận hành chính ánh đèn đã tắt, chỉ có khe nhỏ giữa hai cánh cửa phòng làm việc lớn nhất, chiết xạ một ánh đèn vàng ôn nhu, có vẻ tịch mịch cùng thâm trầm. Bên trong phòng làm việc, không gian u ám, ở chỗ ánh đèn vàng cũng chỉ bày biện đơn giản, ở giữa phòng đặt một chiếc sofa màu đen còn là hang thanh lý của phòng yến tiệc đưa tới, bàn uống trà màu cà phê được đặt theo kiểu quán vỉa hè, cửa sổ sát đất mở ra, không thể nhìn thấy cảnh biển phía xa lại có thể nhìn thấy nơi xa xa là tòa nhà khách sạn Á Châu cao chọc trời, ánh đèn chiết xạ ra ánh sáng chói mắt. Chiếc bàn làm việc màu giám nắng bên dưới ánh đèn vàng ấm áp, một người đàn ông trung niên mặc mặc âu phục văn kiện trên mặt bàn, bên trong có chứa bút tích hào hùng của ông nội tưởng. Hai gia đình cùng điều hành tập đoàn Hoàn Cầu, chính là lấy ước mơ cùng tưởng tượng của chúng tôi lúc trước, từng bước bay vọt về phía trước. Chỉ là sự nghiệp phát triển bồng bột đến hoàn cảnh này cũng không có thể trước khi Lâm Trung cùng cậu uống một ly. Nhớ năm đó hùng tâm tráng trí đã theo gió bay đi, tôi khẳng định muốn xuống 18 tầng địa ngục tiếp nhận sự trừng phạt. Chỉ là vận mệnh theo dòng nước, đẩy chúng tôi đi về phía trước, không còn là cá nhân mà là vận mệnh. Hai đứa nhỏ hạo nhiên cùng thiên lỗi nhất định phải gánh vác tập đoàn hoàn cầu trong tương lai, bao gồm bí mật cùng trách nhiệm. Đây là hai đứa sinh ra trong gia đình hào môn, không có lựa chọn nào khác. Chỉ là chúng tôi tuổi tác đã cao, có đôi khi cũng hối hận lúc trước, khiến mẹ con bọn họ cốt nhục chia lìa anh em tranh chấp, đúng là chuyện tàn nhẫn đến cực điểm. May mà hạo nhiên được cậu dạy dỗ, tâm tính tự do, hoạt bát biết điều, đã dần dần mang trên người khí phách của một tổng giám đốc. Ông nội như tôi cũng thập phần được an ủi, bản than thiên lỗi chính là một đứa nhỏ mang trong mình dã tâm lớn. Nhưng trong tương lai, còn là hy vọng sau phong ba lắng lại, cậu đối cưới hai đứa nhỏ này giáo dục nhiều hơn. Dù sao cha mẹ trách phạt còn thua ân sư nghiêm khắc nói một câu. Chí Long, cậu mặc dù cùng vĩ quốc, tính vô tuổi không tranh nhau là bao nhiêu, nhưng tôi lại coi cậu như chi kỷ, thời gian suy nghĩ mọi việc luôn có cậu bên cạnh làm bạn cùng thấu hiểu, thậm chí tràn đầy hào kiệt trợ giúp tôi điều hành tập đoàn hoàn cầu, thực sự đó là điều vui mừng trong cuộc đời tôi. Tương lai, hai đứa nhỏ tất nhiên phải đối với cậu như cha ruột mới không uổng công cậu vì hoàn cầu mà lao khổ cả đời. Hôm nay thân thể tôi mang bệnh, ho rất nghiêm trọng, biết cuộc sống của mình không còn nhiều nhưng tôi cũng không nói quy thiên, chỉ mong hoàn cầu trong tương lai có thể chân chính quang minh phát triển. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Đường Chí Long ngồi trên ghế ra, vẻ mặt trầm trọng cố gắng kiềm chế biểu tình, cúi đầu nhìn câu nói cuối cùng trong phong thư, không nói chuyện quy thiên. Tiếng gõ cửa vang lên. Đường Chí Long chậm rãi gập tập văn kiện lại, ngẩng đầu nhìn về phía hai cánh cửa đang đóng kia, nhàn nhạt, nhạt nói một tiếng, vào đi. Cửa, chậm rãi mở ra một cậu thiếu niên 18 tuổi, mặt bộc lộ nụ cười nhìn về phía người trung niên trước mặt, vui mừng gọi cha nuôi. Đường trí Long ngạc nhiên nhìn về phía cậu thiếu niên trước mặt, kinh ngạc kêu một tiếng, hạo nhiên. Lúc này sao con có thể qua đây? Cậu thiếu niên tướng mạo xuất chúng, tinh quang trong hai tròng mắt lóe ra, tươi cười sức sống sán lạn, cậu lén lút đi vào phòng làm việc, nhìn về phía cha nuôi, mang theo một chút cảm giác thần bí nói, người yên tâm. Con biết một con đường bí mật đến nhà bếp, sẽ không ai bia con đã tới đây. Trước lúc còn tiến vào đã bí mật quấy nhiễu camera, con phát hiện những thứ công nghệ cao này, tương lai nhất định sẽ chịu tải nửa bầu trời khách sạn. Nếu như con có cơ hội, nhất định sẽ kết giao bạn bè với một cao thủ máy tính lợi hại, cùng cậu ấy học tập. Đường Chí Long bất đắc dĩ nhìn về phía thân thể cậu thiếu niên kia lặng yên tiến vào, vốn muốn trách cứ nhưng lại chỉ cần nghe thấy một chút lời nói tưởng tượng kia lại không khỏi bộc lộ sự yêu thương cùng nụ cười tự hào, chậm rãi nói kết giao anh em, quý ở chi kỷ nếu như con kết giao anh em chỉ là vì đạt được lợi ích như vậy con không cần kết giao cũng được đương nhiên sẽ không tương lai con nhất định sẽ có những người anh em nặng tình nặng nghĩa như cha và ông nội anh em sinh tử có nhau cậu thiếu niên đi tới lại nở nụ cười nhiệt tình đầy tự tin đường Trí Long thật sâu nhìn về phía cậu thiếu niên một khoảng thời gian không thấy cậu lại cao hơn rồi phong độ cùng khí phách cơ hồ còn hơn cha mình cùng ông nội cùng anh trai không khác là mấy nhưng so với anh trai lại hơn một điểm là có nụ cười tươi rất tự do và nhiệt tình có lẽ chính là em trai trời sinh được hưởng một chút quyền lợi ông tháo kính mắt thu dọn một chút văn kiện trên mặt bàn mới sâu xa nói thời gian con đi đến đây có nói cho cha mẹ con biết không còn có ông nội không có cậu thiếu niên đi tới trước mặt cha nuôi mình dừng lại dưới ánh đèn ấm áp mới tươi cười nói con thật là không rõ vì sao ông nội và cha con không cho phép con gặp cha Đường Chí Long chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cậu thiếu niên vô cùng đẹp trai đang đứng dưới ánh đèn ấm áp kia, mỉm cười nói, hạo nhiên. Con đã 18 tuổi rồi, nếu như con nguyện ý đảm đương một chức tổng giám đốc phụ trách mấy trăm vạn công nhân, ở một số lúc sẽ phải thu lại một chút cảm tính. Nghĩ lại đều là lỗi của cha nuôi rồi, trời sinh cha chính là người vẫn còn có chút cảm tính. Cha đừng có nhắc tới, con có thể học được một phần người của cha nhất định sẽ không mắc sai lầm, cậu thiếu niên cười rộ lên nói. Đi thôi, đừng có ở chỗ này nữa, không thì sẽ bị người khác phát hiện. Đường Trí Long vì sự kiện rượu đỏ, mọi người đều đang ở giữa những hiểm nghi, bao gồm mình cũng không tránh được có quan hệ, vì an toàn của hạo nhiên, có thể tạm thời tránh không gặp nó. Chỉ thấy người đàn ông trung niên này, trên mặt còn bộc lộ nụ cười vui mừng, vươn tay nhẹ kéo tay cậu, hai người cùng nhau trầm mặc đi ra ngoài, né các quý tê ra, dọc theo con đường cầu thang thang đi xuống dưới đằng sau hoa viên khách sạn, đêm lạnh như nước, một nhóm cây quýt cuối cùng của mùa xuân, trong bóng đêm đang dần rụng xuống. Đường Trí Long đứng dưới hàng cây quýt, sắc mặt trầm tính, hai tròng mắt cơ chế đang không ngừng nhìn xung quanh, cuối cùng hái mấy quả quýt, từng quả đặt vào trong một chiếc túi. Cha nuôi, người hái mấy quả quýt này làm gì? Cậu thiếu niên kỳ quái đứng bên cạnh đường Trí Long hỏi. Đường Trí Long vẻ mặt bộc lộ nụ cười yêu thương, lại hái một quả quýt bỏ vào trong túi to, mới chậm rãi nói thế nào cùng cha tới nơi này hái quyết không muốn đâu có con qua đây chính là muốn ở cùng cha nói chuyện với cha con rất vui vẻ cha con suốt ngày chỉ biết đánh con không cho con vào bàn ăn cơm cậu thiếu niên nhắc tới việc này kỳ thực không có chú ý gì mà là cười nói đường trí long cũng kìm lòng không được mỉm cười chậm rãi nói đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ cha con mặc dù đánh thế nhưng ông ấy rất thương con con hiểu, chút tâm tư của cha mẹ, chúng con là một đứa nhỏ quả thực cũng biết một chút. Con sẽ hảo hảo hiếu thuận cha mẹ, cậu thiếu niên cười nói. Ừ, đường trí long hài lòng gật đầu, lại hái xuống một trái quýt, mới dặn dò con trực tiếp lấy cái bật lửa cha đưa con, dựa vào cây bên cạnh căn phòng nhỏ, đào một cái hố rồi châm lửa đốt. Đợi một lát cha muốn nướng quýt. Tại sao cha lại muốn nướng quýt? Cậu thiếu niên kỳ quái hỏi đường trí long. Bởi vì có người ho khan, mãi không thấy khá hơn. Cậu ta luôn luôn ho, đều là ăn quyết do cha nướng. Tay đường trí long dừng trên một quả quyết, nhớ tới lá thư vừa rồi, trái tim của ông liền cảm thấy một trận đau đớn. Ai ho khan vậy à? Cậu thiếu niên hỏi lại. Con không nên hỏi nhiều. Mau đi đi, đường trí long dặn dò cậu. Vâng, cậu thiếu niên nghe lời cầm cái bật lửa đi về hướng cái cây kia, dựa vào kinh nghiệm chính mình rất nhiều lần được huấn luyện cùng cha nuôi bên ngoài, rất nhanh liền đào một cái hố rồi châm lửa, khi cậu bật chiếc bật lửa lên, hai mắt lập tức sáng ngời, nhìn ánh lửa từ chiếc bật lửa kia, cười rộ lên nói, wa, cha, cái bật lửa này của ả à cha thật đẹp, đây là lần đầu tiên đầu tiên cha vào bếp, sư phụ đã đưa cho cha, thích không, đường trí long tay cầm túi quyết, còn có cầm lên một chiếc hộp giữ tươi, mỉm cười đi tới hỏi, thích, cậu thiếu niên đối với cha nuôi cũng không chút giấu giếm, vậy tặng cho con. Đường Chí Long mỉm cười ngồi trước hố lửa, trước tiên đem hộp mở ra, lại từ trong túi lấy quyết ra để lên trên chiếc hố, đơn giản như vậy nướng quyết. "Cảm ơn cha nuôi." Cậu thiếu niên cười nói xong, cầm lấy di động nhìn cha nuôi cứ như vậy nướng quyết, cậu liền nghi ngờ hỏi, "Cha nuôi, nướng quyết như vậy, thực sự có thể trị ho sao?" "Ừ, thế nhưng thể chất mỗi người đều có sự khác nhau, ít nhất với cậu ta là có thể dùng." Đường Chí Long nói xong câu đó, Hai trong mắt ông mơ hồ lại lóe lên mấy phần lo lắng. "Cha nuôi, cha có tâm sự." Cậu thiếu niên nhìn về phía cha nuôi mình hỏi. Đường Chí Long chậm rãi quay mặt sang nhìn về phía cậu thiếu niên mỉm cười nói, "Hạo Nhiên, chờ sau khi con trưởng thành, nhất định phải tìm cho mình một hai tri kỷ. Nếu như không được, sẽ không ai có thể hiểu được những ước mơ của con, sẽ rất cô đơn, thậm chí thống khổ. Cuộc sống không có cái gọi là so đo trả giá, quan trọng là khi chúng ta mệt mỏi đêm khuya yên tĩnh có thể có người bạn cùng con nói chuyện loại cảm giác này có đôi khi so với người nhà so với người yêu còn quan trọng hơn cậu thiếu niên nghĩ ngợi liền nhìn đường trí long nói vậy con tìm một người bạn gái hiểu lý tưởng của con gánh vác cùng con lúc con cô đơn làm bạn với con như vậy cũng không cần phân chia rõ ràng như thế đường trí long trực tiếp vươn tay ở trên ánh lửa thay đổi quả quyết nghe lời nói ngu ngốc này nhịn cười không được cha nuôi con về nước mấy ngày này thế nào không thấy em gái nhỏ cậu thiếu niên nhớ tới cô bé nhỏ lanh lợi đáng yêu ngọt ngào kia tâm tình của cậu liền cảm thấy vui vẻ đường trí long nghe lời này tức khắc vẻ mặt mang một điểm nghiêm túc nhìn về phía cậu thiếu niên cậu thiếu niên lập tức hé miệng không nói lời nào cũng học cha nuôi muốn dung tay đổi quả quyết ai cẩn thận phỏng tay đường trí long cầm lấy tay cậu vuốt vuốt đau lòng cười rộ lên cậu thiếu niên nhịn không được cười rộ lên ngẩng đầu nhìn về phía cha nuôi so với chính mình trước lúc suốt ngoại liền già một chút hai bên tóc mai đã điểm một chút tóc bạc sắc mặt cậu thu lại yếu ớt nói cha nuôi chờ cha già rồi con nhất định sẽ chăm sóc cha cùng em gái nhỏ thật tốt đường trí long là một người ôn nhu như thế nghe thấy lời nói này liền không nhịn được mà cười thất thanh chân trời đè xuống cái lạnh ngày xuân cuối cùng bị xua tan bởi phụ tử thầy cho tình thâm tiếng cười kia như vang đến chân trời. chương 1248, xé rách. Sáng sớm ngày hôm sau, mặt cỏ xanh biếc trải ra như tới tận chân trời, mùa xuân cành lá đâm chồi nghinh hướng bầu trời xanh thẳm, mây trắng nhẹ nhàng bay. Một con chim ưng giống như tên bắn bay thẳng về phía trước qua mỗi tòa nhà. Hai bên trái phải tòa nhà có vô số hoa cỏ, hoa nhài bốn mùa cũng đang đón những cơn gió đung đưa, tỏa ra hương thơm ngát có một cậu thiếu niên mặc bộ đồ màu trắng, tâm tình khoái trá, tươi cười sán lạn đi ra khỏi tòa nhà, ngón tay ngoắc vào trong miệng gọi vật nuôi của mình đã đi được một vòng quanh núi rừng. Cậu bỗng nhiên phát hiện hoa nhài hai bên tòa nhà đã nở rộ thật đẹp, hai mắt của cậu chợt lóe, nhớ tới bố già rất yêu hoa sơn trà, liền tức khắc cất bước đi tới dưới cây trà, lá xanh mơn mờn, rừng trước mặt cậu 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 thiếu niên đẹp trai kia. Hai tròng mắt cậu như bắn ra tinh quang, sống mũi cao như người đàn ông phương Tây thần bí, vô luận cậu đi đến nơi nào cũng được mọi người nhìn thật kỹ thật sâu thưởng thức cây trà lay động cậu thiếu niên vung lên nụ cười sán lạn vươn tay hái một bó hoa sơn trà xuống cầm trong lòng bàn tay nhìn chúng nó như vậy cao ngạo sạch sẽ huyến lệ ôn nhu không khỏi nhớ tới nụ cười từ ái của cha nuôi tâm trạng lại tốt lên cậu lập tức bỏ qua sự ngăn cản của cha và ông nội liền cầm bó hoa kia đi gặp cha nuôi một âm thanh rít lên truyền đến một con ngựa trắng như gió như tuyết từ mặt cỏ phía trước phi đến, cậu thiếu niên trong nháy mắt dùng tư thế oai hùng tỏa sáng, nhanh chóng nắm chặt yên ngựa phi người trèo lên, thúc ngựa để nó mang mình xuống núi. Dấu giếm được cha mẹ đi tới dưới chân núi, lại trực tiếp ngồi xe buýt công cộng, sau khi xuống khỏi chiếc xe buýt công cộng kia sẽ có một đường bộ có thể trực tiếp đi đến của sau của khách sạn. Thời gian trôi qua như bầu trời xanh thẳm, nước chảy mây trôi. Lúc xế chiều, Cậu thiếu niên cầm bó hoa sơn trà đứng nấp ở cửa sau khách sạn, thỉnh thoảng hai tròng mắt lợi hại kiếp nhìn thời gian đã gần đến 4 giờ chiều, cảnh vệ thay ca, quả nhiên cảnh vệ thay ca ở bên trong phòng nghỉ, ăn bữa chiều. Vẻ mặt cậu lập tức vô cùng đắc ý cười, nhanh chóng đi tới phía sau, nháy mắt tung người đi vào, lúc hai chân cậu đạp trên cỏ, thân ảnh cậu nhanh chóng trốn vào phía sau hang cây quyết, cậu nghiêng đầu liếc nhìn về phía đám đông cảnh vệ vẫn còn đang cúi đầu ăn cơm chiều, lập tức thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt tươi cười lại cầm bó hoa sơn trà làm bộ như không có việc gì đi về phía trước bếp trưởng đường hôm nay hình như không thoải mái a à. phía sau hoa viên liền vang lên câu nói cậu thiếu niên kia ôm bó hoa đi tới phía sau một tảng đá cao nghe thấy lời này cậu hơi giật mình vô thức trốn đi nghe trộm hình như là hôm nay ho có chút nghiêm trọng không biết có phải tối hôm qua hóng gió không có một đầu bếp trẻ tuổi quan tâm nói xong liền càng đi càng xa cậu thiếu niên nghe lời này liền nhanh chóng nhớ tới đêm qua đường trí long đón gió nướng quyết. Ông cởi bỏ tây trăng, chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây, đêm qua bởi vì nghe mình kể chuyện ở nước ngoài, mệt mỏi mà lửa lại tắt, gió lại thổi, dự đoán chính là như vậy nhiễm lạnh. Tâm tình của cậu hơi khẩn trương, nhớ tới cha nuôi bị hen xuyến, nếu như ho khan sẽ rất khó chịu. Nghĩ tới đây, cậu tức khắc tư duy linh hoạt xoay người, đem kia bó hoa sơn trà đặt bên cạnh cây quyết, học tập cha nuôi hái ba quả quýt xuống cầm trong tay. Nghĩ đến thanh thiên bạch nhật ở bên ngoài đốt lửa, nhất định sẽ bị bắt được, thế nhưng cậu nhớ tới 4 giờ chiều, kỳ thực phòng bếp chắc là còn chưa có đi làm, nướng mấy quả quýt hẳn là rất nhanh. Vẻ mặt cậu liền tươi cười, cầm mấy quýt nhanh chóng đi qua những con đường quen thuộc trong khách sạn, lắc mình đi mấy cây tùng đi về phía trước, hướng tới con đường bộ đi thẳng lên tầng 8. 4 giờ chiều, Tất cả mọi người trong phòng bếp bởi vì buổi tiệc trà xuân của khách sạn mà đã sớm tới phòng bếp báo danh. Thế nhưng thời gian một đầu bếp trẻ tuổi đi tới phòng bếp liền nhìn thấy đường trí long vẻ mặt nghiêm trọng, cúi đầu nhìn về phía 20 cân hải sâm bầy trước mặt, hải sâm kia có con cao, vừa trơn bóng lại lớn, ông nhíu chặt mi tâm nói, lão đầu bếp A. Hôm qua không phải tôi đã dặn ông sao, khách sạn chúng ta chọn hải sâm, muốn mua đồ ăn phải cùng người của phòng bếp chúng ta đi chọn. Ông xem một chút, muốn hải sâm tự nhiên thế nhưng mấy con hải sâm này nhìn qua là biết được người ta nuôi lớn lão đầu bếp vẻ mặt áy náy xin lỗi nhìn đường trí long nói xin lỗi bếp trưởng tôi đã theo dặn dò của ngài 8 giờ liền đến chuẩn bị cùng người của phòng thu mua ra ngoài mua đồ ăn thế nhưng tiểu lưu tên khốn kia một phút đồng hồ cũng không chờ tôi tôi ở phía sau gọi cũng không kịp hắn chính là cố ý đường trí long là một người khoan dung Thế nhưng đối với nguyên tắc làm việc luôn luôn nghiêm khắc. Ông cúi đầu nhìn về phía hải sâm trước mặt, suy nghĩ một hồi mới dặn dò Tiểu Đồng. "Bộ phận phòng bếp chúng ta còn có 5 cân hải sâm ở phòng thu mua, cậu đi xem có vấn đề gì không? Nếu như có vấn đề, chúng ta lấy hợp đồng đi hỏi tội bọn họ. Bởi vì vốn dĩ khách sạn đã có quy tắc, nếu như nguyên liệu nấu ăn mà phòng thu mua mua bên ngoài đều phải cùng người của phòng bếp chúng ta cùng đi." "Vâng, Tiểu Đồng tức khắc gật đầu. Đợi hải sâm đưa tới, mua đồ ăn cũng không còn kịp rồi. Hôm nay những món chính tôi sẽ đảm nhận, mấy người nhanh chóng đem hải sâm rửa sạch, đừng để lộ ra. Tôi đi ra ngoài trước thay đồng phục rồi lập tức quay lại. Đường Chí Long nói xong lập tức vươn tay cởi nút áo Âu phục của mình, bước nhanh ra khỏi cửa bếp đầu tiên. Hai cánh cửa đầu tiên tự động đóng lại, ông lại nhanh chóng đi ra khỏi cánh cửa thứ hai, cuối cùng bước ra khỏi phòng bếp. Ông vừa đi vừa cảm thấy lồng ngực khó chịu, liền một trận ho. Cậu thiếu niên kia lúc này cầm quýt vừa chuồn êm đến lầu 8, liền nhìn thấy đường trí long một bên đi về phía trước, một bên cúi đầu ho. Vẻ mặt cậu bộc lộ sự đau lòng, tức khắc lén lút xoay người đi vào bên trong hai cánh cửa phòng bếp, bỏ quýt xuống, cầm lên một chiếc khay inox nhỏ, đem ít than bỏ vào, lại dung bát lửa đốt lên, sau đó trực tiếp bỏ quýt vào lên trên, núp ở một góc nướng quýt. Phương pháp này có lẽ nhanh hơn mà hữu hiệu hơn. Cậu thiếu niên nhìn ánh lửa này dần dần thiêu cháy tức khắc rất an ủi cùng cười vui vẻ. Mùi gì vậy, bên trong phòng bếp cư nhiên vang lên âm thanh. Cậu thiếu niên lập tức giật mình ngẩng đầu, cách một cánh cửa trung gian cư nhiên nhìn thấy bên trong một cánh cửa khác có bóng người di chuyển. Cậu giật mình nghĩ, làm sao lại có người ở bên trong. Cậu trong nháy mắt hoảng sợ, tức khắc vươn tay đem khay inox vẫn còn than đỏ vội vội vàng vàng nhét vào trong tủ. Chính mình nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bếp, trong nháy mắt chạy ra, Đôi tay còn linh hoạt nhấn mật mã xuống, không cho những người kia chạy ra sớm phát hiện mình. Chính cậu thì nhanh chóng hướng đến con đường bộ đi ra. Cửa thang máy mở ra, tiểu đồng, người phụ tá đầu bếp kia từ bên trong thang máy đi ra, có chút hồ đồ nghĩ rốt cuộc tổng vừa rồi bếp trưởng nói là 5 cân hay là 10 cân. Nếu như mình nói, phòng thu mua lại đùa giỡn thì làm sao bây giờ. Cậu ta vừa muốn hướng phòng bếp đi đến, trong nháy mắt lại nghĩ tới hình như nói là 5 cân anh ta lại xoay người muốn đi gọi điện trả lời, trong nháy mắt xoay người cảm giác được phía trước cửa phòng bếp vang lên tiếng động, vẻ mặt anh ta quái dị, nhìn thấy phía trước có một cậu thiếu niên vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng bếp. Mặc dù anh ta có chút nghi ngờ, nhưng vấp là xoay người tiếp tục đi vào thang máy nhấn xuống tầng trệt. Đường Chí Long ngồi bên trong phòng làm việc, đang chuẩn bị thay quần áo, lại nhìn thấy ông kính camera P26 vừa mở ra, hảo nhiên cư nhiên ở bên trong phòng bếp phóng hỏa đốt đông tây. Hơn nữa ngay khi bị đầu bếp bên trong phát hiện còn đem chậu inox còn than đỏ cư nhiên bỏ vào bên cạnh đường ống khí than, vẻ mặt ong kinh ngạc, quát to một tiếng, hạo nhiên. Cậu thiếu niên rất nhanh đi xuống lầu ra khỏi khách sạn trong nháy mắt, dường như cậu nghe thấy có người gọi mình liền mỉm cười, trong nháy mắt tung mình nhảy ra khỏi bức tường đằng sau vườn hoa, nói cha nuôi. Con biết cha sau khi phát hiện sẽ mắng con, lần sau, lần sau con tới nhất định nướng được quyết cho cha. Lý Tú Dung mặc váy đồng phục màu đỏ sậm, tay bê nước canh đang muốn cất bước lên tầng, nhưng lại nhìn thấy một cậu thiếu niên cực nhanh đi ra khỏi khách sạn, lúc bà còn đang nghi hoặc. Bùm, một trận âm thanh thật lớn lập tức vang vọng toàn bộ khách sạn, thậm chí thủy tinh văng khắp nơi, đem vô số linh hồn bay lên thiên đường. Cửa, phanh một tiếng mở ra. Lãnh mặc hàn cả người thần sắc run rẩy, gần như hoang mang loạn choạng đi ra cửa phòng bệnh, vẻ mặt anh không thể tưởng tượng ra, trầm trọng giống như sinh mệnh đang dần bị rút cạn. Hai tròng mắt run rẩy, mất trật tự nhìn loạn về phía trước, toàn bộ tư duy một mảng tái nhợt. Tay anh run rẩy chống lên khung cửa, ép buộc bản thân mình phải thật bình tĩnh, thế nhưng dường như chân tướng đã hiện lên ngay trước mắt, kinh hoàng đến trái tim như bị xé rách đau đớn cùng lạnh lẽo. Bên trong phòng bệnh, Uyển Thanh vô lực ngã trên xe lăn, không thể tưởng tượng ra mở to mắt nhìn về phía màn hình máy tính hình vẽ toàn bộ đều là khuôn mặt cùng bong lưng của Trang Hạo Nhiên lúc còn trả, trái tim của cô chợt cũng đau đớn, gần như hít thở không thông. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Trương Thục Giao vẫn như cũ đối với màn hình máy vi tính kia, hình ảnh toàn bộ đều chỉ Trang Hạo Nhiên, cô sợ đến một trận thất thanh khóc giống lên. Thanh Bình cùng Mỹ Linh cũng trợn to mắt, hai tay run rẩy che chặt miệng nhìn về phía hình ảnh giữa màn hình máy tính kia, rõ ràng là hình ảnh của Trang Hạo Nhiên lúc còn trẻ, hơn nữa kỹ sư máy tính lâu năm, đã sắp tới 50 tuổi, sắc mặt trắng bệch run rẩy ngồi trên xe lăn, nhìn về phía ảnh chụp cậu thiếu niên giữa màn hình máy tính kia, hai tròng mắt ngấn lệ, trầm trọng kiềm chế yếu ớt nói, liền. Liền, chính là cậu ta. Lãnh mặc hàn gần như ngã quỵ ngay cạnh cửa, lại vào lúc này nghe thấy một loạt tiếng bước chân, vẻ mặt anh run rẩy yếu ớt nghẹn ngào ngẩng đầu, nhìn thấy trang hạo nhiên mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, phía sau là đám người tô lạc hoành nhanh chóng dọc theo hành lang thật dài đi tới bên này. Anh vô lực nhìn về phía trước, hai tròng mắt vẫn như cũ run rẩy không thể tưởng tượng ra. Thế nào, cha được cái gì rồi? Trang hạo nhiên nghe thấy lãnh mặc hàn gọi điện thoại bảo mình nhanh chóng qua đây, nghe ngữ khí trầm trọng của bạn tốt liền tạm thời rời khỏi đường chí long chạy tới đây, sốt ruột hỏi. Lãnh mặc hàn chậm rãi ngẩng đầu, vẫn là không thể tin tưởng nhìn về phía bạn tốt nhất đời này của anh, Nghiêm nghị mà nhẹ nhàng đứng trước mặt mình, kỳ thực đổi lại chính mình cũng có thể thay thế đi ngồi tù. Hai chồng mắt anh gần như hồng hào, ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, yếu ớt hỏi, "Hạo Nhiên, cậu nói cho tôi biết, 12 năm trước, cậu có phải hay không?" Từng đến khách sạn của chủ tịch Đường, tại đó ở trong phòng bếp. Nhóm lửa. Mấy người Tô Lạc Hoành nghe lời này, lập tức có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên sắc mặt căng thẳng nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn không hiểu sao trái tim đập mạnh, yếu ớt gật đầu nói, đúng. Vì sao, lãnh mặc hàn nói giống như kéo tơ hỏi. Bởi vì lúc đó cha nuôi ho khan, tôi liền muốn nướng quyết cho ông ấy, thế nhưng tôi không biết bên trong phòng bếp có người. Bên trong phòng bếp, thời gian nổi lửa rất ầm ý nên hiệu quả cách âm tương đối tốt, tôi ở bên ngoài cánh cửa thứ hai không có nghe được. Thế nhưng tôi, Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn chằm chằm vào lãnh mặc hàn, hai tròng mắt nhanh chóng run rẩy một chút, mới có vẻ mấy phần khẩn trương nói khi tôi phát hiện bên trong phòng bếp có người tôi tức khắc dập lửa rồi cất đi sau đó lập tức đi ra ngoài cậu xác định đã dập hết lửa sao lãnh mặc hàn hai tròng mắt gần như rơi lệ nhìn về phía an hem tốt của mình trang hạo nhiên trầm mặc không nói hai tròng mắt run rẩy nhìn vẻ mặt lãnh mặc hàn run run chán nản anh lập tức nói không nên lời không phải truy cứu vấn đề kia mà là khẩn trương hỏi một vấn đề khác ý của cậu là hung thủ của vụ án phóng hỏa kia là là Lãnh Mặc Hàn hai tròng mắt lập tức dương dương nhìn chằm chằm vào anh em tốt của mình trước mặt, như vậy kiềm chế nghẹn ngào bất đắc dĩ, run rẩy do dự một lúc lâu mới rốt cuộc nói, là cậu. Tô Lạc Hoành mọi người trong nháy mắt la hoảng lên. Trang Hạo Nhiên mở chừng hai mắt, trái tim như bị búa tạ đập vào, toàn bộ thế giới dường như tất cả đều lạnh lẽo dừng lại. Lãnh Mặc Hàn trái tim vỡ tan đau đớn, đè xuống nhìn về phía Trang Hạo Nhiên ngẹn ngào nói chủ tịch đường. Là vì, thay cậu gánh tội mới tiến ngục giam, ông ấy, là vì cậu mới ngồi tù. Toàn bộ thế giới của Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt như bị xé rách thành vô số những mảnh nhỏ, ngẩng mặt nhìn về người phía trước, hai tròng mắt run rẩy khiếp sợ. chương 1249, xin lỗi. Sau buổi trưa, ánh nắng hoàng hôn dần dần chiếu dọi đến bên giường bệnh trong phòng chăm sóc đặc biệt. Đường khả hình trên người vẫn mặc quần áo của đêm qua, gương mặt cô lộ ra một chút mệt mỏi đi tới bên cạnh giường bệnh. Đôi mắt cô run rẩy ánh lên chút nước mắt, nhìn thật sâu về phía thần sắc tiểu tụy của cha đang nằm ở trên giường bệnh. Đôi mắt già nua của ông khép chặt, lồng ngực di động theo nhịp thở hồn hền, biểu hiện rằng ông đang ngủ rất say, cô cứ như vậy nhìn thật sâu về phía cha đang trầm trầm say ngủ, cảm nhận được sự tồn tại của ông qua từng hơi thở, cô không thể kìm hãm được mỉm cười, nước mắt rơi xuống. Mặc dù cha được đặc biệt cho phép đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng ông vẫn phải dựa theo quy định, tay trái vẫn bị còng lại ở song chắn mép giường bệnh, lộ ra một đoạn da bị tổn hại, Đường Khả Hinh đau lòng cùng dịu dàng đưa hai tay ra khẽ vuốt đoạn cổ tay bị còng của cha, ngón tay nhẹ nhàng đau lòng lướt qua chỗ bị sưng lên. Nước mắt cô từng giọt không ngừng rơi xuống nhưng cô lại nhanh chóng hít mũi một cái, đưa tay lên run run rẩy rẩy lau đi nước mắt trên mặt, cố gắng kiềm chế đáy lòng đau đớn cùng khó chịu. Sau đó cô cúi đầu thật sâu, nhìn về phía cổ tay già nua kia của cha nhớ tới hồi bé cha dắt tay mình, ngắm nhìn mình rồi khuôn mặt lộ ra nụ cười từ ái, tay của cha thật sự ấm áp. Cha, cha ơi, đáy lòng đường khả hình đối với cha vĩnh viễn kính trọng hết lòng cùng yêu thương vô hạn. Sau khi cô nhẹ nhàng gọi nhỏ ông, cô từ từ cúi đầu xuống để cho hơi ấm trên mặt của mình nhẹ nhàng sát vào tay kia đang mang còng tay lạnh như băng, uất mà nghẹn ngào rơi lệ nói cha. Con yêu người, con yêu người, hy vọng người có thể sống vĩnh viễn mỗi ngày một lần nghe con nói con yêu cha cô gái này nhớ tới mới vừa rồi cha bị đưa vào phòng cấp cứu thời điểm bác sĩ nói cha mình vẫn còn sống cô thật sự cảm ơn trời đất cô chăm chú vuốt ve bàn tay kén tằm già nua vừa dày vừa nặng của cha sau đó nhẹ nhàng thổn thức cửa phòng bệnh trong nháy mắt bị đẩy ra nét mặt lý tú dung bộc lộ sự run rẩy đôi mắt bà run run ánh lên nước mắt khẩn trương đau lòng nhìn về phía chồng mình đang thoi thóp nằm trên giường bệnh thống khổ nhắm chặt đôi mắt già nua lại. Bà khóc lóc nhào vội tới, nhào tới bên cạnh chồng đang ngủ say, ngửa mặt rơi lệ khóc nói. Tôi cho rằng khi ông đưa ra cái quyết định này, trong lòng ông đã kiên quyết không thể lay chuyển. Lúc ấy tôi đã quỳ xuống đất, cứ như vậy khóc lóc van xin ông, ông vẫn làm như thờ ơ. Nếu ông đã lựa chọn con đường này thì ít nhất bất kể điều gì ông vẫn phải tiếp tục bước tiếp đi chứ, cần gì phải bởi một câu hai câu nóng giận của tôi mà đi tìm cái chết hả? Nếu quả thật ông muốn chuộc tội, ít nhất ông phải sống để cho tôi mắng mỏ ông chứ. Nhiều năm vợ chồng như vậy rồi chẳng lẽ ông còn không hiểu tôi sao? Người trở lại lén nếm trộm nho là tôi, người điều tra sự kiện rượu nho là tôi, người không dám gặp con gái là tôi, tất cả đều là tôi, ông không có có lỗi gì với con gái. Qua nhiều năm như vậy, tôi cũng không đến thăm ông, bởi vì tôi biết ông sẽ ái náy, nếu ông gặp sẽ không tiếp tục bước tiếp được nếu chúng ta đều lựa chọn con đường như vậy thì bất kể điều gì cùng nhau nhẫn tâm tiếp tục đi tiếp chứ mẹ đường khả hình khóc lóc nhìn về phía mẹ lý tú dung khóc lóc chảy nước mắt nước mũi đau lòng nhào vào trong ngực chồng vừa rơi lệ vừa khóc nói chồng ơi thời điểm lúc ông đưa ra cái quyết định này tôi đã ủng hộ ông tôi thật sự ủng hộ ông nếu như không phải thì tôi sẽ không chịu đựng chân tướng này trong im lặng qua nhiều năm như vậy đôi mắt đường khả hình mờ mịt rơi nước mắt đầu tiên là đưa mắt nhìn cha đang ngủ say, sau đó lo lắng mở mịt nhìn về phía tiếng khóc thất thanh của mẹ, không khỏi cảm thấy đau đớn. Vừa nghẹn ngào vừa rơi nước mắt hỏi, mẹ, mẹ mới vừa rồi nói chân tướng cái gì? Chân tướng điều gì? Nói cho con biết suốt cuộc qua nhiều năm như vậy đã xảy ra chuyện gì? Hãy nói cho con. Hai tay Lý Tú dùng vây chặt quanh thân thể hôn mê của chồng, nhưng bà ngẩng đầu lên, nhìn về phía con gái khóc lóc, nghẹn ngào đau lòng nói, khả hinh à, con có một người cha vĩ đại nhất trên thế giới tất cả những điều này có lẽ đối với con không công bằng đối với gia đình chúng ta cũng không công bằng nhưng cha con đã đúng ít nhất đối với vô số người ở hoàn cầu cha con đã đúng mẹ đường khả hình khẩn trương khóc nước nở nhìn về phía mẹ nhanh chóng rơi nước mắt nghẹn ngào hỏi mẹ rốt cuộc đang nói cái gì vậy cha đã làm chuyện gì cha rốt cuộc đã làm cái chuyện gì lý tú dung nói không lên lời chỉ mặt nhào vào trong ngực chồng thất thanh đau đớn khóc nấc lên. Chí Long chồng tôi, tôi thật xin lỗi ông, tôi không nên nói ông như vậy, chỉ cần ông sống lại, cho dù chúng ta ngăn cách qua song sắt, tôi cũng vẫn chấp nhận, chồng ơi. Một loạt tiếng khóc thắm thiết bi thương, nghiền nát nhân tính, nghiền nát hy vọng, nghiền nát tất cả mọi thứ. Đường Chí Long vẫn nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, hơi thở thoi thóp thống khổ ngủ thật say. Nhưng khuôn mặt ông già nua tràn đầy nếp nhăn, che giấu từ sự tha thứ đến hoài bão của ông, hy sinh hiến dâng nhân tính. Thời điểm lá thư này theo ông vào tù, giống như một cọng lông hồng, nhẹ nhàng bay đến bầu trời xanh thẳm. Chủ tịch tưởng, Chí Long bởi vì mắc phải sai lầm không thể nào tha thứ, một lần nữa bất lực tòng tâm chứng kiến tương lai hoàn cầu thịnh vượng năng động như rồng bay hổ gầm, ngài đã từng nói qua, không nói chuyện quy thiên. Đây là bản thân Chí Long tôi đối với ngài sùng kính nhất một mình gánh vác hy vọng nặng nề của tập đoàn cùng tương lai của hàng triệu nhân viên. Chủ tịch tưởng, rõ ràng ngài có thể từ trên trời xuống dưới đất chiếu dọi khắp mọi nơi nhưng lại không nói đến chuyện quy thiên. Cho nên việc hy sinh cùng hiến cống của ông bất quá cũng chỉ là một ý tưởng chấp nhoáng, không quan tâm đến công lao vĩ đại. Cho nên vì hoàn cầu, trí lòng ông có thể làm tất cả mọi thứ, không oán thán không hối hận, chẳng qua là đối với đứa bé hạo nhiên kia, ông cảm thấy hổ thẹn trong lòng dẫu sao cuộc sống quan trọng nhất là sự cao thượng, sự thật rằng ông thỉnh cầu muốn dùng cả đời mình, rời đi cũng vì hạo nhiên để sáng tỏ sự thật này. Nhưng lại không nghĩ rằng ông bất ngờ bị hủy diệt trong một trận hỏa hoạn ở chỗ chủ tịch tưởng, vì đứa bé hạo nhiên kia, vì lòng tự trọng cuối cùng của bản thân, ông đã mời ngài cùng hai nhà tưởng trang nhất định phải giấu giếm tội lỗi cuối cùng của cuộc đời mình, hãy để cho người cha nuôi của con theo một làn khói bay đi. Một chiếc xe thể thao Ferrari màu đen thắng gấp ở trước cổng bệnh viện. Trang hạo nhiên không thèm đếm xỉa đến cái nhìn chằm chằm của lãnh mặc hàn, vẻ mặt chính anh đang run rẩy, nhào xuống từ chỗ ngồi kế bên tài xế, nhưng bởi vì đứng không vững, cả người anh té ngã xuống mặt đất lạnh như băng. Lão đại, lâm sở nhai cùng tô lạc hoành nhào tới, đau lòng đỡ lấy anh. Nhưng lúc này vẻ mặt trang hạo nhiên run rẩy, đôi mắt run run ứa nước mắt, tất cả khí lực hỗn tạp toàn thân đều bị chân tướng sự thật rút sạch. Nhưng anh vẫn nặng nề thở hổn hển, tay nắm chặt tô lạc hoành đến mức gân xanh muốn nổ tung, tinh thần ẩn nhẫn đau đớn đến hít thở khó khăn, anh lảo đảo lao thẳng vào bên trong bệnh viện. Xoảng, hai tách trà nóng hổi, nặng nề rơi xuống vỡ nát trên mặt đất. Tưởng vĩ cuối cùng trang kính vũ đang ngồi ở trong phòng viện trưởng, trong nháy mắt cực kỳ khiếp sợ đứng lên, nhìn về phía tiêu đồng tức giận kêu lên cô nói cái gì. Cô nói lại một lần nữa. Hai mắt tiêu đồng tràn đầy nước mắt, khóc lóc cùng hơi thở đứt quãng nhanh chóng kêu lên, mới vừa rồi. Mới vừa rồi thuộc sao gọi điện thoại tới. Tổng giám đốc là hung thủ phóng hỏa năm đó, chủ tịch đường vì tổng giám đốc đã gánh tội thay nên mới bị bắt vào tù. Tưởng Vĩ Quốc nghe những lời này xong, đôi mắt ông chợt lóe lên dữ dội, vẻ mặt ông thống khổ run rẩy cùng không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt không nói lên lời. Trang tính vỗ trong nháy mắt đưa tay lên, nặng nề đè chặt trái tim mình, vẻ mặt ông lộ ra sự thống khổ cùng kích động chủ tịch tiêu đồng khóc lóc bổ nhào về phía trang tĩnh vũ, khẩn trương kêu lên. Không cần để ý đến ta, hạo nhiên, hạo nhiên đâu rồi, trang tĩnh vũ nặng nề đặt tay ghim chặt ngực mình, thống khổ nghẹn ngào hỏi. Đoán chừng bây giờ đã đến bệnh viện, tiêu đồng lập tức trả lời. Nhanh, nhanh, nhanh đi đến đó xem một chút, trang tĩnh vũ không nói nhiều, liền đồng thời cùng tưởng vĩ quốc đang khiếp sợ đi ra ngoài. Vẻ mặt trang hạo nhiên kích động run rẩy cùng mờ mịt thống khổ, đôi mắt sốc xách nước mắt, toàn bộ thế giới đều trống rỗng. Tay vừa chống đỡ trên mặt tường trắng như tuyết, vừa loạn choạng đi về phía trước, run run rẩy rẩy nhớ tới nụ cười từ ái kia của cha nuôi đã cả đời vì mình, còn có những điều đếm không xuể dậy bảo cùng thương yêu luyến tiếc. Trong nháy mắt, trong đôi mắt anh nước mắt nhanh chóng lăn dài rơi xuống, cả người lảo đảo nhào tới trước cửa phòng bệnh, cả người không trải qua sự cho phép cảnh sát, cũng đã té ngã xuống mặt đất lạnh như băng. Hạo nhiên, Đôi mắt đường khả hình chấn động rơi nước mắt, đau lòng gọi to từ xa đi tới, muốn đỡ trang hạo nhiên dậy. Tưởng vĩ quốc cùng tang tính vũ lúc này cũng nhào vào phòng bệnh. Đầu tiên hai người khiếp sợ cùng đau lòng nhìn về phía bóng dáng trang hạo nhiên đang thống khổ rơi lệ, sau đó ngẩng đầu lên, kìm nén nhìn vào bên trong đường trí long đang ngủ mê mệt, rồi cả hai cùng đồng thời đau lòng ấy náy kêu lên, trí long. Trí long, trang hạo nhiên khẽ đẩy nhẹ tay đường khả hình ra, rồi run run rẩy rẩy chống đỡ bỏ dậy đôi chân vừa mới đặt mạnh trên mặt đất lại loạn trọng vô lực ngã xuống. Trên mặt anh run rẩy kìm nén nước mắt thống khổ tột cùng, nhớ tới chân tướng sự thật tàn nhẫn, anh tiếp tục như vậy cắn chặt hàm răng hai tay chống đỡ dọc theo mép giường sắt nặng nề đứng lên bỏ tới. Anh run rẩy đứng ở bên giường bệnh, cứ thế sâu nặng cùng đau lòng nhìn về phía con người đường trí long vẫn như vậy tang thương tiểu tụy nằm ở trên giường bệnh, nhắm chặt hai mắt tựa hồ tiết lộ không oán thán không hối hận vì đã hy sinh và cống hiến. Người đàn ông này cứ như vậy nhìn thật sâu về người cha nuôi kia, trong lòng đau đớn tựa như máu thịt chia cách, trong nháy mắt cả người anh nặng chịu quỷ xuống trước giường người cha nuôi này, cúi gằm nghẹn ngào cùng tiếng khóc nức nở kêu lên, cha nuôi. Ngoặc kép, đây có lẽ đối với một số người khác trên thế giới này chính là âm thanh êm tai nhất. Đường Chí Long đang mơ màng nằm ở trên giường bệnh, nghe thấy có người như vậy nặng nề nghẹn ngào gọi mình, hiệu quả thuốc dần dần ngấm hết, đôi mắt ông run rẩy mở ra, theo âm thanh biến mất kia hơi quay mặt sang, có thể nhìn thấy cả người Trang Hạo Nhiên đã quỳ xuống trước mặt mình, cứ thế đang ăn năn hối hận rơi nước mắt, mặt ông hơi giật mình, nhìn về phía đứa bé đang khóc này, đôi mắt ông cũng run rẩy ứa nước mắt, thanh âm nghẹn ngào nơi cổ họng, sâu kín khàn khàn gọi, "Hạo Nhiên, con thế nào rồi?" Lúc này, Lãnh Mặc Hàn cùng Tô Lạc Hoành và mọi người đã đi tới, Ân Nguyệt Dung cùng Diệp Mạn Nghi cùng những người khác cũng đang ở giữa đường như bay chạy tới lúc này đường khả hình rơi lệ đứng ở trước mặt của mọi người, nhìn vẻ mặt mọi người ẩn nhẫn, cô không nhịn được đau lòng kêu lên, chuyện này là thế nào? Suốt cuộc là như thế nào? Bốp, Trang Hạo Nhiên đè nén sự thống khổ trên mặt chính mình, đưa tay trái ra phẫn nộ vung cho mình một cái bạt tai. Hạo Nhiên, đường trí Long nhìn anh như vậy, lập tức đau lòng kêu lên, con. Bốp, Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt lại vươn tay phải ra, hướng lên trên mặt mình tức giận vung một cái bạt tai, nước mắt rơi xuống, nhưng anh lại tiếp tục vươn tay trái tay phải ra tức giận liên tục vung mười mấy bà tai lên mặt mình. Anh tự đánh cho mình một trận bà tai nổ vang chan chát, trên mặt đau rát, hận không thể chết luôn, khóc nức nở kiềm chế rơi nước mắt nói. Tim không đâm thịt, không biết thịt đau, cha yêu thương con. chương 1250, hai từ kia. 4 giờ chiều, Trang hạo nhiên quỳ gối trước mặt đường Trí Long, quỳ đến sắc mặt tái nhợt, nước mắt đã khô, đôi mắt mờ mịt nhìn phía trước, biết đây là thời khắc quan trọng để anh đưa ra quyết định. Lúc này trên khuôn mặt của anh trái lại thật yên lặng, đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía trước, bắt đầu hồi tưởng lại từ lúc anh có ý thức tới bây giờ. Đường khả hình tựa ở bên cạnh cha mình, đau lòng nhìn người đàn ông trước mặt. Toàn bộ người của nhà họ tưởng và nhà họ trang, trầm mặc đau lòng đứng ở trước giường bệnh, đối với đường trí long xin lỗi cùng sám hối, đối với sự lựa chọn của con trai, ai cũng không thể ích kỷ thêm được nữa. Hạo nhiên, Đường Chí Long run rẩy vươn tay, đôi mắt đẫm lệ nắm lấy vai người con trai trước mặt, nghẹn ngào nói, hạo nhiên. Người cha già này cũng không phải là không có dũng khí dạy con phải đối mặt với sai lầm. Chỉ là trận hỏa hoạn kia là do con vô tâm gây ra. Con bây giờ cũng không còn là thằng nhóc 18 tuổi trước kia, mà là tổng giám đốc của Hoàn Cầu. Con sinh ra liền đã được định trước là phải gánh trên vai trách nhiệm cao cả. Mặc dù công lao cùng những ưu khuyết điểm của con, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng con xác thực là đã vì hoàn cầu, hy sinh cùng cống hiến tất cả. Trận phóng hỏa này, hãy để người cha già này gánh chịu thay con đi. Cha cũng đã là gần đất xa trời rồi, con đường nhân sinh cũng đã đã thấy điểm cuối. Con vào lúc này cũng không cần phải cậy mạnh, tương lai, con cùng khả hình muốn sống như thế nào liền như thế đó đi. Chỉ cần đối xử thật tốt với con gái của cha, như vậy là đủ rồi. Ân Nguyệt Dung cùng Diệp Mạn Nghi nghe những lời này, nước mắt cũng đã không kìm được mà lặng lẽ rơi xuống trang hạo nhiên vẫn quỳ gối trước mặt đường trí long đôi mắt nhạt nhòa mỉm cười yếu ớt nói cha nuôi người đã từng nói con người khi còn sống muốn bình bình thản thản mà sống cũng thật không dễ dàng kỳ thực con người của con khi làm việc cũng không quá quang minh lỗi lạc bởi vì thế giới thay đổi lý tưởng thay đổi phương pháp cũng thay đổi hoàn á do con quản lý cho tới nay xác thực thành tích đã nằm ngoài mong đợi nhưng hoàn cầu nhiều như vậy người lãnh đạo cũng không phải tất cả đều tập trung lại. Ví như người, ví như ông nội tưởng trang hai nhà, lại ví như cha của con. Tưởng vĩ cuối cùng trang tính vũ đau lòng ngẩng đầu, nhìn về phía con trai. Đôi mắt trang hạo nhiên hơi sáng lên, nghẹn ngào nói con xác thực là muốn làm một vị tổng giám đốc tài giỏi. Con không tự cao tự đại, nhưng con cũng sẽ không hạ thấp chính mình. Nhiều năm như vậy, con cẩn trọng, vì hơn 300 vạn công nhân của Hoàn Cầu, con xác thực đã phải trả giá rất nhiều, con coi trọng hạnh phúc của bọn họ. Cha nuôi, người đã đánh giá thấp con rồi. Đối với một tập đoàn cùng hơn 300 vạn công nhân vẫn luôn hết mình. Con tuyệt đối sẽ không. Ở trước mặt công ty cùng cấp dưới của mình làm ra những chuyện cầu thả không suy nghĩ. Làm như thế mọi cố gắng cùng hy sinh của con vì tập đoàn toàn bộ sẽ bị phá hủy. Con mặc dù không phải vì đức cao vọng trọng gì cả, nhưng con cũng coi trọng tiếng nói của con ở trong lòng bọn họ. Người đàn ông nói xong, cũng đã kích động cúi đầu rơi lệ. Đám người lãnh mặc hàn cùng Tô Lạc Hoành, đều cúi đầu khóc không thành tiếng. Tưởng thiên lỗi đôi mắt rưng rưng, hai bàn tay nắm chặt, thống khổ trong im lặng. Đường Trí Long cùng tưởng Vĩ Quốc, còn có trang tính vũ chậm rãi ngẩng đầu, đau lòng nhìn người con trai trước mặt. Cha nuôi, con đã từng nói. Trang hạo nhiên lại nghẹn ngào run rẩy nói, con không dám nhận bút của người, bây giờ đứng trước mặt người, con chỉ mong người ích kỷ thêm một lần, Cầu xin người hãy vì chính bản thân mình mà giữ lấy một cái công đạo. Con muốn làm một người có trách nhiệm, dám chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. 16 mạng người kia, bọn họ đều có cha mẹ, bất luận ai cũng đều không phải là chỉ có một mình. Con từng vì hơn 300 oan hồn mà nỗ lực, lúc này, con càng muốn chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình, bất kể là đang ở trong tù hay là được tự do ở bên ngoài thế giới kia. Con đều mong muốn mình có thể kiêu ngạo không thẹn với đời. Hy vọng cha tác thành Hạo Nhiên, Đường Chí Long rơi lệ, kiêu ngạo nhìn về người con trai trước mặt. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tính Vũ đứng ở bên cạnh giường bệnh, nghe cuộc đối thoại của hai người, bọn họ cũng mang một niềm tự hào không ai sánh bằng. Bất kể như thế nào, Trang Hạo Nhiên mỉm cười ngẩng đầu, nhìn về phía người cha đỡ đầu này yếu ớt rơi lệ nói: Lão nhân ra người rốt cuộc cũng có thể tự do an hưởng lúc tuổi già rồi. Hạo Nhiên rất vui vẻ, đoạn đường này để con tự mình tiễn người con lại càng vui vẻ hơn. Đường trí long đau long cúi đầu. Đường khả hình cả người kịch liệt run rẩy, tâm hồn cô đang gánh chịu một loại đau đớn không gì diễn tả được. Khuôn mặt cô nhợt nhạt nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống. Cuộc đời lại một lần nữa đẩy cô đến trước những sự lựa chọn khó khăn, nhưng ánh mắt cô vào thời khắc này lại vô cùng rõ ràng. Cha nuôi, vào sáng sớm của 12 năm trước người ra đi. Ngày mai con cũng muốn thay người sáng sớm rời đi. Trang hạo nhiên tiếp tục quỳ trên mặt đất, chậm rãi nói, mong cha nuôi cho phép con không phải đến đây, bởi vì tập đoàn còn có rất nhiều việc con còn chưa giao phó xong. Còn có một người, con vẫn luôn không an tâm. Đôi mắt đường khả hình nhanh chóng ướt đấm, khuôn mặt bắt đầu run rẩy, cô cũng không có nhìn về phía người đàn ông trước mặt, chỉ là trong lúc yếu ớt mà nhìn về phía trước. Trang hạo nhiên không chờ đường trí long cho phép, cũng đã chậm rãi đứng lên, trong lúc xoay người những giọt nước mắt thoáng lan dài trên đôi má anh không có nhìn về phía đường khả hinh, mà yếu ớt xoay người đi ra khỏi phòng bệnh lúc này trên khuôn mặt đường khả hinh mới lộ rõ sự thống khổ khôn cùng nước mắt mặn chát không ngừng lăn xuống cô nắm chặt tay mím môi đứng ở bên trong phòng bệnh để cho người đàn ông này đi đối mặt với quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình hoàng hôn buông xuống chân trời nguyên bản là một mảnh trắng xóa bỗng trong nháy mắt mây đen ùn ùn kéo tới không bao lâu sau một trận gió lạnh thổi đến mưa lạnh rơi một chiếc Rolls Royce màu bạc tôn quý sang trọng dừng lại trong cơn mưa, từng hạt mưa rơi xuống gõ vào mặt xe tạo nên những âm thanh lộp bộp. Trang hạo nhiên kiên định cất bước đi ra khỏi đại sảnh bệnh viện, đôi mắt mang theo mạnh mẽ cùng dứt khoát, nhìn về phía làn mưa trắng xóa trước mặt. Anh cắn chặt chặt răng, trực tiếp bước vào trong làn mưa, giọt nước lăn xuống trên khuôn mặt kiên nghị. Không biết là mưa, hay là nước mắt của ai, tiêu đồng cầm trong tay cây dù trong suốt, khóc đuổi theo, vì Trang Hạo Nhiên chắn gió che mưa, cô vừa che, vừa đau lòng khóc thành tiếng nói, "Lão đại, anh đi chậm một chút, cẩn thận kẻo bị mưa làm ướt." Trang Hạo Nhiên không nói chuyện, trực tiếp đi về phía Ron lại trầm trọng hỏi, "Ai đưa cho cô cây dù này?" Khả Hinh, Tiêu Đồng khóc nói, "Cô ấy nói, cây dù nhỏ trong suốt che mưa, mặc dù cái gì cũng không thể ngăn cản được, thế nhưng em biết anh sẽ hiểu." Trang Hạo Nhiên run rẩy, thần sắc thống khổ, lại mỉm cười. Ngồi vào ghế sau Ron trực tiếp ngẩng mặt phân phó tài xế nói, "Lái xe về công ty." Tiêu Đồng cũng vội vàng thu lại cây dù, theo Trang Hạo Nhiên ngồi vào trong xe, đóng cửa, để xe chậm rãi chạy về phía trước. Mấy người Lãnh Mặc Hàn cũng nhanh chóng theo sau, ngồi vào trong xe của mỗi người, đi theo Trang Hạo Nhiên một hồi chạy về công ty. Bốn vị phó tổng cũng đều lái xe riêng của mình, đau lòng nhất phải kể đến Tô Lạc Hoành, vừa lái xe vừa cúi đầu không ngừng gào khóc tự an ủi mình, lão đại. Lão đại, tôi, tôi tình nguyện thay anh ngồi tù mà. Lãnh Mặc Hàn lái xe, một con người vốn lãnh đạm như vậy cũng không khỏi đau lòng rơi lệ. Trang Hạo Nhiên ngồi ở ghế sau xe, đôi mắt đã nhòe, thế nhưng cuối cùng vẫn là vì chân tướng này mà yếu ớt mỉm cười. Khách sạn Á Châu, khu kiến trúc thượng tầng màu trắng truyền kỳ, vẫn sừng sững trong màn mưa trắng xóa, theo cuối thu đến cũng mang trên mình một chút gì đó cô đơn hưu quạnh. Toàn bộ tòa nhà Hoàn Á đều chìm trong một bầu không khí kỳ quái. Tất cả các vị cổ đông của Hoàn Á đều trong nửa giờ ngắn ngủi được triệu tập ở trước phòng hội nghị. Trang Hạo Nhiên mặc Âu phục màu trắng, sơ mi màu lam, ngồi ở vị trí tổng giám đốc, lần đầu tiên anh dùng ngữ khí cường thế như vậy mở hội nghị, thậm chí ngang ngạnh yêu cầu tất cả mọi người phải tuân thủ điều luật chế độ của công ty. Sau khi họp xong anh liền đứng dậy, yêu cầu bốn vị phó tổng đến phòng làm việc của mình. Cửa phịch một tiếng bị mở ra. Trang hạo nhiên tay cầm văn kiện, một bộ dáng phảng phất như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, trực tiếp yên lặng đi về phía vị trí của mình, ngồi xuống, trước mở văn kiện lướt qua xem có gì cần phê duyệt hay không. Lâm sở nhai cùng Tô Lạc Hoành, Tào Anh Kiệt, mấy người đã khóc đến không thành tiếng rồi, lãnh mặc hàn càng thống khổ ái náy cúi đầu. Khóc cái gì mà khóc, Trang hạo nhiên nhanh chóng phê duyệt văn kiện, đem cổ phần của Hoàn Cầu An bài xong cho bốn người. Lão đại, tôi không thể để như vậy được, để tôi thay anh ngồi tù đi. Anh em chúng ta mỗi người thay anh ngồi 10 năm." Lâm Sở nhai tháo kính xuống đau lòng lau nước mắt nói. Trang Hạo Nhiên nghe thấy lời này, đôi mắt đỏ lên, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bọn họ cười nói, "Một người 10 năm. Nếu như tôi ở bên trong sống đến 100 tuổi thì sao đây? Chúng ta lại tiếp tục thay phiên nhau thôi." Tào Anh kiệt kích động nói. Thân sắc Trang Hạo Nhiên có vài phần run rẩy thống khổ lại cúi đầu vì tương lai của mấy người mà phe duyệt một số tài liệu quan trọng anh vừa phê duyệt vừa nói được rồi mấy người cũng không phải anh em ruột thịt của tôi dựa vào cái gì mà ở đây khóc sướt mướt lúc trước tôi quen biết mấy người chính là vì lợi dụng các người mà thôi mấy người một người thì giỏi võ một người thì cao thủ máy tính một người là quản lý xuất sắc của một khách sạn một người thì am hiểu thị trường kinh tế không còn ai có thể lợi dụng tốt hơn mấy người đâu lão đại anh cũng không cần phải nói như vậy, anh nói vậy khiến trái tim của tôi lại càng thêm đau a. Tô Lạc Hoành ngồi xổm trên mặt đất, tay ôm đầu khóc đến thảm thương. Trang Hạo Nhiên cười trừ một cái, đôi mắt mặc dù ứa lệ nhưng vẫn là mau chóng đem công việc giao phó rõ ràng cho bốn người. Xong mới nói, mỗi người cầm lấy một tập văn kiện đi, cứ chiếu theo những điều lệ trong này mà làm. "Lão đại", bốn người đồng thời gọi anh. Ra ngoài, Trang Hạo Nhiên hơi gần giọng quát: Bốn người hoang mang ngẩng đầu nhìn anh, biết tính cách của anh xưa nay vẫn như vậy liền trầm mặc đau lòng xoay người, mở cửa đi ra ngoài. Cánh cửa chậm lãi khép lại. Cây bút trong tay Trang Hạo Nhiên cũng chậm chạp dừng lại, đôi mắt đấm lệ nhìn về phía trước bàn làm việc, trừ tấm ảnh chụp khả hình ra, còn có ảnh chụp khuôn mặt tươi cười của bốn người anh em cùng vào sinh ra tử với anh. Đây chính là ảnh chụp hôm sinh nhật của anh. Anh nhìn thật kỹ từng khuôn mặt, mỉm cười, nhớ tới hai chữ, anh em, này, tim của anh lại run lên, kìm lòng không được ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Tưởng Tưởng Thiên Lỗi một mình tiều tụy ngồi ở trước bàn làm việc, nhớ tới Diệp Mạn Nghi khóc lóc nói với anh, hạo nhiên chính là em trai ruột thịt của anh. Lúc trước, ông nội tưởng vì cân bằng thế lực của hai tập đoàn mới bất đắc dĩ đem anh em hai người tách ra, mà hạo nhiên từ sớm đã biết thân thế của mình, chỉ có một mình anh là chẳng hay biết gì. Nghĩ tới đây, đôi mắt anh lại đỏ bừng, nhớ tới chính miệng anh đã nói những lời nói kích động vô tình với hạo nhiên nhất là câu nói kia chúng ta sinh ra cùng với cậu chẳng có quan hệ huyết thống gì cả cậu thực sự có hận tôi không tôi cho tới bây giờ thỉnh thoảng vẫn luôn coi hai chúng ta là anh em một nhà những lời này yếu ớt vọng lại trong không gian mang theo một cỗ đau thương đến nhói lòng khuôn mặt tưởng thiên lỗi mất mát đôi mắt run rẩy không kìm chế được nước mắt nhớ tới trang hạo nhiên hồi bé đứa nhỏ mặc váy ngắn màu hồng phấn ở trên giường lăn qua lộn lại bộ dáng kia xác thực vô cùng đáng yêu một nụ cười chân thành thoáng xuất hiện qua nhưng lại nhanh chóng biến mất anh đè nén xúc động bình tâm suy nghĩ tiếng gõ cửa vang lên giọng nói đồng anh từ bên ngoài truyền đến tổng giám đốc trang tổng tới tưởng thiên lỗi nhìn cánh cửa kia thật lâu lâu đến nỗi giường như vĩnh viễn cũng không muốn mở cánh cửa này ra vậy nhưng cuối cùng anh vẫn trầm trọng trả lời vào đi cửa nhẹ nhàng mở ra trang hạo nhiên mặc sơ mi lam nhạt cùng quần tây trắng vẫn giống như ngày nào vẻ mặt tùy ý đi tới thủy chung vẫn cúi đầu chưa từng ngẩng lên tưởng thiên lỗi ngồi ở vị trí tổng giám đốc đôi mắt chua sót nhìn về phía trang hạo nhiên trang hạo nhiên đè nén những suy nghĩ đang cuộn trào mãnh liệt trong đầu mình lại đầu tiên là anh nhờ đông anh đóng cửa lại lúc này mới thong thả đi về phía trước bàn làm việc yếu ớt nói nguyên bản là rất bận vốn không có ý định qua đây tưởng thiên lỗi rời đi cái nhìn vẻ mặt yên lặng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên đứng ở trước bàn làm việc, cúi đầu, đôi mắt mờ sương, trái tim như bị ngàn kim xuyên thấu, kiềm chế khó chịu nói thế nhưng không biết vì sao. Lại vẫn muốn tới đây, nói với anh hai câu. Ánh mắt tưởng thiên lỗi chăm chú, một lúc sau mới hơi gật đầu. Sau đó hai tay chống lên mặt bàn lạnh lẽo chậm rãi đứng lên, vòng qua bàn công tác, đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, nhìn thẳng anh nói, âm mờ hát cậu muốn nói cái gì cứ nói đi trang hạo nhiên hơi nắm chặt tay cúi đầu nghẹn ngào đã lâu rốt cuộc mới nói tôi hồi bé thật không phải cố ý muốn gây sự chỉ là chỉ là chỉ là muốn anh cùng tôi chơi đùa chỉ là muốn anh nhìn tôi nhiều hơn một chút tưởng thiên lỗi một bộ dáng thống khổ run rẩy cắn chặt răng im lặng không lên tiếng ẩn nhẫn nhìn về người em trai trước mặt hy vọng anh tha thứ cho tôi dù là khả hình hay công ty tương lai đều xin anh hãy chiếu cố. Cầu xin anh, Trang Hạo Nhiên cúi đầu, đôi mắt đã không còn tinh anh như hàng ngày mà thay vào đó là một cỗ bi thương vô hạn. Tưởng thiên lỗi kiềm chế cảm xúc của mình, muốn nói điều gì đó, đến cuối cùng vẫn chỉ là gật gật đầu, nói tôi nhất định sẽ làm. Cảm ơn, Trang Hạo Nhiên nói xong, liền cảm thấy mãn nguyện, thong thả xoay người rời đi. Tưởng thiên lỗi vươn tay, trong nháy mắt nắm chặt cánh tay anh, mang theo vài phần đau lòng u buồn nói cậu, cậu không còn lời nào khác muốn nói sao trang hạo nhiên có chút khổ sở không dám nhìn anh trai mình lại nói vận mệnh đã thay tôi quyết định như vậy thế thì cứ để mặc như vậy đi kỳ thực đối với tôi hay đối với anh như vậy đều tốt để hai từ kia giấu kín trong lòng tôi đi bởi vì hai từ kia đối với tôi vô cùng quan trọng tưởng thiên lỗi mím môi đôi mắt hàm chứa đau thương cứ như vậy nhìn về phía trang hạo nhiên tôi cũng nên đi thôi hôm nay còn thật nhiều việc phải làm trang hạo nhiên dãy ruộng, mạnh mẽ xoay người cất bước rời đi tưởng thiên lỗi liền cứ như vậy đứng ở trong phòng làm việc ngẩng đầu nhìn về phía trang hạo nhiên buồn bã xoay người tim của anh đột nhiên co rút đau đớn cơ thể mềm yếu vô lực xoay người ngồi ở trên ghế sofa anh nhớ tới khoảng thời gian người em này bất lực nhất đêm khuya đi tới nơi này ngồi ở vị trí này cầu cứu anh tim của anh một lần nữa như bị xé rách tay nhẹ đỡ chán Nghĩ tới việc người em trai nhiệt huyết ngày nào lại sắp phải ngồi tù, anh lại đau lòng không thôi. Một người đàn ông thế nhưng lại cúi đầu khóc đến khổ sở. Tiếng khóc của người đàn ông ấy vang vọng trong không gian xa hoa, mang theo một nỗi đau thấu tận tim gan. Audio điện tử võ tấn bền chương 1251, nở rộ. Buổi tối, mưa gió càng lúc càng lớn, Phòng tổng thống bừng sáng một trận ánh đèn chói mắt nhất là ánh đèn giữa phòng khách càng ấm áp chiếu xuống. Trang Hạo Nhiên bận rộn chuyện của công ty bận rộn đến thật khuya thật khuya cho đến 10 giờ tối mới trở lại nhà ăn cơm. Anh muốn nhanh chóng ăn xong cơm rồi trở lại công ty xử lý một ít chuyện chưa xong. Anh cứ như vậy một thân đơn giản sơ mi quần tây, tay bưng bát cơm, tay cầm đũa ăn những món ăn cha vì mình đã tự thân xuống bếp chuẩn bị, vừa nhiệt tình ăn vừa nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cha mẹ hỏi cha mẹ, sao cha mẹ không ăn? Trang tính vũ và ân nguyệt dung gương mặt tiểu tụy ngồi trước bàn ăn, đôi mắt dại ra dưng dưng nhìn những bàn ăn một câu cũng nói không nên lời. Trang hạo nhiên chăm chú nhìn bọn họ cuối cùng nhìn không được cười rộ lên, được rồi, không cần phải như vậy. Cha mẹ hẳn biết rõ con, dù cho đến đó con cũng có thể trôi qua rất khá cho nên. Yên tâm đi, con không sao đâu, sau này nếu nhớ đến con thì đến thăm con là được. Ân Nguyệt Dung hai mắt chấn động rất xuống nước mắt bà biểu tình căng thẳng cầm lên khăn tay lau đi nước mắt tiếp tục không lên tiếng. Trang tĩnh vũ dường như trong một đêm già thêm 10 tuổi, gương mặt tiểu tụy mệt mỏi nhìn bàn đầy thức ăn phía trước lại không biết đang suy nghĩ cái gì. Ông nói chuyện, con trai nói chuyện với ông sao ông không nói. Ân Nguyệt Dung quay mặt sang nhìn chồng mình khóc giống lên, đứa nhỏ này vừa sinh ra đã được ôm đến nhà chúng ta. Nó vẫn luôn khóc tôi dỗ thế nào cũng không được, các người các người lại gà tôi nói mẹ nó đã chết, tôi mới dám ôm đứa bé này. Nếu như biết sự thực là tội ác ngập trời như vậy chính tôi chết cũng phải quên đi. Không muốn liên lụy đứa nhỏ, liên lụy cả đời nó. Trang tính vỗ nghe lời này mặt run rẩy thống khổ đôi mắt nghẹn nước mắt. Trang hạo nhiên im lặng không lên tiếng đôi mắt tràn đầy lệ quang bưng bát ăn cơm, tiếp tục gắp thức ăn ăn như sói nuốt hổ nuốt. Ân Nguyệt Dung tiếp tục thống khổ nhìn chồng mình khóc lên tôi. Tôi nếu như biết 6 tuổi thằng bé đã biết chân tướng tôi sẽ không mỗi ngày ngốc nghếch diễn kịch. Một hồi nói lúc 6 tháng thằng bé ở trong bụng đá tôi. Một hồi nói lúc sinh thằng bé ra tôi có bao nhiêu đau. Nói nói, tôi liền cho rằng là sự thật. Tôi liền cảm thấy, thằng bé chính là con trai ruột của tôi. Nếu như không phải con trai ruột sao có thể hiểu chuyện như thế, hiếu thuận như thế. Mặc cho vợ chồng chúng ta đánh trách mắng mắng, thằng bé cho tới bây giờ cũng không có hử quá một tiếng thằng bé chính là con trai ruột của tôi. Tôi không ngoan độc được để thằng bé đi gánh tội thay. Tôi đi ngồi tù, tôi đi nhận chuyện này. Người là do tôi giết, cùng con tôi không một chút quan hệ. Tôi không muốn con trai bảo bối vào cái loại địa phương đó tôi không thể để thằng bé đi chết như vậy. Ân Nguyệt Dung nói xong cũng đã một trận thê lương khóc lên. Trang tính vũ cũng chậm rãi cúi đầu rơi lệ. Trang Hạo Nhiên ẩn nhẫn hai mắt lệ quang ngẩng đầu vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bộ dạng đau lòng của cha mẹ nghẹn ngào cười nói, "Được rồi. Cũng không phải sinh ly tử biệt, Khả Hinh nói đúng, còn sống là tốt rồi, còn sống là còn có hy vọng. Sau này không cho nhắc lại lời không phải thân sinh, con chính là con trai ruột của cha mẹ, kiếp này, kiếp sau, đều như vậy." Trang Tĩnh Vũ và Ân Nguyệt Dung đồng thời ngẩng đầu đau lòng nghẹn ngào nhìn về phía con trai. Trang Hạo Nhiên mặt bộc lộ mỉm cười nhìn cha mẹ, mặc dù tim đang dỉ máu nhưng anh vẫn nhanh chóng cúi đầu ăn cơm, rốt cuộc ăn xong bát cơm thì lục phủ ngũ tạng đau đến thành một đoàn, nghĩ muốn ngẩng đầu nhìn lại cha mẹ nhưng vẫn rất miễn cưỡng để chén cơm xuống, không dám ngẩng đầu nói Trung Quốc chúng ta bách thiện hiếu làm đầu, con thật rất hy vọng có thể hầu hạ cha mẹ đến trăm tuổi. Hôm nay, xem như Hạo Nhiên bất hiếu, hy vọng cha mẹ không trách tội, ngày mai, lúc con rời đi nghĩ muốn bảo lưu một điểm tự tôn cuối cùng cha mẹ không cần phải tiễn con con đêm nay còn có việc đi trước trang hạo nhiên nói xong liền nháy mắt cắn chặt răng đứng lên nhanh chóng xoay người đi ra ngoài hạo nhiên con trai của tôi ân nguyệt dung ngồi trong phòng khách khóc kêu lên con trai của tôi trang tính vũ cũng một trận thống khổ cúi đầu rơi lệ trang hạo nhiên cắn chặt răng cố nén nước mắt đi vào trong mưa nhanh chóng ngồi vào xe phân phó tài xế đi đến công ty xe cứ dần dần khuất trong bóng đêm càng lúc càng xa. Một chiếc Rolls Royce màu đen khác dừng trong màn mưa đêm, Diệp Mạn Nghi ngồi ở bên trong buồng xe nhìn con trai từ từ đi xa thống khổ khóc không thành tiếng, nhớ tới từng bó từng bó hoa hồng trước cửa sổ, kỳ thực đứa bé này đã gọi bao nhiêu tiếng mẹ. Tưởng Vĩ Quốc ngồi ghế sau xe, đôi mắt dưng dưng nhìn về phía con trai đi xa cũng chậm chạp cúi đầu rơi lệ. Qua nhiều năm như vậy chưa từng có sắc mặt dễ chịu với con trai, bây giờ nhớ lại kỳ thật tất cả phú quý cũng không bằng một điểm thân tình. Mưa rền gió dữ, trong nháy mắt thức tỉnh toàn bộ mùa đông, bóng cây lay động phá lệ lợi hại giống như cất lên khúc ca ai oán. Trang hạo nhiên nắm chắc thời gian trở lại phòng làm việc, mở văn kiện nhanh chóng xem lướt qua. Ngoài cửa sổ một trận mưa gió dập dình giống như mang theo sóng biển kinh thế tập kích toàn bộ thế giới. Anh vẫn như cũ bình tĩnh và nhanh chóng chỉnh lý văn kiện, đèn bàn chiếu sáng bức ảnh cô gái mặc trang phục chuyên gia hầu rượu, tóc đuôi ngựa buộc cao, khuôn mặt nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt nhẹ nheo lại như trang rằm thâm tình nhìn chàng trai trước mặt. Trang hạo nhiên không hề ngẩng đầu tiếp tục nhanh chóng xem lướt qua tư liệu. Toàn bộ phòng làm việc lập tức phảng phất ôn nhu cùng thâm tình hình thành quang đoàn ấm áp xoay quanh chàng trai này. Anh có lẽ cảm thấy nhìn về phía tờ văn kiện thấm nước đôi mắt kịch liệt đỏ bừng. 4 giờ sáng, toàn thành phố mưa vẫn rầm rầm rơi như cũ, toàn bộ thành phố chìm trong một mảnh hắc ám, hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng, trong một cửa hàng áo cưới lại chiết xạ ra tia sáng màu cam ôn nhu nhất thâm tình nhất. Trong cửa hàng, nhân viên nâng 12 khay thủy tinh đựng vòng hoa, khuyên tai chân châu từ từ đi đến cầu thang. Sảnh khách quý xa hoa mộng ảo, khắp nơi là ánh đèn thủy tinh hoa lệ trói mắt. Đường khả hình mặc váy cưới cúp ngược ngồi trước hương trang điểm, tùy ý để váy cưới trải dài, mặt cô lại bộc lộ sự ôn nhu thâm tình nhìn nhân viên búi tóc cho mình rồi lại đem từng viên hoa trâu nho nhỏ cẩn thận từng ly từng tí cắm vào trong búi tóc. Thợ trang điểm vì cô trang điểm một thân trang dung tinh xảo, lấy thêm son môi vẽ lên đôi môi đỏ mọng của cô. Để tự tôi, cô mặt bộc lộ biểu tình ôn nhu thâm tình từ từ cầm lấy thỏi son nhẹ nhàng xoay tròn nhìn vào gương chậm rãi tô lên đôi môi đỏ mọng như anh đào của mình. Nhã tuệ tay cầm khăn voan đôi mắt run run, run nước mắt, đau lòng nghẹn ngào nhìn bóng lưng mỹ lệ của đường khả hinh đường khả hinh im lặng không lên tiếng yếu ớt ngồi trước gương trang điểm mặt bộc lộ biểu tình nhàn nhạt, nhạt từng chút từng chút cầm son môi tô lên cánh môi anh đào của mình khi cô tinh tế nhìn cánh môi anh đào của mình trong gương đôi mắt đột nhiên rưng rưng nhưng mặt lại tươi cười như hoa nói hóa ra mình tô son lên đẹp như thế trước đây mình không biết nhã tuệ đau lòng nghẹn ngào cầm khăn van cúi đầu nức nở rơi lệ đường khả hình thần tình kiên định cố nén nước mắt ôn nhu nhìn nhã tuệ qua gương nhìn bản thân khóc không thành tiếng cô lại mỉm cười nói chị khóc cái gì đừng khóc ngày mai là ngày vui của em nghe nói ngày đầu tiên tân nương gả cho tân lang nhất định phải thật vui vẻ nếu không tương lai sẽ không hạnh phúc em nhớ lần trước khi cha bị bắt lên xe tù em đã không ngừng chạy không ngừng khóc thật không tốt sau này em sẽ không rơi nước mắt trước mặt hảo nhiên em muốn thật vui vẻ cùng anh ấy trải qua từng ngày tự do hay không tự do em trước đây quá không hiểu chuyện rồi khả hinh em nói như vậy làm chị càng khó chịu nhã tệ nhịn không được lại đau khóc thành tiếng đường khả hinh vẻ mặt run rẩy thống khổ cắn chặt răng ép buộc bản thân cười ôn nhu nói chị không cần khó chịu em có thể gả cho hạo nhiên là phúc khí cả đời của em em rất hạnh phúc rất vui vẻ nói không chừng trong bụng của em đã có tiểu bảo bảo con trai giống anh ấy con gái giống em, như vậy thật tốt. Trời à, sao ông trời lại đối xử với em như vậy? Nhã tuệ tay cầm khăn van ngồi xổm trên mặt đất thất thanh khóc giống. Đường khả hình biểu tình buộc chặt nghe bạn thân thê lương khóc cô lại nghẹn ngào nhìn vào gương vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành cười ngọt ngào. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, sáng sớm lại đến nhưng mưa to gió lớn vẫn chưa ngừng. Trong quang mang trắng xóa, trước văn phòng làm việc, vào lúc 7 giờ sáng Trang Hạo Nhiên rốt cuộc chỉnh lý đến văn kiện cuối cùng với thân phận Tổng Giám Đốc, toàn bộ đều được chỉnh lý hoàn tất phê duyệt. Anh ngồi tại vị trí Tổng Giám Đốc tinh tế nhìn đoạn văn kiện trước mặt sau đó lưu loát ký tên mình lên văn kiện. Anh mỉm cười cuối cùng yên tâm thở phào chậm chạp đứng lên, cầm tay Trang màu trắng khoác lên người vừa nhanh chóng mặc vào vừa đi ra khỏi phòng làm việc, nghĩ chắc cảnh sát sắp tới. Cửa nháy mắt mở ra. Lãnh mặc hàn, tô lạc hoành, lâm sở nhai cùng tào anh kiệt, Tiêu Đồng và mấy người trương thuộc giao cả một đêm canh giữ ngoài cửa. Thật sâu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, tất cả nhân viên hành chính cùng một chút cao tầng cũng đứng ở bên ngoài cửa phòng làm việc cúi đầu thật sâu với anh tổng giám đốc. Trang Hạo Nhiên dừng trước cửa phòng làm việc nhìn về phía mấy người lãnh mặc hàn nhìn cấp dưới theo mình nhiều năm, tim anh dần dần đau đớn lại vẫn gật đầu nhanh chóng đi ra ngoài. Ưm, ừ. quay lại làm việc đi. Tương lai cố gắng nỗ lực tổng giám đốc tưởng sẽ không bạc đãi mọi người. Anh nói sau người đã đi vào trong thang máy, mấy người lãnh mặc hàn đi theo sau. Bên ngoài vẫn mưa to gió lớn như cũ, thành phố này cho tới bây giờ cũng chưa có ám trầm như vậy, sóng biển điên cuồng thét gào. Tưởng thiên lỗi cả đêm không ngủ đứng trước cửa sổ sát đất nhìn về phía biển rộng từng trận sóng xô đôi mắt anh lóe ra lệ quang. Một chiếc xe đen có rèm che từ bến cảng theo con đường Tân Hải chạy như bay mà đến, cuối cùng thắng gấp trước sảnh công ty. Trang ngải lâm mặc váy đen dài đi giày cao gót hai mắt run rẩy lệ quang liều mạng đập vào tay lái xe trong miệng không ngừng kêu, em trai, em trai. Trang hạo nhiên vừa cùng mấy người bước ra sảnh công ty được nhân viên công ty nhao nhao cúi đầu chào. Đôi mắt anh tràn đầy lệ quang nhìn về phía chị gái loạn trọng nhào tới, tâm hơi đau rừng bước lại kêu chị. Trang ngải lâm kịch liệt ngẩng đầu đôi mắt run rẩy tràn đầy lệ nhìn về phía em trai mặc âu phục trắng đẹp trai như vậy giống như chỉ là đi tham gia yến hội, cô đau đớn khóc lên nhào tới trước mặt vươn tay ôm chặt cổ em trai vừa khóc vừa đau lòng nói em trai em em đừng đến chỗ đó chị sẽ bảo hộ em chúng ta về nhà có chuyện gì về nhà lại nói chúng ta về nhà giống như hồi bé chị dắt tay em về nhà trang hạo nhiên ôm chặt chị gái đôi mắt cấp tốc tràn đầy lệ quang tâm từng đợt run rẩy đau đớn nhưng mỉm cười nói chị em cảm tạ chị cho tới bây giờ vẫn luôn thương yêu em không cần khổ sở Em chỉ là phải đến một địa phương không xa, chị tùy thời có thể tới nhìn em. Em trai, Trang Ngải Lâm ôm chặt em trai thống khổ thất thanh khóc lên. Xa xa xe cảnh sát đang tới, theo từng trận tiếng mưa ô ô truyền đến. Trang Hạo Nhiên biết thời gian không nhiều chỉ nén đau thương đẩy chị gái cho Tô Lạc Hoành, bản thân hơi chỉnh lý lại mạch suy nghĩ hỗn loạn ngửa đầu. Trước con mắt nhìn của mọi người anh ngẩng cao đầu bước ra sảnh công ty. Một thân ảnh màu trắng tại đây vào thời khắc này dọc theo con đường Tân Hải nhẹ nhàng bước đi. Đường Khả Hinh một thân váy cưới dài tuyết trắng, tóc búi sơ mỹ lệ, trang dung tinh xảo, đi giày cao gót 12 cm, mặt bộc lộ ôn nhu thâm tình, biểu tình vô oán vô hối. Hai tay nhẹ kéo váy dài đón mưa gió trắng xóa táp đến từ từ bước vào sảnh công ty. Cô một thân ướt đẫm nhưng vẫn khuynh quốc khuynh thành như cũ, nhất là đôi mắt mộng ảo kia ai nhìn cũng sinh cảm giác một đời một kiếp. Trang Hạo Nhiên đứng trước sảnh công ty, đôi mắt tràn đầy lệ, tim đập mạnh nhìn về phía đường khả hình biểu tình vô oán vô hối nhẹ kéo váy giải đón mưa gió bước đến. Anh nghẹn ngào mỉm cười cũng bất chấp mưa gió từ từ cất bước đi tới trước mặt cô. Hai người cứ như vậy đứng giữa sắc trời ám trầm trong mưa gió trắng xóa. Đường khả hình cười ôn nhu thâm tình, đôi mắt mộng ảo nóng cháy động lòng người, đón mưa gió nhìn Trang Hạo Nhiên mặc âu phục trắng đẹp trai như vậy đứng trước mặt của mình khuôn mặt anh đẫm nước nhưng lại không tổn hao một điểm kiên nghị kiêu ngạo của anh. Cô kinh nghỉ tự hào ôn nhu sùng bái hô, lão công. Trang hạo nhiên nghe lời này tim hơi hoạn nhịp đôi mắt tràn đầy lệ nhìn cô gái trước mặt lồng ngực nặng thở hổn hển cảm động đáp, ừ. Đường khả hình vẫn cười ôn nhu vươn hai tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai rộng lớn của trang hạo nhiên nghẹn ngào nói, anh đã đáp ứng em đến ngày chúng ta kết hôn anh nhất định phải nhảy cùng em một điệu. Em hy vọng anh sẽ nhảy điệu xoay tròn hạnh phúc. Hôm nay rốt cuộc em cũng chờ được, em rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Trang Hạo Nhiên cúi đầu tùy ý để nước mưa rơi xuống mặt mình, vô số nước mưa dọc theo khóe mắt anh chảy xuống. Anh nhìn cô thật sâu dừng lại một hồi mới rốt cuộc đáp lại, "Được." Đường Khả Hinh cười như hoa đào thân ảnh đứng trong màn mưa trắng xóa đẹp mộng ảo như vậy. Cô nhẹ kéo cổ Trang Hạo Nhiên bắt đầu nhẹ nhàng khiêu vũ mặc kệ váy ướt đẫm thân ảnh cô lại bay bổng phiêu nhiên như vậy trang hạo nhiên vừa rơi lệ vừa ôm lấy cô gái trước mặt cứ như vậy xoay tròn trong màn mưa trắng xóa anh vừa ôm cô xoay tròn vừa thâm tình tràn đầy lệ ngóng nhìn cô gái trước mặt ngài cái gì cũng không cần nói tôi đều biết ngài muốn nói cái gì yêu nhau thâm tình tạm gác lại tương lai ngài yên tâm tôi đã từng nói một mình tôi nhất định cũng sẽ rất tốt chúng tôi rốt cuộc biết được chân tướng chúng tôi rốt cuộc biết được đáp án đáp án kia chẳng qua chỉ là một hạt bụi sao có thể trở thành trở ngại chúng tôi yêu nhau. Bất cứ chuyện gì, bất luận vật gì cũng không thể ngăn cản chúng tôi yêu nhau. Đường khả hình mặc áo cưới ngón tay ngọc thon dài nhẹ đặt trong lòng bàn tay Trang Hạo Nhiên. Sau đó thâm tình ngóng nhìn Trang Hạo Nhiên, cuối cùng buông lòng tay ngọc vung cánh tay lên một mình đứng trong màn mưa trắng xóa, hạnh phúc xoay tròn, làn váy tuyết trắng như cánh hoa nở rộ, giống như một bông hoa nho nồng đậm mật ý trước mặt người yêu nở rộ. Trang Hạo Nhiên rơi lệ nghẹn ngào thống khổ nhìn về phía đường khả hình hạnh phúc xoay tròn. Anh lại bắt đầu tinh tế nước nở. Em, đường khả hình vẫn như cú hạnh phúc ngọt ngào xoay tròn tùy ý để nước mưa chảy xuống khóe mắt. Tình yêu rốt cuộc là cái gì? Kỳ thật mỗi người đều có đáp án của riêng mình. Chúng ta nhất định phải tìm đúng đáp án tình yêu trong lòng là đủ rồi. Đúng vậy, xem bọn họ hạnh phúc như vậy, thế gian tất cả tối dung tục và bí mật phức tập đều chỉ là phù du xe cảnh sát tới, Trang Hạo Nhiên liền như vậy đi cùng Chu Lệ Bình ngồi xuống. Khi anh ngồi vào trong xe trong nháy mắt lại quay mặt sang, đôi mắt tràn đầy lệ nhìn về phía Khả Hinh. Đường Khả Hinh mặc váy cưới tuyết trắng đứng trong màn mưa trắng xóa nhìn về phía Trang Hạo Nhiên mỉm cười. Trang Hạo Nhiên minh bạch ý tứ của cô cũng cách cửa sổ xe hơi nghẹn ngào cười nhìn về phía cô. Đây đó yêu thương sâu sắc giữa hai người, đều vì đối phương mà không dám bại lộ thống khổ và đau đớn của mình, cứ như vậy giữa hai người chỉ lưu lại nụ cười. Đường khả hình kéo váy cưới thật dài đi tới trước xe cảnh sát, hai tay nặng nề vỗ cửa sổ thủy tinh hơi lớn tiếng gọi, hạo nhiên. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, mặc kệ kiếp này kiếp sau, mặc kệ bần cùng và khó khăn, em vẫn yêu anh. Em nguyện ý gả cho anh, làm vợ của anh, cùng anh một chỗ đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không đổi. Trang hạo nhiên nghe nói như vậy mặt cũng bộc lộ biểu tình thống khổ run dày, vươn hai tay áp lên đôi bàn tay nhỏ bé ôn nhu của cô qua lớp cửa sổ nồng đạm nồng đậm nói, Khả Hinh. Anh yêu em, mặc kệ kiếp này kiếp sau, bần cùng hay khó khăn, anh đều yêu em. Vợ của anh, cảm ơn em nguyện ý gả cho anh. Bất kể là cách một song sắt hay cả một thế giới anh đều yêu em vĩnh viễn. Cảnh sát chậm rãi lái xe đi. Đường Khả Hinh giống như cô gái thâm tình vì yêu đi theo nhấc lên váy dài đón mưa gió trắng xóa đuổi theo xe tù vừa đuổi theo vừa khóc to, ông xã ông xã mặc kệ anh đi vào trong đó mặc kệ anh ở nơi nào ngàn vạn lần không cần phải chịu đựng thống khổ em sẽ ở ngục giam bên cạnh xây một ngôi nhà em sẽ như vậy cách một bức tường cùng sinh cùng từ với anh trang hạo nhiên quay mặt sang nhìn về phía cô gái đội mưa đi theo giống như nghe thấy lời của cô khẽ cười gật gật đầu đường khả hình biết trang hạo nhiên nghe thấy cô đột nhiên cũng một trận cười nghẹn ngào mặc thế giới mưa to gió lớn mãnh liệt thế nào chỉ cần yêu nhau ai có thể ngăn cản, bao gồm cả chuyện xưa, chân tướng, bí mật. Uyển Thanh là người ngoài cầm một tấm hình bí mật nước mắt cũng chậm chạp chảy xuống. Trường 1252, đẹp. Giữa trưa, bầu trời vẫn mưa to gió lớn ảo ảo rơi xuống mặt đất, toàn bộ thế giới khắp nơi một mảnh tối tăm. Trang tính vô cùng ân nguyệt dung, còn có mấy người bác dịch, Vitus, Tô Thủy Kỳ vừa tới, nhao nhao đứng ở Tổng thống phòng, mặt bộc lộ vẻ khiếp sợ cùng đau lòng nhìn về phía cô gái trước mặt. Đường khả hình cứ như vậy mặc áo cưới ẩm ướt, lại vẫn mộng ảo động lòng người như vậy, từ trong xe chạy nhanh ra, không nhìn thấy lúc này bài báo đưa tin khắp nơi, mà điên cuồng đón mưa gió thét gào, hai tay sách đuôi váy thật dài, mặt bộc lộ sự dịu dàng, từ từ cất bước đi vào phòng khách ấm áp, cho đến khi đi tới trước mặt trang tính vô cùng ân nguyệt dung, giống như con dâu, thập phần tôn kính lễ phép khom lưng gật đầu, lại chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía hai vị trưởng bối tôn kính, mỉm cười gọi cha. Mẹ, trang tính vô cùng ân nguyệt dung lập tức quái dị cùng đau lòng, nhìn về phía đường khả hinh. Trang ngải lâm cả người tiều tụy vô lực ngồi trên sofa, thân thể vẫn ẩm ướt, nghĩ em trai sắp sửa một đi không trở lại, nước mắt cô vẫn còn vương, lúc này, nghe thấy đường khả hinh kêu như vậy, cô từ từ quay mặt sang, rơi lệ đau lòng nhìn cô gái trước mặt. Đường khả hinh tiếp tục ngọt ngào tươi cười, nhìn về phía hai vị trưởng bối mềm giọng nói, hôm nay con và hạo nhiên đã cử hành hôn lễ mặc dù có chút tiếc nuối không thể cùng mọi người cùng nhau vui vẻ thế nhưng con nghĩ con hiểu tâm tư anh ấy anh ấy hiện tại nhớ thương nhất chính là cha mẹ thường nghe anh ấy nói rằng cuộc sống này yêu thích nhất một việc chính là có thời gian cùng cha mẹ ăn một bữa cơm trò chuyện người một nhà thật vui vẻ đây thực sự rất hạnh phúc cha mẹ đừng thương tâm cũng không cần khổ sở tương lai con sẽ thay thế hạo nhiên chăm sóc cha mẹ thật tốt thật tốt mà hiếu thuận với cha mẹ. Khả Hinh, ân Nguyệt Dung rơi lệ đau lòng kêu tên cô con dâu khó mà có được này. Trang tính vũ cũng đau lòng ngẩng đầu, nhìn về phía cô gái trước mặt, Vitus cùng Tô Thủy Kỳ, bác dịch càng đau lòng nói không nên lời. Đường Khả Hinh lại mặt bộc lộ vẻ không oán không hối hận tươi cười, hai tròng mắt tràn đầy nước mắt hạnh phúc, lại bước về trước một bước, đi tới trước mặt hai vị trưởng bối, mềm giọng nói, con nghĩ. Cha mẹ không nên không thích con. Bởi vì con từ nhỏ chính là quả vui vẻ trong nhà. Tương lai, con sẽ làm cho cha mẹ vui vẻ, sẽ cho hai người yên lòng. Nhã Tuệ đứng bên ngoài phòng tổng thống, tay run rẩy che miệng, đau lòng kiềm chế khóc thật khổ sở. Khả Hinh, con không cần như vậy, chúng ta không thể lại liên lụy đến con, hai nhà chúng ta đã mắc nợ con rất nhiều rồi, con hiện tại chính là độ tuổi đẹp nhất đời người. Ân Nguyệt Dung mặc dù đau lòng không nỡ, nhưng vẫn nghẹn ngào rơi lệ nói: cùng bác dịch cũng đau lòng nhìn về phía Khả Hinh. Tô Thủy Kỳ đã hiểu được quyết định của cô. Anh đau lòng cúi đầu, kiềm chế nước mắt nghẹn ngào. Đường Khả Hinh lại vẫn nét mặt tươi cười như hoa. Ôn nhu hiếu thuận nhìn ân Nguyệt Dung, nói, mẹ. Người không nên nói như vậy. Thời gian đẹp nhất trong cuộc sống của con chính là gặp được hảo nhiên. Là chuyện hạnh phúc nhất cả đời này của con. Con sẽ dùn giữ thời kỳ mỗi khắc cùng anh ấy quen biết và hiểu nhau. Mỗi một khắc kia đều là vĩnh viễn. Cho nên, xin cha mẹ đừng ghét bỏ ta, tương lai chỉ cũng sẽ lập gia đình, con muốn hầu hạ hai người trong tương lai, thay thế hạo nhiên, cùng hai người đi trên con đường vào buổi hoàng hôn. Trang Ngải Lâm đột nhiên ngồi trên sofa, thất thanh khóc giống. Ân Nguyệt Dung cũng khóc không thành tiếng, tùy ý nước mắt lan dài, muốn nói gì cũng không thể nói thành lời. Khả Hinh, Trang Tĩnh Vũ cũng đau lòng nghẹn ngào kêu tên cô bé này. Con gái ngoan, con có lòng là đã đủ rồi thực sự không cần như vậy cha mẹ đường khả hình run rẩy đột nhiên co quắp vài phần kiên trì nghẹn ngào tươi cười cố nén nước mắt mới ôn nhu nói con trở về phòng trước thay quần áo trở ra cùng các người dùng cơm trưa di lý a à, di lý cùng mấy người hầu đều đứng ở một bên lặng yên lau nước mắt nghe thấy đường khả hình gọi bà vội vàng vừa khóc vừa đáp lại thiếu phu nhân ngài có cái gì phân phó chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo sạch sẽ. Tôi mắc mưa, sợ cảm mạo. Buổi chiều tôi còn phải mở cuộc họp. Đường khả hình hai tròng mắt run rẩy ngấn lệ, nhưng vẫn yên lặng nhẹ nhàng phân phó. Được, được, di lý khóc gật đầu đáp lại. Đường khả hình không nói nữa, mà lấy tư thái của một người con dâu, lại hướng về phía hai trưởng bối thật sâu gật gật đầu, mặt bộc lộ vẻ ôn nhu, hướng về phía căn phòng trang hạo nhiên trầm mặc đi đến ân nguyệt dung cùng trang tính vũ hai ông bà già đứng ở một bên nghe lời này cũng không khỏi cúi đầu rơi lệ nức nở bác dịch hai tròng mắt cũng đau lòng rưng rưng anh nhìn trang ngải lâm đang thống khổ rơi lệ trước hết đi tới trước mặt ân nguyệt dung lấy tư thái vãn bối nhẹ nhàng đỡ bà tô thủy kỳ yên lặng đứng ở một bên nước mắt bỗng lăn dài do dự suy tư thật lâu mới kiên quyết xoay người theo đường khả hinh đi vào trong cửa phòng nhẹ nhàng mở Đường Khả Hinh mặc chiếc áo cưới tuyết trắng mộng ảo, đứng ở trước cửa phòng, đôi mắt ôn nhu nhẹ nhàng nhìn quét qua căn phòng của Trang Hạo Nhiên, từ giá sách cổ bằng gỗ lim, sofa vòng tròn màu đen sẫm, còn có chiếc bàn làm việc rộn lớn thời thượng, anh là người thực sự rất thích đọc sách, bất cứ lúc nào nơi nào đều sẽ đặt đủ loại sách vở, anh thậm chí thông thiên văn hiểu địa lý, dường như thế gian bất cứ chuyện gì đều không làm khó được anh. Cô bé ngọt ngào tươi cười, vẫn nhìn toàn bộ không gian thời thượng mà mị lực này Dường như nhìn thấy thân ảnh đẹp trai cá tính của Trang Hạo Nhiên đi qua lại bên trong phòng, thậm chí nhớ tới anh vừa nói vừa cười, đôi mắt tinh anh kia vĩnh viễn đều mê người như vậy, cô liền như vậy dần dần kéo đuôi váy ẩm ướt, thong thả đi vào trong phòng, cho đến đi tới trước đệm giường màu lam đậm, nhìn đệm giường bằng phẳng, đặt một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt đã được ủi thẳng, gấp chỉnh tề. Đường Khả Hinh mỉm cười, hơi khom người, ôn nhu nâng áo sơ mi đã được xếp chỉnh tề kia lên, vươn ngón tay thon dài lạnh như băng nhẹ nhàng lướt qua cổ áo sơ mi kia mới yếu ớt giống như hồ hoán nói ông xã sau này em mỗi ngày đều xếp sơ mi cho anh giúp anh thu xếp mọi thứ trong nhà này anh không thể hoàn thành lý tưởng em sẽ giúp anh thực hiện người anh không thể chăm sóc em sẽ giúp anh chăm sóc trời à bây giờ suy nghĩ một chút thì ra em còn nhiều việc cần phải làm như vậy cô thật thỏa mãn cười tay lại nhẹ vỗ về chiếc áo sơ mi vẫn còn ấm kia tô thủy kỳ chậm rãi đi tới trước cửa phòng hai tròng mắt đẫm lệ đau lòng nhìn về phía bóng lưng đường khả hinh ướt đẫm anh một trận đau lòng nói khả hinh không bằng anh mang em đi em có thể yêu anh ta vĩnh viễn yêu anh ta thế nhưng tạm thời để anh mang em rời khỏi đây trước đã được không đường khả hinh vươn tay thật sâu vỗ về áo sơ mi kia mặt bộc lộ vẻ nhàn nhạt, nhạt chậm rãi nói em sau này chỗ nào cũng không đi cái nhà này chính là toàn bộ thế giới của em sau này khả hinh Tô Thủy Kỳ lại nghẹn ngào đau lòng rơi lệ gọi cô. Đường khả hình nghẹn ngào đôi mắt đấm lệ, mặt bộc lộ vẻ nhu thuận như cánh hoa lan, yếu ớt nói, vì sao tất cả mọi người đều cảm thấy vận mệnh của em dường như rất bi thảm. Em không có, so với má trái không trọn vẹn trong quá khứ, khát cầu một thước dương quang, mỗi ngày đều sống một cách cầu thả, em hôm nay lấy được tất cả, tình yêu của hạo nhiên, tình yêu thương của bạn bè, người nhà, đồng nghiệp. Rất nhiều, em rất thỏa mãn, em rất hạnh phúc, các người không cần nghi hoặc, em đang cố gắng sông mỗi ngày thật tốt, hơn nữa chân chính cảm thụ mỗi một ngày. Cô nói cho hết lời, lập tức, mặt bộc lộ nụ cười tươi như đóa anh đào, chậm rãi xoay người, nhìn về phía Tô Thủy Kỳ ôn nhu ngọt ngào hỏi, Tô Thủy Kỳ, anh cảm thấy em hôm nay, đẹp không? Tô Thủy Kỳ thật sâu nhìn về phía cô bé này, mặc váy cưới dài mộng ảo, xoay người, ôn nhu nhìn về phía chính mình trong nháy mắt, gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của cô, dưới từng trận gột rửa của nước mưa, giống như nàng tiên, bộc lộ một ánh hào quang thuần khiết của cuộc sống. Anh có lẽ trong lòng đã có đáp án, liền kìm lòng không được mặt nghẹn ngào tươi cười, ôn nhu gật gật đầu, đáp đẹp. Rất đẹp. Đường khả hình nghe lời này, hai tròng mắt tràn đầy lệ cười. Mặc kệ, lòng người, là bằng phẳng, là cống hiến, là trả giá, hay là hy sinh. Thế nhưng khắp bầu trời, nước mưa vẫn róc rách rơi, dường như ngay cả thượng đế cũng xúc động, vù tình yêu này, mà xúc động mưa, nước mắt, vẫn không ngừng rơi xuống đất. Từng trận tiếng vang, tí tách, dường như theo tiết tấu vang lên, là giai điệu bi thương, vĩnh viễn bất biến. Biến động lớn của hoàn cầu, tất cả cổ phiếu, hết thảy mọi thứ, đều giống như nước mưa, ao ao mà giảm chấn động, tưởng thiên lỗi tổng phụ trách hoàn cầu, minh rằng hoàn á là tâm huyết cả đời của em trai, anh không mất một phút do so dự, mà là cực nhanh nhập tâm vào làm việc, cũng không cho tứ đại phó tổng thời gian kích động, mà nhanh chóng ra mệnh lệnh điều đi các nơi. Lãnh mặc hàn hai ngày hai đêm không ngủ, cũng hiểu được thời gian cấp bách, liền muốn tới trước bệnh viện thăm em gái, lại trở về công ty xử lý công việc, khi anh tiểu tụy mệt mỏi một tay nắm tay lái, lái xe phóng đi giữa mưa bụi trắng xóa, nhớ tới tư thái trang hạo nhiên dũng cảm cùng đầy trách nhiệm, xoay người ngồi vào xe cảnh sát đạo nghĩa không thể chùn bước, đôi mắt anh không khỏi đẫm lệ, thậm chí nghĩ nếu như chân tướng không có xuất hiện nhanh như vậy, có lẽ mọi người không cần thương tâm ly biệt sớm như vậy. Thế nhưng, cuộc sống vốn là mâu thuẫn như vậy lãnh mặc hàn thở phì phò toàn thân hư mềm vô lực không nhìn phía sau xe cộ đang ấn còi liên tục mà rất thong thả rất thong thả lái xe nghĩ trang hạo nhiên mặc dù đi vào trạm cảnh sát giao nộp chân tướng phóng hỏa năm đó thế nhưng muốn xác định tình huống còn cần một chút thời gian chính anh cũng muốn một lần nữa đem tình tiết vụ án xác minh lại một lần cuối cùng xem trong đó còn có thể hé lộ ra khe hở gì đó nữa không mặc dù hiểu rằng hy vọng này rất mong manh nghĩ tới đây, anh lại một trận vô lực xoay tròn tay lái. Đem xe chạy đến trước cửa lớn bệnh viện, anh mới thong thả ngừng xe lại, cũng không nhớ đóng cửa xe, cứ như vậy đón mưa bụi đi ra ngoài, tùy ý cuồng phong đập vào trên người mình, anh lại tiếp tục trầm mặt thong thả đi vào trong khu nội trú. Con đường hành lang thật dài, thế giới trắng xóa, hệt như trên thiên đường. Lãnh mặc hàn toàn thân mệt mỏi vô lực đi tới trước cửa phòng bệnh, chậm rãi mở cửa phòng, lại ngẩng đầu trong nháy mắt, nhìn em gái vẫn còn ngồi trên xe lăn, tay cầm một ảnh chụp đen trắng, đang nhìn một cách nhập thần. Anh liền yếu ớt nhìn về phía em gái, kêu nhỏ Uyển Thanh. Uyển Thanh không nghe thấy anh trai gọi, mà hai chồng mắt càng lúc càng sắc bén nhìn chầm chầm vào ảnh chụp kia. chương 1253, vết cắt. Uyển Thanh, em đang làm gì vậy? Lãnh mặc hàn chậm rãi đi vào cửa phòng bệnh, nhìn về phía em gái đang ngưng thần như vậy, liền hơi trầm giọng hỏi. Uyển Thanh không nói gì, chỉ nhàn nhạt ngồi trên xe đẩy, vẫn khoác chiếc chăn đêm qua, nắm trong tay ảnh chụp đen trắng, thật sâu nhìn thân ảnh màu trắng bên trong, dường như bắt được một điểm đáng nghi nào đó, nheo mắt, dừng lại một lúc lâu, mới yếu ớt nói em ở Mỹ nhiều năm như vậy. Bất kể là giúp đỡ anh, hay là công việc của em, tiếp nhận vô số vụ án. Mỗi lần vụ án sau khi kết thúc, em cũng thật sâu thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chuyện này đã qua. Thế nhưng vì sao, em vừa từ một khắc biết được chân tướng kia, em vẫn không thể nào thở phào nhẹ nhõm được. Lãnh mặc hàn đứng ở một bên, trầm mặc nhìn em gái, yếu ớt hỏi, vậy em phát hiện cái gì? Uyển Thanh cầm tấm hình này, trầm mặt nhìn một khắc kia, hai chồng mắt lại thật sâu nghi hoặc, lại chậm rãi lắc đầu, nói, không có. Lãnh mặc hàn hơi mất mát cúi đầu, đầu tiên là liếc mắt nhìn ảnh chụp trong tay em gái một cái, mới nghiêng mặt nhìn về phía Thanh Bình cùng Mỹ Linh đã mệt mỏi nằm bò ngủ trên bàn trà. Anh trầm mặc đi qua, cầm lên tấm chăn màu giám nắng trên sofa, thật cẩn thận đắp trên người hai người. Mỹ Linh vừa vặn vào lúc này, hơi động đậy khuôn mặt, thay đổi tư thế, chuẩn bị tiếp tục ngủ, thế nhưng tay chân vô ý đụng phải nút truyền phát tin của máy tích sách tay. Ảnh chụp P26 kia tiếp tục bắt đầu một lần nữa phát lại. Lãnh mạc hàn cũng có vẻ mệt mỏi, hai tròng mắt lóe lên ánh nhìn mệt mỏi cùng đau lòng, nhìn về phía tất cả những hình ảnh kia, bao gồm cả hai chiếc bàn dài, bộ đồ ăn, còn có chiếc giá thép, đôi mắt anh lóe lên, cẩn thận chú ý quan sát một chút. Đang vào lúc hình ảnh từ 4 phút còn mấy chục giây đang dịch chuyển, đôi mắt anh hơi ngưng, vươn tay nhẹ nhàng nhấn nút dừng. Uyển Thanh tức khắc ngẩng đầu, nhìn về phía anh hỏi, sao vậy? Lãnh mặc hàn nheo mắt, chậm rãi ngồi xổm người xuống trước bàn trà, nhìn kỹ hình ảnh trắng đen giữa màn hình máy vi tính, hình ảnh lại một lần nữa bắt đầu tua lại, anh kìm lòng không đóc cúi xuống, chú ý tới một vệt sáng cỡ hạt gạo bên ngoài đường ống than, cũng không biết là hình ảnh mơ hồ hay do mắt mình quá đa nghi nhạy cảm, đem những thứ vô ý bình thường đến xem lại. Hai mắt anh chợt lóe, tay kìm lòng không được đẩy Mỹ Linh đang ngủ say. Mỹ Linh cả người nằm gọn trên bàn trà, vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại, lại bởi vì bị đẩy với một lực khá mạnh, mặt cô nhăn nhó, hai mắt sưng đỏ như quả đào, lại mệt mỏi, khó chịu đến toàn thân run rẩy ngẩng đầu, nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn đã trở về, đang toàn thân ẩm ướt ngồi xổm trước bàn trà ngưng mặt nhìn hình ảnh phía trước, cô ngáp dài một cái, mới thanh âm khàn khàn hỏi, sao thế? Ánh mắt cô tốt, xem cho tôi, cái thứ như hạt gạo này, là cái gì? Lãnh mặc hàn vươn tay, chỉ vào một hình ảnh giữa màn hình máy tính mà mắt thường cơ hồ nhìn không thấy chút ánh sáng đó, hỏi. Mỹ Linh lại ngáp dài một cái, mới cả người mơ mơ màng màng, sâu hiếp đôi mắt tinh tường đang đau, để sát vào kia trước màn hình máy vi tính, căn cứ theo phương hướng chỉ của lãnh mặc hàn, Nhìn về phía một điểm nơi ống khí than, cô thực sự quái dị bất đắc dĩ, thanh âm khàn khàn kêu lên nói, "Trời ạ. À, nơi nhỏ như vậy, anh có thể nhìn thấy thứ gì?" "Mau tỉnh táo, giúp tôi nhìn xem, dù sao tôi vẫn cảm thấy ở đây không ổn." Lãnh Mặc Hàn nheo mắt, nhìn về phía điểm nhỏ lấp lánh này, chậm rãi nói. quyền Thanh cũng vào lúc này, hơi khởi động thân thể đau đớn, cũng tới trước màn ảnh nhỏ kia, liếc mắt nhìn thấy điểm sáng nhỏ, liền tức khắc nói, "Điểm sáng nhỏ này vào lúc đó hẳn là mới vừa hình thành nói sao lãnh mặc hàn quay mặt sang nhìn về phía em gái nhanh chóng hỏi uyển thanh thật sâu nhìn về phía điểm sáng nhỏ giữa màn hình kia chậm rãi nói bởi vì camera là thông qua vật chiết xạ phản quang mà thu ngược lại lại tồn nhập số liệu hình thành mã biên trình truyền phát tin cô xem một chút xung quanh điểm sáng nhỏ phát ra cũng có chút tối và sáng hiện lên rõ ràng hơn nữa ống tuyếp này màu sắc thiên về trầm nhưng độ sáng của điểm sáng nhỏ này lại rất sáng. Điều này chứng minh nó mới vừa xuất hiện không lâu, thế nhưng cái điểm sáng này có thể đại biểu cho cái gì? Nơi phòng bếp thỉnh thoảng có cắt hoa tổn hại, đều là bình thường. Không, Lãnh Mặc Hàn không biết vì sao, hai tròng mắt chăm chú nhìn điểm sáng nhỏ kia, yếu ớt nói, thế giới này, nếu như mọi chuyện đều đúng dịp, sẽ không có cái gọi là suy luận. Hiện tại chúng ta vốn chính là phải ở bên trong tìm ra chút vết tích. Mỹ Linh Mau phóng to hình ảnh, tôi muốn tỉ mỉ quan sát xem chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc đây là do vết cắt hình thành hay là còn thứ gì đó khác nữa? A, à, mỹ linh cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc trang hạo nhiên, cô liền tức khắc hơi tỉnh thần, hai tay nhanh chóng hoạt động trên bàn phím, đem điểm sáng nhỏ nơi bình khí than từ từ phóng to lên, lại lợi dụng mã biên trình giống như mạng lưới internet tầng tầng bắn phá để hình ảnh phóng càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng hơn ba người cứ như vậy từ từ nhìn điểm sáng nhỏ kia từ ban đầu là một hình ảnh mơ hồ đến càng lúc càng rõ ràng càng lúc càng rõ ràng lãnh mặc hàn cùng huyền thanh nhìn về phía hình ảnh càng lúc càng rõ ràng này hai chồng mắt quái dị trợn tròn mỹ linh mặt cũng bộc lộ thần sắc quái dị nhìn về phía điểm sáng giữa màn hình máy vi tính cư nhiên ở giữa là một vết cắt nho nhỏ cô lập tức kỳ quái kêu lên đây là vết cắt hơn nữa còn là vết cắt mới vì sao a à? cái gì vì sao Thanh Bình vào lúc này cũng bị đánh thức, cả người cũng mệt mỏi đau đớn đứng dậy, vừa mở to đôi mắt mờ mịt, lại chợt cảm thấy trước mắt bóng dao chợt lóe, nhanh như tia chớp hướng mặt mình phóng qua, cô a à một tiếng, sợ đến tim gan run sợ nhảy lùi ra sau một bước, mở to mắt nhìn Lãnh Mặc Hàn trong tay đã cầm một con dao nhỏ sắc nhọn, anh đang cúi mặt cẩn thận nhìn dao nhỏ kia, cô lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, bộ dạng gần như muốn khóc, kêu lên, "Lão đại, anh sao vậy?" Vừa rồi như vậy làm tôi sợ muốn chết tôi thiếu chút nữa rút súng bắn anh. Lãnh mạc hàn không để ý thanh bình, vẫn tay cầm tiểu đao sắc bén, tiếp tục tinh tế nhìn một góc sắc bén của nó. Đây không phải là vết đao, Uyển thanh cơ hồ khẳng định vươn tay, chỉ vào vết cắt giữa hình ảnh kia nói, anh xem một chút. Dao nhỏ sắc bén, một đường trượt xuống, căn bản không thể có vết to nhỏ không đồng nhất. Thế nhưng, muốn trên ống khí nặng như vật thành vết, vật đó phải gần như dao. Đó cũng là vật cứng, suy nghĩ một chút nơi làm việc bình thường của đầu bếp nhiều người nhiều miệng bọn họ không nên vào lúc không hài lòng chuyện gì đó lại đi lấy thứ gì đó đập vào vậy cũng quá khó hiểu cũng không giống nghề nghiệp đạo đức cùng hành vi thường ngày uyển thanh em nói đúng lãnh mặc hàn tinh tế dừng trên vết đao kia yếu ớt nói uyển thanh biết anh trai không phải nói chuyện này liền nhàn nhạt hỏi cái gì lãnh mặc hàn thu hồi dao nhỏ chậm rãi xoay mặt hít mắt nhìn về phía vết cắt trên ống kia yếu ớt nói mỗi chuyện đều do rất nhiều nguyên nhân tạo thành mặc dù chân tướng chỉ có một nhưng sự thực lại có rất nhiều hạo nhiên một đường chủ tịch một chúng ta cũng có một thanh bình cùng mỹ linh cả người mơ mơ màng màng nghe những lời này kỳ quái nhìn anh nói lão đại anh rốt cuộc đang nói cái gì a à? chân tướng không phải chỉ có một sao uyển thanh chậm rãi xoay mặt nhìn về phía các cô giải thích nói chân tướng sao lại chỉ có một nếu như chúng ta là đi theo hướng của cảnh sát, như vậy chân tướng chính là đoạn đối thoại ở đồn cảnh sát kia. Chúng ta vốn không muốn mỗi người bọn họ cũng phải biết chân tướng kia. Chúng ta điều tra đồ đạc của mình, chỉ là Cô vẫn tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía anh trai, nói anh. Anh có phương diện nào nghi hoặc sao? Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía hình ảnh giữa máy vi tính, hai tròng mắt ngưng lại, yếu ớt nói, dường như mỗi sự kiện giống như một bánh răng đều cắn cùng một chỗ. Thế nhưng đường vết cắt này, vì sao? Uyển Thanh cũng cảm thấy nghi ngờ nhìn về phía vết cắt này, nói, đúng vậy. Vì sao? Ai cắt? Lúc đó có phải hay không còn có chuyện gì khác phát sinh? Lãnh Mặc Hàn trực tiếp đứng lên, nhanh chóng đi tới ghế sofa của mình, cầm lên hình ảnh hiện su vụ hỏa hoạn, từng tấm từng tấm xem lướt qua, vừa xem vừa yếu ớt nói, chúng ta bây giờ có hai người tận mắt chứng kiến vụ phóng hỏa. Một là Hạo Nhiên, hai là chủ tịch Đường hiện tại phải điều tra có lẽ buông lỏng một chút ít nhất chúng ta có chút nghi ngờ bọn họ có thể giúp chúng ta giải đáp theo miêu tả của hạo nhiên sau khi ns ấy đi vào là trực tiếp ra tay đốt lửa lại cũng không có tiếng động lớn như vậy người này sẽ là ai uyển thanh cũng nhanh chóng cầm lên một đoạn ảnh chụp ngồi trên xe lăn lại tinh tế xem lướt qua vừa xem lướt qua vừa nói đúng chúng ta có hai nhân chứng chuẩn xác nhất trong vụ án phóng hỏa cho nên chúng ta lúc tìm tòi vụ án chỉ cần có nghi hoặc hoặc có điểm gì không phù hợp với hiện thực chúng ta có thể lập tức đạt được xác minh hiện tại bắt đầu chúng ta phải một lần nữa chỉnh sửa các tư liệu vụ án mà chúng ta sở hữu mỹ linh thanh bình các cô lập tức đem tư liệu điều tra của sở cảnh sát còn có tư liệu điều tra suy luận của chúng ta toàn bộ đều in ra đem video thu hình một lần nữa quay lại tôi và anh tôi muốn xây dựng lại tình tiết vụ án được, Thanh Bình cùng Mỹ Linh tức khắc lên tiếng trả lời. Lãnh Mặc Hàn lại trong nháy mắt, nhắm ngay hình ảnh sau vụ cháy, một hình ảnh tối đen như mực, hai mắt nghi ngờ lóe ra, kìm lòng không được kêu em gái, Uyển Thanh. Em qua đây xem một chút. Chương 1254, Muôi nhôm. Uyển Thanh nghe anh trai gọi liền hơi quay người nhận lấy ảnh chụp, nhìn chằm chằm vào ảnh chụp cảnh tượng phòng bếp sau nổ mạnh, trong đó có một ít muôi nhôm bát đũa toàn bộ một mảnh đen kịt, một tầng than lửa thật dày đôi mắt cô hơi đảo nhìn chăm chú vào hình ảnh chỗ đống đồ làm bếp chợt cảm thấy vài chỗ không ổn. Thanh Bình và Mỹ Linh cũng hiếu kỳ đi tới cuối người nghi ngờ nhìn về phía ảnh chụp Uyển Thanh đang cầm hỏi, ảnh chụp này có vấn đề gì? Toàn bộ một mảnh tối đen chẳng lẽ bọn chị phát hiện được cái gì ở bên trong? Lãnh mặc hàn im lặng không lên tiếng, một mình trầm mặc đi tới trước cửa sổ sát đất nhìn về phía ngoài cửa sổ gió lạnh nước mưa rơi nhanh đôi mắt nhanh chóng lưu chuyển uyển thanh lập tức tay cầm ảnh chụp đối mặt với hai người phía sau chỉ vào vật có dạng giống cái muôi trong hình nói các em xem đây có phải giống cái muôi hay không thanh bình và mỹ linh đồng thời híp mắt tới gần nhìn kỹ điểm đen kịt trong hình kỳ thực nó cũng có tay cầm giống cái muôi đại bộ phận bị các vật phẩm khác che lấp nhưng cẩn thận nhìn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được nó đúng là một cái muôi không nhỏ liền gật gật đầu nói hình như vậy hình dạng rất giống thế nhưng trong phòng bếp có cái muôi không phải rất bình thường sao bọn chị nhìn ra cái gì? uyển thanh bất đắc dĩ nhìn các cô rồi nghiêm túc vươn tay chỉ vào cái muôi trong hình nói nhìn rõ chưa? góc bên trái muôi rõ ràng bị lõm xuống thanh bình và mỹ linh nghe lời này lập tức mở to mắt để sát tấm hình vào mặt quả nhiên cảm giác được bên trong cái muôi to có dấu hiệu lõm xuống nhưng phải có một đôi mắt rất lợi hại mới có thể phát hiện các cô đồng thời hoa một tiếng kêu lên trời ạ! À, bọn chị quá lợi hại như vậy cũng có thể phát hiện nhưng nó lõm xuống thì có thể chứng minh điều gì? Uyển Thanh lại chậm chạp xoay người nhìn về phía hai người bọn họ thâm sâu giải thích, các em có nghĩ tới không? Đồ nấu ăn trong phòng bếp nhà hàng đều được chế tạo từ nhôm. Bất kể là bát đũa hay muôi thìa đều là đồ chuyên dụng của đầu bếp. Đúng vậy, Thanh Bình và Mỹ Linh đồng thời gật gật đầu đáp lại. Huyền Thanh mặt bộc lộ biểu tình ngưng trọng đôi mắt cơ trí liền lập tức đưa ra nghi vấn, phòng bếp nhà hàng có quy định chỉ cần đồ nấu ăn có tổn hao thì nhất định phải lập tức trình đơn xin đổi vật dụng khác để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn trong quá trình nấu nướng. Thế nhưng các em xem hình dạng cái muôi này nhất định là tổn hao rất lớn. Muôi nhôm chắc chắn như vậy nếu như không phải trải qua và đập nghiêm trọng nó sao có thể bị lõm thành như thế. Có lẽ hình thành sau nổ mạnh, Thanh Bình đưa ra nghi vấn của mình. Hoàn toàn có khả năng. Uyển Thanh khách quan nhìn cô gật gật đầu nói cho nên. Chúng ta chỉ có thể suy đoán, bởi vì đường chủ tịch muốn xem xét chân tướng án phóng hỏa, khi ông ấy tiến vào phòng bếp trong phòng bếp cũng không có phát hiện bất luận tranh chấp gì cho nên chuyện nguôi nhôm bị đập tuyệt không thể phát sinh tại nhóm đầu bếp tiến vào trước tiên. Lãnh mặc hàn trong nháy mắt xoay người theo đáp án này của em gái đôi mắt lợi hại nhớ lại chuyện phát sinh kế tiếp trong phòng bếp. Ý chị là... Thanh Bình có chút giận giữ nhìn Huyền Thanh hô, trước khi chuyện phóng hỏa xảy ra đã có người tiến vào phòng bếp. Huyền Thanh trầm ngưng suy nghĩ một hồi mới thâm trầm nói, hoàn toàn có thể. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, thế nhưng giả thiết người này tiến vào phòng bếp là vì cái gì? Bởi vì đường chủ tịch đã từng nói qua đầu bếp muốn vào phòng bếp phải có mật mã mới có thể vượt qua ba cửa. Hơn nữa sau khi đi vào còn có hệ thống của cửa hàng tiến hành kiểm tra nhưng khi vụ án xảy ra không có bất kỳ dấu vết nào lãnh mặc hàn nghe em gái nói thì chậm rãi xoay người nhìn ngoài cửa sổ toàn thành thị một mảnh trắng xóa mông lung thậm chí phá lệ có một loại cảm giác duy mỹ anh cứ như vậy chăm chú nhìn vào màn mưa sâu xa nói uyển thanh anh còn nhớ rõ năm ấy khi anh với em tách ra bầu trời đầy hoa phượng toàn bộ thế giới thật đẹp uyển thanh đau lòng ngẩng đầu nhìn về phía anh trai lãnh mặc hàn đôi mắt mãnh liệt lóe lên nhớ tới trang hạo nhiên tim anh bỗng nhiên đau đớn sâu kín nói, hôm nay mưa bụi. Cũng đẹp như thế, một mảnh trắng xóa, giống như năm đó, em nói, phàm là trên thế giới phát sinh chuyện bị kịch thì đều thê mỹ như vậy. Thê mỹ đến mức đối mặt với chân tướng sự thực rất bất đắc dĩ. Rất bất đắc dĩ. Uyển Thanh nghe anh trai nói lòng cô cũng lập tức trở nên nặng nề, nhớ lại năm đó lúc chia tay anh trai cô còn có thể rõ ràng nhìn thấy thân ảnh anh trai dần dần đi xa, khuất sau bầu trời hoa rơi đầy vừa khóc vừa đuổi theo. Kỳ thật cho tới bây giờ cũng không dám đơn giản nhớ lại, chỉ cần đụng chạm đến một chút cô cũng sẽ đau đến mức tê tâm liệt phế. Cô cố gắng ẩn nhẫn lại rồi nhìn về phía anh trai đang đứng ở trước cửa sổ sát đất, đôi mắt đã lóe ra lệ quang đau đớn ẩn nhẫn, đích thân mình đem anh em tốt nhất vào cục cảnh sát có lẽ anh hận không thể chính mình biến mất như vậy mới có thể vĩnh viễn bảo trụ chân tướng không bị vạch trần. Cô nặng nề cúi đầu, thở dài, do dự một hồi, không hiểu nhớ tới câu nói của anh trai, phàm là trên thế giới phát sinh chuyện bị kịch thì đều thêm mỹ như vậy. Đôi mắt cô chợt lóe lên giường như trái tim bị đánh trúng thân thể huyết dịch lại kịch liệt sôi trào, trong nháy mắt cô ngẩng đầu nhìn anh trai nhanh chóng nói, anh. Anh vừa mới nói, phàm là trên thế giới phát sinh chuyện bị kịch thì đều thêm mỹ như vậy. Lãnh mặc hàn chậm rãi quay mặt sang bất đắc dĩ nhìn em gái gật gật đầu. Huyền Thanh đôi mắt sáng ngời chăm chú nhìn anh trai nói, vậy anh nói. Án phóng hỏa không đủ để hình thành bi kịch thêm mỹ lãnh mặc hàn tim đập nhanh nhìn em gái thanh bình và mỹ linh lập tức giật mình nhìn uyển thanh không rõ lời cô không nhịn được nói chị uyển thanh chị nói cái gì vậy án phóng hỏa còn chưa đủ thảm sao uyển thanh lập tức thân thể cứng ngắc ngồi trên xe lăn sắc mặt căng thăng đôi mắt cường liệt lóe lên nhìn về phía trước lại nhanh chóng nói ý của tôi là năm đó đường chủ tịch vì sự kiện rượu đỏ vì sợ liên lụy hoàn cầu lại sợ sự kiện tưởng ra sợ liên lụy đến người nhà mới giấu mình ở phía sau chủ trì sự vụ nhà hàng đúng không đúng vậy thanh bình và mỹ linh không nhịn được đáp ứng uyển thanh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía thanh bình và mỹ linh nhanh chóng nói nếu là như vậy khi tổng giám đốc trang đi gặp đường chủ tịch nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí lén lén lút lút bởi vì họ đều sợ liên lụy đến nhau thế nhưng đường chủ tịch ông ấy còn có bí mật gì cũng biết sự kiện rượu đỏ mà thời điểm đó cũng cần phải che giấu tung tích lãnh mặc hàn ánh mắt sáng ngời nhìn em gái đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi. Quyền Thanh trực tiếp hai tay chống xe đẩy dần dần đứng lên hồi tưởng lại toàn bộ quá trình án phóng hỏa cô lại sâu xa nói, giả thiết. Sự kiện rượu đỏ liên lụy đến một đám người mà không phải mục tiêu cá nhân. Như vậy, nhân vật này, sự kiện này có khả năng thực sự xuất hiện hay không? Nếu, người này không có xuất hiện, như vậy vết cắt chỗ ống dẫn khí than làm sao có? Chỗ môi nhôm bị lõm chứng minh điều gì? bởi vì sau 12 năm trí nhớ của đường chủ tịch cùng tổng giám đốc trang chỉ là đại khái. Có lẽ còn có dấu vết khác để lại có thể cho chúng ta tìm thấy được. Lãnh mặc hẳn ý nghĩ lập tức rõ ràng anh nhanh chóng đi tới trước mặt em gái nhìn cô nói, đúng. Em quả thật đã nhắc nhở anh, vết cắt kia vẫn khiến anh nghi ngờ, một phần môi nhôm bị lõm rốt cuộc có thể khớp với vết cắt hay không. Nếu như khớp chúng ta có thể bắt đầu tra rõ người thứ ba. uyển Thanh mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh trai gật gật đầu, Vậy chứng minh chúng khớp nhau như thế nào?" Thanh Bình và Mỹ Linh cùng kêu lên. Uyển Thanh cấp tốc nhìn nói với Thanh Bình, "Sao không thể chứng minh? Sau án nổ mạnh, bộ phận chứng kịch mặc dù không có bị thu nhưng trước khi chuyện xảy ra tất cả đồ nấu ăn đều có đánh số. Chúng ta có thể tra ra 12 năm trước phòng thu mua đã mua loại đồ nấu ăn nào, toàn bộ lọc một lần dù cho không thể chứng minh chuyện mua nhôm bị lõm thì chúng ta cũng có thể chứng minh những đồ nấy ăn khác có khớp với vết cắt hay không?" Chỉ cần trùng khớp thì chúng ta đã có thể suy đoán ra một số chuyện. Vậy em lập tức điều động tư liệu phòng thu mua 12 năm trước. Mỹ Linh nhanh chóng cúi người bắt đầu điều chỉnh số liệu. Thanh Bình nhìn Mỹ Linh bận rộn chính mình thì rảnh rỗi ngồi đó rất không quen, liền hỏi: "Ai? Em ấy bận rộn việc của mình, vậy em đâu? Em phải làm những gì?" Uyển Thanh thật sâu nhìn về phía Thanh Bình chậm chạp cười nói: "Em đi tìm cho chị một người." trong vòng một giờ cần phải mời anh ta đến trước mặt của chị. Chị biết anh ta sẽ tới. Ai? Thanh Bình nghi ngờ hỏi. Uyển Thanh hơi ngửa mặt nhìn về phía màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ sâu kín nói, mục đích giống chúng ta vì muốn chứng minh Tổng Giám Đốc Trang có thể là vô tội, vì muốn chứng minh đường chủ tịch bị oan uổng. Chúng ta liền, tự mình suy diễn ra vô số ích và y xem có biện pháp tìm được điểm chung hay không. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, mà, chúng ta bây giờ sẽ phải tìm ra sự thật của án phóng hỏa án trước, có lẽ có thể phát hiện được điều gì đó từ người bên cạnh đường chủ tịch. Lưu Trí Đức, chương 1255, một vệt hồng. Một giờ sau, Lưu Trí Đức mặc áo khoác đậm màu, đội nón vải nỉ theo thói quen, nét mặt có chút già nua tiều tụy, ngồi trên ghế sofa ở phòng bệnh, mang theo vài phần nghi hoặc cùng khẩn trương ngẩng đầu lên, nhìn về phía huyền Thanh cùng Mỹ Linh, ánh mắt sâu kín, kỳ quái khàn khàn hỏi các người các người, có chuyện gì cần tìm tôi sao? Lãnh mặc hàn theo sang bên sảnh đãi khách, tự mình rót một chén trà bích loa xuân thượng hạng, tôn kính mời Lưu Trí Đức, khuôn mặt tươi cười nói, chú Lưu, thật xin lỗi, trời mưa xuống lạnh như thế, còn mời chú đi theo. Chú cứ uống chút trà nóng đi đã. Ai, tốt tốt, cảm ơn, cảm ơn giám đốc, Lưu Trí Đức nghe thấy lời này, trong lòng ổn định một chút. Khuôn mặt cũng có chút khiêm tốn tươi cười vươn tay ra tiếp nhận ly trà của lãnh mặc hàn đưa tới nhắc tới quả thật ông cũng có chút khát, vì nghe nói thân thể đường trí long không tốt phải nằm viện, ông liền vội vàng bắt chuyến xe lửa sớm nhất kia để đến thăm ông bạn già. Lãnh mặc hàn chậm rãi ngồi xuống sofa, thật sâu nhìn về phía lưu trí đức miệng môi khô khốc đang vội uống trà, vì kính ông là người chú tôn kính của đường khả hinh, còn là cha chồng tương lai của lâm sở nhai, anh liền cười nhắc nhở nói, chú. Chú uống chậm một chút, cẩn thận nóng. Tôi, tôi, tôi hôm qua chạy tới, bởi vì lo lắng, đường, đường chủ tịch, ở trên xe lửa, ăn không ngon ngủ không yên. Lưu Trí Đức để lộ ý cười trên khuôn mặt phúc hậu, mang theo vài phần lo lắng, hai tay ông nắm cái ly, cũng không sợ nóng, cứ như vậy cầm lấy. Chú, Uyển Thanh nhìn về phía Lưu Trí Đức, cũng kìm lòng không đậu cười rộ lên, quan tâm nói chú. Chú cứ nắm cái ly như vậy, cũng không sợ nóng sao. Không sợ, Lưu Trí Đức mặt lại tươi cười, nhìn cô nói, chúng tôi làm đầu bếp, bàn tay chai sần hết rồi các cô cậu bình thường cảm thấy nóng gì đó chúng tôi nắm lại thấy không sao đây gọi là công phu nhiều năm cầm nuôi có được uyển thanh thật sâu nhìn về phía ông mỉm cười gật gật đầu lãnh mặc hàn lắng nghe lời này mặt lại bộc lộ nụ cười tôn kính nói chú chú theo đường chủ tịch rất nhiều năm rồi rất nhiều năm lưu trí đức nói về đường trí long mặt ông dâng lên sự tang thương lộ ra mấy phần luyến tiếc nói chúng tôi là nông dân kết hôn sớm sinh con sớm không có tiền đồ gì cả năm ấy toàn ra chúng tôi đến nội thành bị người thân lừa trên người một phân tiền cũng không có liền khiêng một bao đậu phộng trốn vào ngõ nhỏ bên cạnh tránh mưa nhã tuệ lúc đó còn rất nhỏ có lẽ là do chịu lạnh ho lại phát sốt ông trời thật đúng là tuyệt đường sống của chúng tôi mà may mà gặp được đường chủ tịch chúng tôi năm đó gọi ông ấy là bếp trưởng vừa vặn lúc đi ngang qua ngõ nhỏ cho mèo hoang đồ ăn thừa đã cứu chúng tôi khi đó tôi bắt đầu theo ông ấy mặc dù năm tháng trôi qua ông tuổi càng ngày càng cao nhưng xác thực vẫn có phong thái người lãnh đạo khi đó theo tôi liền hạ quyết tâm học làm đầu bếp uyển thanh nghe hơi gật gật đầu nhìn hướng lưu trí đức nói kia năm đó sự kiện rượu đỏ còn có án phóng hỏa chú cũng biết đến đúng không lưu trí đức nghe lời này nét mặt thu lại yêu thương trầm ngâm một hồi mới bất đắc dĩ thở dài nói chuyện rượu đỏ tôi có biết một ít thế nhưng án phóng hỏa tôi khẳng định nắm rõ. Vậy, đường chủ tịch nói cho chú, hay chính chú phát hiện? Quyền Thanh lại ôn nhu hỏi. Chính tôi phát hiện, Lưu Trí Đức trực tiếp khẳng định. Vì sao, lãnh mặc hàn đối với đáp án này, có chút bất ngờ. Lưu Trí Đức dừng một chút, mới yếu ớt nói, có lẽ tôi chỉ là một người thô kịch, không có tư cách nói đến chuyện của bếp trưởng đường. Thế nhưng xác thực, bếp trưởng đường cũng nói, có một chút hợp ý với tôi, cho nên quan hệ của chúng tôi vẫn phi thường tốt, người ngoài cũng có thể thấy được đó chính là tình như thủ túc. Tôi theo ông mười mấy năm, mưa gió hay cái gì đều đã gặp. Tôi hiểu ông ấy hơn so với bất luận kẻ nào. Ông ấy là một người tuyệt đối không có khả năng ở tại phòng bếp phát giận mà làm đổ đồ đạc. Cho nên án phóng hỏa phát sinh lúc đó, chúng tôi ở ngoài lấy nguyên liệu nấu ăn, lúc trở lại nghe người nói buộc tội kia, tôi liền cảm thấy có vấn đề. Liền trực tiếp dựa vào mối quan hệ anh em với mọi người để hỏi chuyện. Ông ấy cũng không có giấu giếm tôi tôi biết ông ấy luôn cẩn thận, cho tới bây giờ vẫn thế. Liền đem sự tình án phóng hỏa nói ra, trời biết, tôi khi đó giấu bí mật này rất mệt mỏi. Ngậm đắng nuốt cay chiếu cố nhã tuệ và khả hình sau khi lớn lên, tôi liền trốn quê đi. Mỗi lần nhìn bếp trưởng đường, tôi liền có chuyện nói không hết. Đến cuối cùng cái gì cũng không có thể nói. Lưu Trí Đức nói hết lời, đôi mắt đỏ hoe, kiềm chế nói, đáng thương thay bếp trưởng đường ngồi trong lao 12 năm nay. Nếu như năm đó án phóng hỏa án không phát sinh, không chừng hiện tại ông ấy cũng có thể rồng cuốn hổ trồm. Uyển Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Trí Đức lại nghi ngờ hỏi: "Chú, sau khi sự kiện rượu đỏ qua đi, đường chủ tịch vẫn không gặp chuyện gì phiền phức sao?" Lưu Trí Đức ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, trực tiếp lắc đầu nói: "Không có a. À. Trừ ở gia đình có chút tranh chấp, bên ngoài vẫn luôn rất tốt." Gia đình tranh chấp, Lãnh Mặc Hàn nhấn mạnh bốn chữ này, hỏi: Lưu Trí Đức gật đầu, nhìn về phía lãnh mặc Hàn, nói, suy nghĩ một chút à. Bếp trưởng đường vốn phải là chủ tịch hoàn cầu, thế nhưng thân phận huy phong kia đột nhiên gặp biến cố, sau đó tất cả đều thay đổi, bao gồm người nhà hay tình hình cuộc sống cũng đều thay đổi. Đường phu nhân, có chút phê bình kín đáo, điều này là có thể lý giải. Đường phu nhân cũng không cầu đại phú đại quý, thế nhưng đường chủ tịch lại kỳ diệu mang danh tham ô hoàn cầu, bất luận thế nào người làm vợ vẫn khó tiếp nhận điều này lãnh mặc hàn nhàn nhạt gật đầu. Kia, Uyển Thanh sâu hơn nhìn về phía Lưu Trí Đức hỏi, đường chủ tịch trong hoàn cầu có mối quan hệ với nhân viên thế nào? Làm việc chung rất tốt, Lưu Trí Đức trực tiếp khẳng định nói, ông là người kín cẩn làm cho người ta không có cách nào soi mói đời tư. Nói chuyện bình tĩnh ung dung, tôn trọng người khác, càng thương cảm nhân viên. Mặc dù thưởng phạt phân minh, chỉ cần là người được ông chọn làm đầu bếp, rất ít xảy ra những vụ việc lớn. Đây cũng là do bếp trưởng có ánh mắt tốt, ông đã nói, đầu bếp làm việc, vốn lòng đầy nhiệt, thao tác nhanh, cho nên không có kiên trì, không có nhân phẩm tốt, tuyệt đối không cách nào nấu nướng ra món ăn tuyệt vời. Đây chính là vì cái gì? Đầu bếp chân chính cầm muôi làm ra tiền, nhất định phải trải qua 5 6 năm phối đồ ăn. Bởi vì, muốn khảo nghiệm kiến thức cơ bản, còn phải khảo nghiệm luôn sự kiên trì học tập rèn luyện. Uyển Thanh nghe lời này, hai mắt lóe lên nhìn về phía Lưu Trí Đức lại yếu ớt nói, nếu là như vậy, chú cảm thấy, tại phòng bếp chắc sẽ không phát sinh mâu thuẫn giữa các đầu bếp, như cầm cái thìa, tùy tiện ném loạn đổ đồ các thứ. Không có khả năng, Lưu Trí Đức nhanh chóng nói. Vì sao? Uyển Thanh hỏi lại. Lưu Trí Đức biểu tình nghiêm túc nhìn về phía Uyển Thanh, nói các cô cậu không biết đấy thôi. Một phòng bếp của khách sạn lớn, kỳ thực phân công rất rõ ràng tinh tế. Mỗi đầu bếp đều có ba trợ lý phụ trách cùng mình nấu nướng mỹ thực. Mặc dù thoạt nhìn là thể thống nhất, nhưng cũng không phải cùng một thể. Ý của chú là, Uyển Thanh trực tiếp nhìn về phía Lưu Trí Đức nói, một phòng bếp, mỗi đầu bếp cũng có lính của bọn họ, cho nên ai làm sai chuyện gì, ai chống đối chuyện gì, đều tại mọi người không coi nhau vào đâu. Ai cũng không muốn mất thể diện, ai cũng nghĩ cách biểu hiện. Càng sợ hãi, nếu bọn họ cái gì cũng không thể kiềm chế khi không được thể hiện, sẽ bị đối phương bắt thóp được. Đúng, Lưu Trí Đức nhanh chóng nhìn Uyển Thanh, bọn họ đều là vừa tương hỗ vừa đố kỵ. Bếp trưởng đường cũng muốn để cho bọn họ có thể vừa giúp đỡ vừa giám sát lẫn nhau. Như vậy, Uyển Thanh chậm rãi lấy ra bức tranh của Mỹ Linh In ra từ ảnh chụp, hỏi Lưu Trí Đức chú. Chú xem cắt vết chỗ này, là chúng cháu ở hiện trường phát hiện ra. Chú cảm thấy, ở ngoài cửa, đầu bếp có khả năng vì bạo tính mà làm đổ lung tung đổ đến nơi này. Lưu Trí Đức nhìn hình ảnh đen kịt này, mặc dù tuổi tác cao thế nhưng ông vẫn còn là nhớ năm đó cách bày biện cơ bản trực tiếp mặt bộc lộ một chút thần sắc kỳ lạ nói vết chầy này không phải là bị đầu bếp chúng tôi để đồ ăn đập vào chú thế nào biết quyền thanh lập tức cảm trái tim mình đang loạn nhịp tôi đoán lưu trí đức hít mắt sâu nhìn kỹ hình ảnh mơ hồ kia đành phải suy đoán đây là cái thùng màu đỏ hồng dùng buộc chặt thanh sắt hoa cái thùng màu đỏ hồng quyền thanh niệm năm chữ này nhìn về phía ông nhanh chóng hỏi các chú phòng bếp còn có cái thùng đỏ hồng đó không? Nó là dùng để làm gì? Ống đơn để phóng khí than, nhất là khí than của công ty, đặt ở trong thùng, mỗi cuối tháng chúng tôi đều chính mình xem xét nguồn. Bếp trưởng cũng sẽ theo thói quen xem lướt qua, dù sao đây là vì an toàn, Lưu Trí Đức nhanh chóng nói. Cái thùng màu đỏ hồng, lãnh mặc hàn lặng yên cân nhắc những lời này, đôi mắt nhìn về phía Mỹ Linh. Mỹ Linh tức khắc xem lướt qua, quả nhiên phát hiện một cái màu đỏ hồng sắc, cô tức khắc ngẩng đầu, nhanh chóng nói quả thật có cái thùng đỏ hồng. Bên trong còn có một ít biên lai like bị thiêu hủy. Cái thùng kia rất dễ cháy sao. Lãnh mạc hàn chậm chạp cầm ảnh chụp cái thùng lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào, phát hiện một đầu mối lớn. Không dễ dàng, nhưng là nếu gõ xuống, vẫn là có thể. Lưu trí đức chính mình suy nghĩ, nói ra đáp án. Lãnh mạc hàn thật sâu nhìn ảnh chụp, trên mặt đột nhiên run rẩy lộ mấy phần kích động, anh không lên tiếng, chỉ chậm rãi đứng lên, đầu tiên là đè nén tình tiết kia, cảm tạ Lưu Trí Đức hôm nay qua đây một chuyến, hiện tại mời ông đi về nghỉ trước, không rõ chỗ nào, có khả năng còn mời ông đến giải thích một số vấn đề. Lưu Trí Đức chỉ hiền hậu cười lên, khách khí nói, có cần ông, cứ việc nói là được. Lãnh mạc hàn cùng huyền thanh tự mình đứng dậy tiến, nhìn ông lão hiền hậu chậm rãi xoay người đi ra. Huyền thanh quay mặt sang, nhìn về phía anh. Lãnh mạc hàn giải đáp vấn đề cho cô, trực tiếp lật ảnh chụp kia nhìn thẳng cô nói đáp án ở bên trong này uyển thanh nhìn về phía hình ảnh khuôn mặt lập tức kích động đây là cơ hội cuối cùng có ý gì mỹ linh cùng thanh bình lập tức đi tới cái thùng đỏ hồng kia xem lướt qua trái phải cũng không có cảm thấy có vấn đề liền ngẩng đầu nhìn về phía lãnh mặc hàn kêu lên lão đại cái thùng này rốt cuộc có bí mật gì a à? lãnh mặc hàn chậm rãi quay mặt sang Nhìn về phía Mỹ Linh cùng Thanh Bình yếu ớt nói, các người xem một chút ở cái quai của thùng này và những thứ xung quanh phòng bếp, có điểm gì không đồng nhất? Có điểm gì không đồng nhất? Mỹ Linh cùng Thanh Bình mở to mắt, trái phải nhìn cái thùng, tất cả đều tối như mực, thế nhưng còn có thể ở dưới đáy phát hiện một vệt hồng, liền kỳ quái nói, không có gì không đồng nhất a. À? Sao có thể không có gì? Lãnh mạc Hàn kích động nhìn về phía Mỹ Linh cùng Thanh Bình, nhanh chóng nói, cái thùng cho thấy là có người tới gõ xuống tạo thành vết chảy trên ống tuyếp. Mà quan trọng nhất là, người nọ không phải đầu bếp. Cho nên gõ xuống cái thùng trong nháy mắt, người nọ không quay trở lại, mà là đem nó giấu đi, cứ thế thời gian lửa nóng bốc cháy lên, nó không bị thiêu đốt triệt để. Cho nên nó dưới cái thùng, còn có một chút vệt màu hồng. Mỹ Linh cùng Thanh Bình nghe lời này, lập tức mở to mắt, kìm lòng không đậu kêu lên, nói cách khác. Quả thật có người thứ ba tiến phòng bếp audio điện tử võ tấn bền hết chương 1255.